Hello các chị. Hello hello mọi người. Các chị vào, các chị em mình chấm like cho em. Các bác nào vào xem live stream rồi cho em xin chấm nào các chị. Trưa nay xả nha các chị nhá, tối nay em nghỉ. Đấy, tối nay lại có việc rồi. Nên là tranh thủ trưa nay sẽ lên xả cho các chị em mình. Nay tổng kết nốt luôn. Tất cả tâm lạnh còn bằng này nữa. Mẫu nào còn ít xếp ra đi. Ít nhá. Các chị vào các chị nhấn chia sẻ live stream lên cho em nha các bác. Nay xả hết. Nay chắc hết hàng hè đấy các bạn. Nay là em xả. Ui nói là hết nhưng chắc chưa hết được. Nhiều lắm. Bán tặng thì chắc hết. Bán hết 20, 30 nghìn thì chắc hết. Nhập vào 70, 80 nghìn. Bán hết 20, 30 nghìn thì chắc em nghĩ là hết. Nhập vào tầm độ 40, 50 thì bán độ 9 nghìn, 10 nghìn thì chắc là hết. Hết không các chị? Hết đấy. Các chị vào các chị chia sẻ live stream lên cho em nhé các bác nhé. 9 nghìn, 10 nghìn hôm nay cũng bán luôn. Bác nào mà mình đang xem được livestream các chị em mình cho em xin một chấm lên các bác. Đang nghe rõ nhìn rõ đã chia sẻ rồi chấm lên cho em nha các bác ơi. Tặng hết hàng VIP hàng VIP này còn bao nhiêu cũng tặng nốt cho các chị bấy nhiêu luôn này. Áo kiểu áo kiếp ôi dồi ôi các thứ các chị ơi. Nhiều lắm. Chỗ kia xem có phải cái cục của bé không? Đúng rồi gì nữa. Đấy, đưa nốt cái cục của bé đây tặng luôn đầu like đi đã nào. Cổ bẻ là còn duy nhất cục này nhá các chị nhá. Cổ bẻ cô tông chắc hàng này thì chẳng có ế. Hàng này thì có bao giờ các chị em mình thấy bảo em Giang bảo thế ô cái này hai bộ lẫn này cổ ra này em này. Đây này, đây này có bộ lẫn bên dưới. Hàng này thì gọi là bao nhiêu cũng hết. Nhất đầu kể cả bán đến tận tháng 9, tháng 10. Yêu cái là thôi còn mấy cái nhá các chị nhá. Bán hết cho các chị em mình bao tiền ta 19.000 đi. Tặng 19.000 nhá các chị nhá. Cổ bẻ nhớ đây đừng vào so sánh cái hàng này các chị em mình đã mua nữa. Bao nhiêu 7-8 nghìn các chị em mình biết rồi. Khác nhau đấy, cổ nó khác nhau này. Em dồn hết vào em bán tặng nốt luôn nhá. Ba con màu đỏ này mà giờ em xả 6-9 nghìn là hết liền. Là em nói thật các chị có tranh còn không được cái em này luôn đấy. Vì có ba cái màu đỏ đó nhưng em dồn hết em bán tặng 19 nghìn cho các chị em mình luôn nhá. Không có chọn màu. Là chưa không chọn màu, chọn kiểu đâu. Đều cổ bẻ hết 38 cân đến 60 cân. Này cho túi cho chị em ơi. Xong lên comment vào đây cho em là tặng 19k cho em luôn nhá. Đấy, tặng 19k vào đây cho em luôn này. Cho các bác mình sướng cái cuộc đời này. Còn con màu vàng này mà có xả cho các chị em mình 69.000 là cũng hết. Đúng ạ, à, đây cho các chị em mình luôn 19.000 đồng đi. Các bác vào các bác nhấn chia sẻ lên cho em. Coi như một món quà đầu like cho các chị em mình luôn này. Đấy, lên này em ơi để xuống cho chị. Chị nào mình đã chia sẻ rồi các chị lên comment nha các bác nhá. Đấy, tặng 19k cho em luôn đi. Bác nào chưa chia sẻ các bác nhấn chia sẻ lên cho em. Đã chia sẻ rồi các chị vào các chị thả tim thả like lên cho em nha các bác. Nhắn lên cho anh bảo để chị thống kê chia sẻ nhá. Trưa nay chị thống kê chia sẻ. Đấy là em sẽ kiểm tra chia sẻ đấy các bác ơi. Bác nào mà mình chưa chia sẻ các chị em mình nhấn chia sẻ live stream lên cho em. Được chưa các bác? Chưa chia sẻ nhấn cho em xin một lượt chia sẻ lên đã nhá các chị nhá. Xong các chị thả tim thả like lên cho em. Đấy xong còn váy góc các thứ còn bao nhiêu những cái nào nhá. Váy mà cũng đây chị tặng luôn đầu like cho gọn luôn. Ngoài kia như còn váy đấy nhấc vào đây em ơi. Ngoài kia nữa đi. Một đứa xếp ngoài một đứa xếp trong. Các chị em mình đã chia sẻ rồi, các chị lên comment vào đấy cho em luôn là tặng 19k cho em luôn này. Nay váy vóc các thứ là em cho xếp hết ra luôn nha các bác. Cho nó gọn nốt luôn để xả nốt đi các chị. Chứ không là lại tẻ các thứ đấy, xem còn cái váy viết nào. Váy bình thường xếp ở góc này này em này. Bây giờ chúng mày không xếp vào thế váy vóc chúng mày xếp đâu. Nào váy xếp đâu. Ôi chết rồi, đến giờ này không biết váy vóc xếp đâu rồi. Thế còn cái mã váy chất tắp ta đấy. Cổ nơ trắng đấy, ren tay đấy đâu. Nào mã đấy đâu. Ôi dồi ôi chết tôi. Đến giờ này hỏi váy đâu. Các bà vẫn lơ tơ mơ thế này thì bao giờ mới gọi là mới gọn mã cho nó được. Các chị nhấn chia sẻ xong các chị mới lên comment các bác ơi. Nhiều bác chưa chia sẻ nhưng các bác mình cứ lên comment. Em không đọc tên đâu em nói luôn. Giá em chỉ áp dụng cho người chia sẻ live stream thôi nhá các chị nhá. Tất cả giá của buổi trưa nay chỉ áp dụng cho khách chia sẻ live stream thôi. Đấy thì chị Hải Yến này còn chưa bấm theo dõi fanpage này. Vào cái đã lên comment tặng 19k rồi. Rồi chị Tâm Nguyễn đã chia sẻ live stream đâu mà lên comment chị ơi.
À đây này, như chị Tâm Nguyễn này này đã chia sẻ livestream đâu mà lên comment bác. Rồi ơi, em đều biết hết, chị nào đã chia sẻ livestream em đều biết hết nha các chị. Các bác mình đâu phải là em không biết đâu các chị. Giờ cái anh Facebook này anh cũng rất là thông minh luôn. Chia sẻ cái là nó hiện luôn cái logo người chia sẻ đấy luôn rồi. Xong chưa? Đấy, váy viết các thứ đã xếp hết vào, còn mã váy nữa đấy. Ngoài đấy còn bao nhiêu nó xếp nốt rồi, em đọc tặng 19k đã nhá. Nào một đứa xếp luôn cho chị đi. Em kiểm tra chia sẻ luôn này. Bảo anh là để cho chị thống kê chia sẻ đấy nhá. Nhắn cho anh bảo anh là để cho chị thống kê chia sẻ. Trưa nay chị còn kiểm tra chia sẻ. Đấy, máy vóc chỗ đấy xếp hết ra luôn cho nó gọn nốt. Rồi tặng 19k cho các chị em mình luôn. Để em đọc nhanh nhá các chị nhá. Tặng 19k em cho Thu Thu một cái, cho Jun Nguyễn một cái, cho Lê Thúy Nguyễn một cái, cho chị Lương Oanh một cái. Lương Oanh có luôn này. Cho chị The Duy một cái, The Duy có tặng 19k luôn này. Cho chị Mây Bùi một cái, Mây Bùi có luôn này. Các chị nhấn chia sẻ lên cho em, cho Yến Yến một cái, cho Pop Pop một cái, cho Thanh Lịch một cái, cho chị Dương Trần một cái. Hết luôn tặng 19k nhá. Xong luôn tặng 19k nhá. Hết cho chị Tâm Lạnh lên đây, chị xả luôn này, xả luôn Tâm Lạnh này. Hết hết luôn tặng 19k. Tất cả đây Tâm Lạnh này, mẫu rồi, màu đẹp thế. Mỗi mẫu mà còn ít đây đúng không? Đây là chỉ có duy nhất bằng này là mẫu còn ít thôi à. Các chị vào các chị nhấn chia sẻ lên cho em. Ui dồi ôi, còn đang còn cả hàng bán 89.000 nữa luôn này. Ôi chết ôi. Đây nữa luôn, con này toàn bán 89.000 này. Cho hết lẻ mẫu cho các chị em mình lẻ tẻ các thứ là em xét hết mà nhiều màu lắm các bác ơi. Lẻ nhá, mẫu nào còn ít cho vào các chị luôn. Cái này các chị lên luôn vào đây cho em luôn đi, xả kho. Không tị nhau, không so sánh giá nha các chị ơi. 38 cân lên 60 cân. Hai cái cho hai màu hoặc hai mẫu khác nhau nha các chị nhá. Được cái nào hoan hỉ cái đấy cho em, cho chị cục lên. Lên cho em là xả kho này. Kèm theo giá, xong các chị kèm theo số lượng cho em này. Xả kho. Em nói luôn nhá, cái này các chị em nào mới mua được mình hoan hỉ cho em ạ. 28.000 đồng một cái. Được chưa các bác? Gọi là chị nào mua Tâm Lạnh về các chị cũng mê mẩn luôn. Kể cả các chị em mình bóc của em cả nghìn cái, vạn cái em nhân với 59.000 chưa một người nào phải chê luôn nha các chị nhá. Cứ còn lẻ tẻ em cho đi hết luôn này. Lên cho em luôn là xả kho 29, à bao nhiêu nhỉ? Xả kho 28.000 xong các chị em mình kèm theo số lượng vào đấy cho em luôn các bác ơi. Ui dồi ôi, mã này còn nhiều nhỉ. Ôi thôi chết rồi. Lên cho em là xả kho 28 cho túi này. Xả kho 28 xong các chị kèm theo số lượng luôn cho em cho hết luôn nha các bác nhá. Nay chị nào mình muốn bán là tại vì rằng là chắc là lát nữa đi là em sẽ sang kho cắt bao luôn và lên cho các chị em mình áo khoác, áo khiếc, áo choàng, áo chiếc luôn nhá. Áo choàng len ý, cardigan len hàng VIP nhưng mà em chỉ còn mỗi mẫu nó chỉ có một ít thôi. Hàng khách đặt khách lấy hết rồi, mỗi mã nó chỉ có độ 5 cái, 10 cái lát em lên cho các chị. Và sẽ sang kho để cắt bao nữa luôn nha các chị nhá. Cắt bao sẽ lên khoác nam, khoác nữ. Được chưa ạ? Bắc ca cho các chị em mình nữa luôn. Các bác vào các bác mình nhấn chia sẻ lên cho em. Chia sẻ xong rồi lên comment cho em xả kho 28. Cứ hai cái các chị được hai màu, ba cái các chị được ba màu luôn nhá. Yên tâm luôn, không có lặp màu đâu, thậm chí còn khác mẫu nhau nữa cơ. Đấy, thậm chí còn khác mẫu nhau nó gì đến luôn cho con thì thôi. Rồi xả kho 28 em chốt nhanh luôn này. 10 cái đủ màu, ok chị Nguyễn Thị Thắm 10 này. Hai cái cho chị Bùi Hạnh. Hai cái cho Jun Nguyễn, một cái cho Hồng Trương, một cái cho Phạm Hòa, hai cái cho Phú Phong. Phú Phong có chọn màu, đừng có comment làm gì nhá chị Nguyễn Thắm nhá. Làm gì có khái niệm chọn màu ở đây à chị Nguyễn Thắm. Một cái cho chị Nguyễn Tho, hai cái cho chị Trang Hoàng, hai cái cho chị Ngọc Mai, một cái cho chị Nụ Hồng, năm cái cho chị Như Huyền, ba cái cho chị Hương Giang. Xả kho 28 kèm số lượng, hai cái cho Pop Pop, một cái cho Bích Bùi Bích Thủy, hai cái cho Đông Nhi, hai cái cho Đông Nhi này, năm cái cho Yến Yến. Lên rõ cho em là xả kho 28 thôi các chị kèm số lượng. Hai cái cho chị Dung Hà, hai cái cho chị Hà Vân, bốn cái cho chị Nguyễn Thu, bốn cái chị Nguyễn Thu, một cái cho chị Trần Hoa. Ui dồi ôi, con này tiếc lắm em ơi, con này cho vào chết rồi. Cái mẫu mà lẻ tẻ còn ít ít cho cái góc kia thôi, chứ cái này mà cho vào cái này thì có mà cho vào thì chết. 28.000 con này thì chỉ có mà vỡ nợ. Cái này mặc cả bốn mùa, những cái này kể cả mặc bên trong choàng, bên trong khoác đều đẹp luôn. Nói những cái mà nó còn ít thì cho vào thôi, nhặt thả rồi cho luôn. Xả kho 28, hai cái cho chị Hương Tỉnh, một cái cho chị Nguyễn Thị Thu Phương, hai cái cho Lê Thúy Nguyễn, một cái cho chị Trần Hoa có. Lên cho em xả kho 28 thôi các chị, kèm số lượng vào cho em. Em cho đi nốt luôn 28.000 một chiếc. Cho chị Kim Lợi Hoàng một cái. Ui dồi, con này cho vào. Ôi cái đấy để riêng cho chị đem ơi, cục đấy đi.
Hai cái các chị em mình sẽ được hai màu, ba cái ba màu nhá. Bốn cái bốn màu, thậm chí năm cái sáu cái còn được sáu màu, còn khác kiểu nhau nữa cơ các chị. Đẹp lắm luôn cho các bác luôn. Hai cái cho chị Nguyễn Thắm. Các chị lên cho em là xả kho 28 thôi, các chị kèm số lượng Lê Thúy Nguyễn đã được đọc tên rồi đừng comment nữa Lê Thúy Nguyễn ơi. Lê Thúy Nguyễn này comment nhiều quá này. Các bạn Lê Thúy Nguyễn này 10 cái cho chị Nhung Khương. Lê Thúy Nguyễn đừng có comment nữa nha, chị Lê Thúy Nguyễn ơi, chị này này. Chị ảnh đại diện đây này, chị Lê Thúy Nguyễn này đừng comment nữa nhá. Đã được đọc tên rồi đừng comment nữa chị ơi, nhặt 10 cái cho chị Nhung Khương, hai cái cho chị Chân Tình, hai cái cho chị Tâm Chiaki. Xả kho thêm 5 cái cho chị Như Huyền. Chị chuyển khoản ok chị Đông Nhi. Rồi được chưa, dừng được chưa, thêm 5 cái nữa cho chị Nguyễn Thị Thắm hết chưa, hết rồi đúng không? Đấy. Còn chỗ lẻ tẻ này cho nốt vào thôi. Thế thì rồi rồi hết. Rồi em dừng, dự bị cho chị Mùi Thúy 2 đi, cho chị Mùi Thúy có 2. Hết nha các chị ơi, em dừng nhận đơn xả kho 28 hết rồi. Hết sạch rồi đúng không? Đấy. Những cái lẻ tẻ các thứ lên cho nốt vào cho các chị. Hết các chị ơi, không còn nữa đâu các bác, không còn nữa đâu nha các chị nhá. Hết sạch rồi các chị ơi. Cho chị cái váy chị mặc đấy. Đấy cái váy. Váy này hàng VIP luôn cho các bác mình luôn này. 270, 208 đấy. Rồi em lên cho các chị em mình luôn. Cái này em có để lại mặc phân size luôn cho chị luôn nhá. Váy này thì chị nào mua được thì chị thấy sướng đây các chị nhìn này. Chuẩn hàng thiết kế này. Túi tiếc cho các bác mình quá đẹp luôn. Các chị vào các chị nhấn chia sẻ lên cho em nha các chị nhá. Ui ôi đẹp lắm luôn trời ạ. Đây các chị nhìn cho em luôn này. Đẹp lắm. Hàng này hàng thiết kế toàn em bán là 280.000 đấy các chị. Rồi em xả nốt luôn, tay của nó hơi bồng nữa luôn nha các chị nhá. Nhớ đây dáng của nó là như này thôi. Ép cho các chị em mình từ 37 cân đến tầm 46 cân mờ, từ độ trên 46 cân đến 52 cân cho em thoải mái. 52, 53 cân vẫn mặc được cho em size M luôn, đẹp lắm luôn ạ. Đây các chị nhìn cho em luôn này, kéo khóa sau nha các bác nhá. Chứ không phải chui chui giật giật đâu, đây tay bồng cho em luôn này. Pha gen cho các chị em mình đỉnh luôn. Đấy các chị vào các chị em mình nhấn chia sẻ lên cho em. Bác nào chưa chia sẻ xả kho em hết hàng các chị ơi. Xả kho em hết hàng không còn nữa đâu các bác. Lẻ mẫu lẻ miếc em dồn vào em bán tặng các chị em mình có 28.000 cái áo đấy em hết rồi. Cái này các chị lên comment cho em luôn này. 270, 279.000 em chia cho 270 chia 3 là bằng 90 đúng không? Bán bằng 1/3 giá, 90.000 một cái. Ôi dồi ôi. Lên luôn cho em luôn là xả váy 90 kèm size cho em luôn nhá các chị nhá. 90.000 con váy này luôn em nói luôn. Em nói thật luôn với các chị em mình, các chị có, kể cả các chị có đi may một con váy, nếu như mà tiền công may váy nhẹ nhàng nó phải 150-200.000 nguyên tiền công may nha các chị nhá. Đây các chị nhìn cho em luôn này. Lên cho em là xả váy 90 xong các chị kèm size cho em SM luôn cho em nha các bác nhá. Xả váy 90 xong các chị kèm size SM. Em này các chị từ 37-38 đến 46 cân mặc S. Trên 46 cân đến độ 52 cân thì các chị em mình mặc cho em size M nhá, còn hai size thôi. Lên cho em là xả váy 90 xong các chị kèm size. Xả váy 90 size M cho chị Dung Nguyễn, M cho chị Nguyễn Oanh. Eo ơi 90.000 cái váy này các chị không có nhập vào đâu, em nói luôn thật sự. M cho chị Vũ Thị Ngân, không ai bán giá này đâu ạ. M cho chị Thảo Nguyên, M cho chị Hồng Trương, M cho chị Nguyệt Nguyễn, M cho chị Minh Vân. Xả váy 90 trong kèm size chị ơi. M cho chị Kim Anh Nguyễn. Rồi em hết luôn size M, hết M luôn nha các chị nhá. Chỉ còn nguyên mỗi size S thôi. Đấy 38 cân đến 46 cân là còn size còn đâu hết, hết hết M luôn. Đừng chị nào comment M nữa luôn, cho chị một kem chống nắng kèm quà VIP ok chị Thanh Lịch. Size S cho chị Đỗ Hải một cái, kể cả các chị mua cho con các chị cũng được luôn. Eo đẹp kinh khủng luôn. Hiện tại xả váy 90 chỉ còn mỗi size S nữa thôi. Bác nào lấy lên nốt size S là hết hàng luôn, không còn. Là hết luôn, không còn nữa luôn nha các chị nhá. Đây em còn ít áo zip này. Đây là còn zip kiểu cho bạn nào bóc luôn này. Xem là phân màu, xem là phải cùng mã thì phân màu luôn cho chị lên luôn này. Xả váy 90 chỉ còn nguyên size S thôi, đừng có lên M nữa các chị ơi, hết hết M không còn nữa đâu ạ. Hết M ok, Minh Vân chuyển khoản. Một mã hay mấy mã? Gì mà nhiều mã, cái cục đấy như là một mã. Đấy một mã thì lên luôn lên màu. Đỗ Hải có S rồi, xả váy 90. Lên rõ là xả váy 90 xong mấy kèm size chị ơi. Tiền công may rẻ cũng 190. Chị đi may nè Giang đấy, bác Tuyền vui tính. Xả váy 90 size S cho chị Nhàn Lê. Em bảo rồi thật sự luôn các chị em mình gọi là nếu như mà có đi may cho em tiền công may váy, em bảo rồi phải 150-200 tiền công may váy mà. Các chị comment chuẩn chỉ em mới đọc tên nhá, không chuẩn em không đọc đâu. Xả váy 90 còn nguyên size S, đừng có lên size M nha các chị ơi. Làm gì còn M nữa mà lên M nữa là chị hết M rồi, không còn nữa đâu. Cái này các chị chốt nhanh luôn cho em này. Còn chị nào mình S là cái vừa nãy em cầm đấy, còn S nào nữa hả chị? Xả váy 90 size S ok chị Đỗ Hạnh. Vừa nãy em vừa mới dỡ ra, vừa mới cất xong đấy chị. Đây nhá, cái này áo này còn ít này. Mà thôi áo này em chả có chọn màu nữa đâu. Ai lấy được thì lấy luôn nhá các chị nhá, một con zip kiểu luôn.
Đây các chị nhìn luôn cho em này, 38 cân đến các chị 55 cân ok hết luôn cho em này. Có thể mặc cổ như này hoặc mặc bệt vai cho em đều được. Em cho luôn 38 nghìn một cái, em bao cả giá nhập luôn. Cái này các chị lên ok, chị Hương Tỉnh có luôn xả váy size S, xả váy size S cho chị Lê Như có luôn này. Cái này các chị lên nút cho em luôn này, lên comment cho em luôn là T38. Đừng không chọn màu nữa, T38 thôi các chị chọn màu đây. Lộc 6 mà đang còn xả 52 nghìn đây này. Lộc 6 mà đang xả giá 52 nghìn đây này. Còn những cái màu này cho em thì kể cả có xả các chị biết toàn 58, 59. Đây em cho nốt luôn 38 nghìn chị nào lấy được. Xả váy 90 size S cho chị Ngô Loan một cái. Ngô Loan có luôn cái này áo kiểu nhá, zip kiểu. Đấy còn có xíu xíu thôi nhưng nó còn được. Đây để cả cục đây cho con luôn. Tất tần tật em còn bằng này. Tất tần tật còn bằng này. Đấy bác nào có ôm bán thì ôm luôn được cả luôn zip kiểu. Lên cho em là T38 cho em luôn là em bán tặng luôn cho các chị. T38 các chị em mình T38 5 cái cho chị Lê Như. 1, 2, 3, 4, 5 cái chị Lê Như. 1 cái cho chị Thanh Lịch. Một cái cho chị Thanh Lịch, em còn 5 chiếc nữa. Một cái cho chị Thu Mỹ. Thu Mỹ có luôn T38. Một cái cho chị Nhàn Lê, không chọn màu đâu các chị. Lên giúp em T38 kèm số lượng cho chị Ngân Anh Trương một cái. Cho chị Nguyễn Minh Trang một cái, hết hàng. Nguyễn Minh Trang có luôn cái hết luôn T38. Em hết rồi, em không còn đâu. Hết luôn, không còn nữa rồi các chị. Tiếp còn cái mã chỗ này nữa, áo kiểu zip kiểu nữa đúng không? Hết T38 rồi các chị. Đấy là một mẫu, đây một mẫu này. Nhưng mà em thì em nói luôn riêng một mẫu này thì em sẽ còn là màu hồng là chủ yếu. Khác nhau chút xíu. Giống à? Giống cùng một mẫu. Em sẽ còn đến 5 cái màu hồng. Còn những màu kia mỗi màu em còn 6 cái màu hồng luôn nhá. Còn 6 cái màu hồng. Đấy 6 cái màu hồng. Còn đâu là mỗi màu kia còn được một cái với hai cái. Em cho đi nốt luôn. Cái này lên là T39 nốt luôn. Ai bốc được con này của em thì quá sướng luôn em nói thật. Đấy lên nốt cho em là T39. Nhớ đây tất tần tật còn bằng này nhá. Chị nào mà thấy phân vân các chị bảo mẹ bán hàng không được kiểm tra hàng rồi còn không được chọn màu nữa thì mua làm cái gì. Thì thôi các chị em mình bỏ qua giúp em. Mã này chủ yếu gọi là các khách lấy về các bạn đi bán. Vì thật ra là các chị có đến tận kho nhà em. Có một con này màu hồng thì cho nốt vào đúng. Cái này kể cả các chị đến tận kho nhà em, các chị em mình bốc cũng toàn đầu 8 rồi. Đúng ạ, giờ còn ít em cho luôn cho các chị em mình luôn T39 nhá. T39 năm máu cho chị Lê Như. Ok chị Lê Như này. Một cái cho chị Nguyễn Thị Thu Hương. Một cái cho chị Nhóc Huyên. Một cái cho chị Tâm Chiaki. 5 cái cho chị Quảng Khu Kim Tuyến. Kim Luyến rồi hết hàng luôn. Hết. Còn cái kiểu nữa nó hết luôn, không còn nữa đâu các chị ơi, hết rồi. Em không còn nữa luôn nha các bác nhá, hết luôn. Hết luôn rồi đấy các chị. Đây cái này là lẫn à hay là như nào đây em ơi, cái này còn không? Cái này lại còn toàn màu đen thì xả này này. Cái này một mẫu. Đây là một mẫu luôn à? Cái này còn một mẫu, nhưng đây một mẫu mà nó còn bằng này là em xả. Nhưng mà thật sự luôn em nói thật đấy các bác này. Em mà cầm nguyên bằng này cái màu đen em lên cho các chị em thì chị nào mà được một lời chị nào lấy một cái thì chắc chắn nó sẽ là màu đen luôn rồi. Được chưa, một cái thì chắc chắn là màu đen. Em nói thật em mà dơ nguyên cho các chị em mình như thế này luôn. Các bác mình biết con này của em là con nhúng đây đúng không? Thì em dơ con này em có đọc xả cho các chị em mình một chiếc này 59 nghìn là đi hết luôn. Nhưng em cho các chị em mình luôn 40 nghìn luôn. Lên luôn cho em là T40 xong các chị kèm số lượng cho em nhá, áo thích 40 nghìn. Con này ở màu đen các chị ở ngoài các chị nhìn thấy nó đẹp, trên live các chị nhìn không rõ đâu. Đây các chị nhìn thấy đoạn nhún này chưa? Lên luôn cho em là T40 nhớ đây này. Con này thì lại còn đến 97% là màu đen. Còn mấy cái này là còn lẫn và thôi cho nốt vào luôn nhá các chị nhá. Lên nốt là T40 thôi các chị kèm số lượng. T40 ôm hết. Ok chị Lê Như ôm hết luôn. Ok chị Lê Như ôm hết luôn. 40 nghìn không còn nữa đâu ạ. Hết sạch luôn T40 nhá các chị nhá, không còn. Tiếp tiếp kiểu còn đâu không em ơi? Mã này cho em luôn này. Ô đây lại đây một mã. Đấy lại là một mã. Cho đi hết luôn các chị ơi. Con này thì em nói luôn là còn 3 chiếc màu trắng, một hồng, một vàng, một da. 3 trắng, một hồng, một vàng, một da. Con này thì 40 đến 65 cân cho em vẫn mặc ok. Hả? Không để chưa. Ôi, chất đẹp vậy. Ui. Em ơi bác Lê Như ôm luôn đi. Bác Lê Như ôm luôn con này lên luôn T41 ôm luôn đi bác Lê Như. Riêng con này vừa dễ bán, vừa dễ mặc mà về kể cả bác bán 75 nghìn vẫn có người mua ngay và luôn luôn. Cái chất nó đẹp lắm, còn có bằng này thôi bác lên luôn T41 cho em luôn. T41 cho em luôn, T40 không còn để ôm nữa đâu chị ơi. T40 là em đã hết, ui dồi đẹp lắm chất này. Em ơi sướng kinh khủng luôn. Ok chị Lê Như ôm hết T41 luôn, xong luôn hết T41 hết luôn, không còn. Hết không còn nữa luôn đâu các chị. Không còn nữa đâu, cái này còn mấy? Cái này còn 4 cái lại còn 2 vàng, 2 trắng đẹp lắm. Lên luôn T42 là 42 nghìn luôn nhá. T42, cho luôn 42. Con này nếu như để em xả, em thừa khả năng để em xả cho các chị 65 nghìn một cái. Bây giờ em đọc là A65 chọn màu, em cho các chị chọn màu là em hết ngay. Nhưng em nói thật đây còn có 4 cái, em không chọn màu nữa. Bác nào lấy 42 nghìn thì lấy. Lên là T42 cho em đẹp không? Cúc này của em không phải là gọi là cúc nó hở đâu mà các chị sợ hở như. Tức là nó may liền hết rồi, nó đóng thêm, đính thêm cúc cho các chị em mình cho đẹp thôi. Được chưa, zip nhà em thì không cần nghĩ T bao nhiêu em ơi. T42 nhá. T42 cho em, T41 em không còn nữa đâu các chị ơi. T42
T42 cho Vân Anh Trần 1, cho Đào Hà 1, cho Jun Nguyễn 1, cho Ngân Anh Trương 1, hết hàng. Ui bác Quảng Khu Kim Luyến chậm tay rồi, hết T42 luôn. Hết sạch T42 luôn, không còn đâu, zip kiểu còn cho góc nào nữa em ơi. Ở ngoài xếp hết vào trường ngoài còn zip kiểu không? Xem hết đi xem là còn nữa không nhá. Là chị xả hết luôn cho nó gọn luôn đấy các chị. Xem ở góc này, đây đây đây. Đấy, thấy chưa, chị bảo đến giờ này còn nó chỉ còn ít riêng, ví dụ như những cái zip đơn giản thì em còn. Zip đơn giản thì thậm chí đây em nói thật với các chị luôn. Vừa nãy đâu chị vừa nhắc đâu đây gì nhắc lên cho con cái đây này, cái cục đây này. Cái zip đơn giản thì em nói thật em còn. Đây các bác nhìn cho em này. Nhưng mà một màu nó còn nhiều đến cái zip đơn giản này em cũng không xả bốn mấy nghìn đâu. Thật sự không có xả 41, 42 nghìn đâu ạ. Vì nó còn nhiều này, một màu nó còn nhiều như thế này thì em phải xả cho các chị, ví dụ như em xả 48, 50, 52 hoặc 55 nghìn. Em thường đọc là A55 hoặc A56 kèm màu để em còn vớt vạt lại một tí đấy các chị. Chứ còn đây zip kiểu nó còn ít quá là em cho đi. Ui dồi, con này hôm nay bác Phương không mặc à? Con này bác không. Con này là mấy chị em mình? Con này là đen hay vàng? Đấy. Cái này thì các chị em mình mà xem livestream hoặc các chị qua nhà thì các chị em mình hay thấy. Mấy chị em nhà em đây, con này là zip kiểu luôn nha các chị nhá. Đấy nhìn như thế này nhưng mặc lên các chị ơi không hề hở, em lồng qua cho các chị em mình ngắm luôn cho em. Nó thích cực kỳ cho các bác mình luôn ấy. Lồng qua cho các chị em mình ngắm, con này thì xinh lắm luôn. Con này thì các chị em mình khách lẻ mà các chị em mình chốt đây các chị nhìn này. Eo ơi đẹp dã man luôn, 40 cân đến kể cả 65 cân các chị mặc mặc được hết nhá. Nhưng mã này này, cho các chị nhìn luôn là còn 3 chiếc màu da, 3 chiếc màu trắng, 1 chiếc màu hồng và 1 chiếc màu vàng. Em xin phép bán tặng cho các chị em mình bao nhiêu tiền. Chia sẻ livestream rồi nhá. Lên comment vào đây cho em luôn này, GT. Nghe kỹ cho em này, GT. Bao tiền? GT 39 luôn. Cho các bác mình sướng luôn, riêng zip chất đẹp kinh khủng luôn. GT 39 nhất, đừng có chọn màu, đừng chọn màu. Chị nào muốn chọn màu thì bỏ qua luôn giúp em ạ. Lên giúp em là GT 39, xong các chị kèm theo số lượng, không phải T43 nữa chị ơi. Cái này em bán tặng là GT 39, xong các chị kèm theo số lượng vào đấy cho em luôn nha các. GT 39 ôm hết, ok chị Lê Như này, hết luôn. Hết luôn GT 39, có vài cái đấy cho chị Lê Như hết luôn. Hết luôn GT 39, không còn tiếp cho chị zip kiểu đâu, còn đâu nữa em ơi. Tiếp cho các chị em mình đây, còn cục này cho các chị. Con này thì em có mặc, hôm trước em mặc con màu xanh đây này các chị. Hôm trước em mặc con màu xanh này các bác mình đã biết rồi đúng không? Đây con này, không nhớ cái đấy khác. Đây, cái con này là hôm em mặc màu xanh đây các chị em mình còn nhớ đúng không? Em này là nó hơi gọi là cổ nó hơi hơi gọi là vát vát một chút xíu đây các chị nhìn xinh lắm luôn. Con đấy lại tiếc lắm, con đấy thôi để lại cho con mặc. Thôi có thể có một cái cho nốt ở đây luôn. Có một cái cho nốt ở đây luôn. Cái này các chị lên comment cho em nói luôn này, còn con màu xanh đẹp lắm luôn các chị. Đây còn nguyên màu xanh này, thôi hay là em lên thôi, em sẽ lên. Nhưng mà nó lại còn lại một cái màu này, hai cái màu này. Thôi cái này các chị lên comment ở đây cho em luôn là xả. Các chị lên cho em luôn là xả 44. Tôi xả 40 nữa, lên luôn xả 40 kèm số lượng luôn. Xả 40 kèm số lượng và một cái để cho nốt đây cho con luôn. Xả 40 kèm số lượng nhé. Mấy cái đen nữa. Thế thì được, cho vào cả cái con này cho vào đi. Đây em có cả một con này, em cho cái này thì là lẫn mẫu luôn đấy nhá. Em nói luôn là lẫn mẫu đấy, không phải là một mẫu đâu. Đây cả mẫu này em cho vào luôn này. Cho con luôn cả cái màu vàng vừa xong này nữa luôn, hiểu không? Đây nữa đúng không? Đấy em cho nốt vào luôn đi, con này rút dây nữa luôn nhá. Xả 40 luôn với em này luôn. Đấy chị nào lấy được các chị lấy luôn. Cho luôn cho em này. Zip kiểu. Nó còn ít nhưng mà nó đẹp lắm. Xả 40 cho em ơi. Đừng lên là đủ màu đủ miếc gì chị ơi. Xả 40 chỉ kèm số lượng đấy. Mấy cái mà còn ít cho con nốt lên luôn. Đây, đẹp lắm luôn. Ba con này mà em bóc ra để các chị em nói thật. Nếu như mà ba con này mà em xếp ra em xả cho các chị em mình 50.000 không chọn màu em vẫn hết luôn. Nhưng có cái là em cho hết vào thì bác nào mình ôm được thì các bác mình bóc thôi nhá. Đây mấy cái này cho nốt vào luôn. Mấy cái này thì tiếc. Nhưng mà thật sự với các chị em mình lại cho đấy, xả 40 cho các chị kèm số lượng cho em luôn. Nhiều nhá, chỗ này là nhiều mẫu đấy, các chị không phải một mẫu đâu. Đây này, 40.000 cho các chị em mình luôn. Yên tâm luôn cho em, zip của em toàn zip kiểu đẹp nhức nách luôn. Ui lại còn con này nữa luôn. Lên vào đấy cho em xả 40 kèm số lượng, đợi em chút xíu để em bóc cho các chị em mình ngắm. Xả 40 các chị kèm số lượng vào cho em luôn nhá. Cho các bác mình ngắm qua. Ui chắc con này đẹp thế. Nhiều con đẹp quá. Ui. Con này chẳng nghe con để lại con mặc luôn. Con cả. Ôi rồi ôi. Eo ơi bác nào ôm được. Ôm cả đi, bác nào ôm cả đi. Chứ không em nói thật em tách ra cho các chị thì lại tiếc. Ui rồi cho hết luôn nhá. Con này các chị biết, con này là con em mới đọc A60 đây này. Con này là A60 các chị em mình biết vừa mấy tối hôm kia. Đấy, tối hôm kia ông kia đấy các chị A60 này em cho hết vào luôn. Rồi, nào để xuống cho con đi. Ui rồi cả con nhún này nữa luôn. Rồi cho nốt vào đi. Lên nốt cho em là xả 40. Đừng có vào đây chọn màu chị ơi, xả 40 màu đen nó là cái mã gì vậy chị?
nhá chị nhá, đừng có vào đây kèm màu kèm miếc làm gì nào, nhấp xuống cho con luôn. Xả 40. Hai cái cho chị Nông Hiếu Hân. Ôi giời ơi, nào ôm xuống đây. Hai cái cho chị Nhung Khương. Một cái cho Jun Nguyễn. Một cái cho chị Thanh Thanh. 5 cái cho chị Mộc Hoa Lan, à Mộc Lan Hoa. Xem luôn cho chị Mộc Lan Hoa luôn nhá. Xả 40, 5 cái cho Tâm Chi Aki. Một cái cho chị Tỉnh Bùi. Hai cái cho chị Phú Phong. Hai cái cho chị Phú Phong này. Một cái cho chị Hoa Cốt. Một cái cho chị Hương Tỉnh, một cái cho Thảo Nguyên, một cái cho Nhàn Lê, hai cái cho chị Ly Đinh, một cái cho chị Lương Thế, ba cái cho chị Nhung Mai. Ba cái chị Nhung Mai này mình lên cho em, kể cả các chị em mình từ riêng áo zip thì từ 38 cân đến 62 63 cân. Thậm chí hơn nữa các chị, 5 cái cho chị Luân Quang Hoàng. Luân Quang Hoàng có một cái cho chị Nguyễn Minh Trang, hai cái cho chị Nguyễn Huệ. Ôi giời chị Nhung Khương ơi, không được 10 cái đâu chị Nhung Khương ơi. Chị Nhung Khương em thấy chị lên có 2 cái hay 4 cái thì em chốt cho chị rồi đấy. Hết rồi. Là em hết luôn, em không còn, mình chuyển khoản. Ok chị hết xả 40 rồi đấy. Có bằng đấy thôi chứ có nhiều nữa đâu, các chị hết hết rồi. Xả 40 không còn hàng nữa nhá các chị nhá. Xả 40 là em hết luôn rồi, em không còn nữa đâu. Em này em lên cho các chị em mình này. Em có cục màu đen này. Cục màu đen này các chị lên comment vào đây cho em luôn là mã. Comment vào đây cho em luôn là D 38 cân nhá. Đến các chị em mình 62, 63 cân zip con này pha viền cổ nâu các chị biết đúng không? Hầu như nếu như mà viền cổ trắng em đã từng xả 59.000. Nhưng viền cổ nâu chưa bao giờ xả luôn. Đúng ạ. Hầu như vẫn đang là giá 78-79 nghìn viền cổ nâu. Đấy là vì viền cổ nâu là em làm form rộng hơn cái viền cổ màu trắng một chút xíu. Các chị đã mua các bác biết. Em cho vào đây các chị lên cho em luôn là đen. Lên cho em luôn là chị đọc là mã D là đen này. Lên cho em luôn là D48. Em cho luôn 48 nghìn đồng nhá. Nó là mã này là D48 là màu này luôn, chứ không phải là chọn chiếc gì nữa luôn. Chỉ lên cho em là D48 thôi. Kể cả các chị em mình từ 38, 39 đến tầm độ 62, 63 cân cho em nhé. Lên luôn là D48. Chị đừng hỏi chân váy em mặc nữa chị ơi. D48 ở đây cho. Ui dồi ôi, xả 40 em không còn nữa đâu các chị ơi. Thôi không, cái đấy để lại cho con đi gì ạ. Không lên. D48 cho em ạ. D48 cho em này. Em cho chị Vân Anh Trần 1. Hai cái cho chị Thúy Nguyễn Bích Thúy. Một cái cho Hương Giang. Một cái cho Nhóc Huyền. Nhóc Huyền có luôn này. D48 em không còn sữa rửa mặt collagen nhé chị nhớ hết rồi. D48 mà chị Dung Hà một cái. Lên cho em là D48 vào đấy cho em luôn các chị, 48.000 đồng cho các bác mình. D48 cho chị Diên Đỗ Thị 1, cho chị Hà Đào 1, hết luôn D48, hết D48. Không còn D48 nữa đâu các chị, hết rồi. Hết D48 không còn luôn các chị. Cái này các chị lên vào đây cho em luôn là D49, D47 đi. Lên cho em D47 cho em luôn nhá các chị nhá. Đây em này các chị nhìn cho em luôn này. 38 cân đến các chị em mình, kể cả gọi là 60 cân các bác mình đang bon chen cho em luôn. Pha viền cổ áo zip lên luôn là D4 mấy nhỉ? D47 cho em luôn các chị ơi. Ui đẹp dã man luôn, trời ơi. Đây. Không, cổ nó thôi để cái đấy để riêng lên nguyên cái này thôi. Lên cho em là D48 em hết rồi, lên D47 đi các chị ơi. D47 cho em luôn, nay là tổng kết hết luôn nhá các chị nhá. Các chị lên cho em là ui giời ơi, sao này vẫn D48 nhỉ? Hay là mạng bị chậm nhỉ các chị nhỉ? Em toàn thấy các chị em mình vẫn lên là D48 thôi. Vẫn đang một loạt D48 nhìn choáng váng luôn. D47 cho em đi, cho chị Mai Đoàn D47, chị Đào Hà có D47. Em không còn D48 nữa đâu. Hết D48 rồi. Các chị chỉ lên D47 là còn hàng eo ơi. Xem là mạng có chậm không em. Giờ này hai người lên D vẫn còn đang lên D48 luôn. Chắc là do mạng các chị chậm. D47 5 cái cho chị Như Huyền này, 3 này, 4 này, 5 cái cho chị Như Huyền. Ok chị Như Huyền có 5 này. Lên cho em là D47 2 4 6 7 cái nữa là em hết luôn. 47 nghìn đồng một chiếc cho các chị luôn. Con này thì nhiều chị mua này. Là vì sao các chị biết không ạ? Ok chị Bích Liệu một cái, chị Anh Hương Trần một cái. Là vì kể cả các chị mặc mùa này, mặc bên trong những con áo khoác nó vẫn rất là đẹp cho các chị em mình luôn. Cho chị Dung Hà một cái. Thậm chí còn có những chị bảo ôi dồi ôi, nhiều khi mua phải những cái áo len hàng xưởng, xong nó cứ nhậm, là bắt buộc là phải mặc cái áo zip nhà em giang bên trong để nó không bị nhậm bị ngứa, xong lại mặc áo len ra bên ngoài đấy các chị. Chị Hà Đào, Hà Đào D48 từ lúc nãy em đọc rồi còn gì. À chị ơi, chị Hà Đào ơi, em xin thưa với chị là chị D48, nhưng chị Đào Hà là D47. Em xin chị, không phải một mình chị tên Hà Đào chị nhá. Trong khi đấy đây em đọc là Đào Hà mới là D47. Thế chị thắc mắc cái gì ạ? Thậm chí kể cả trùng tên nhau nhá các chị nhá, nhưng là hai khách hàng khác nhau, lấy hai mã khác nhau. Chứ đâu có phải em rõ ràng hay là em đọc rõ cả chị gì đây, chị Đào Hà ảnh má hồng hồng đằng sau hồng hồng nọ kia lấy D47 đâu. Chị nhá, lưu ý cho em, cho chị Bùi Minh Thủy 1, cho chị Dương Thắm 1 D47, cho chị Nguyễn Huệ 1, chị Hồng Vinh 1 hết hàng. Ok, đến chị Hồng Vinh có.
Tôi đâu phải là trùng tên nhau đấy là cùng một người đâu. Ví dụ như chị Nguyễn Huệ đấy, từ nãy đến giờ mấy chị Nguyễn Huệ rồi. Rồi em hết luôn D47 em không còn nữa, các chị ơi đưa chị làm mát em ơi. Đưa chị màu hồng dồn hết cho chị các hình 3D vào cho chị luôn đi. Đây là một hình à? Thôi thôi nếu như một hình em mấy hình đây? Nhiều hình lẫn hình thì đưa lên cho chị luôn này. Cái này nhiều hình khác nhau nha các chị nhá. Nó nhiều hình khác nhau lắm. Các chị em mình lấy hai cái là sẽ được hai hình nhá. Cái này là các chị em mình không chọn hình thì các chị thông cảm cho em ạ. Cứ hai cái hai hình, ba cái chắc ba hình. Nhớ để ý nhặt khác hình ở đấy cho các chị luôn nhá. Các chị lên comment ở đây cho em luôn. Mã này các chị lên cho em là H22. 22.000 đồng một cái cho các chị em mình luôn này. Lên giúp em là H22 cho em. Nhiều hình khác nhau lắm. Kể cả cứ từ 37, 38 đến 60 cân cho em. Cái này kể cả các chị em mình nhiều chị bảo ôi Giang ơi con nhà chị 36 cân nó toàn mặc áo này thôi. Đây có những khách bảo các chị bảo cá một cái hè mà con nhà chị 36, 37 cân toàn mặc cái áo làm mát này nhà cô Giang thôi. Đấy lên comment vào đây cho em là H22 luôn thôi các chị kèm số lượng vào cho em nhá. Đấy có màu đậm màu nhạt em cho hết vào với nhau luôn. Em dồn nốt vào em xả luôn 22.000. 22.000 đồng một chiếc cho các chị. Các chị lên là H22 xong các chị kèm số lượng vào. Đẹp lắm, chuẩn làm mát cho các chị. Rồi H22 này, hai cái cho chị Nguyễn Thị Thu Hương, một cái cho chị Đông Nhi, hai cái cho chị Thanh Thanh, một cái cho chị Lương Oanh. 22.000 ạ. Chị Lương Oanh có rồi chị ơi. Một cái cho chị Nguyễn Thư, một cái cho chị Trần Hoa, một cái cho chị Mai Ly. Dồn hết vào xả cho các chị em mình luôn cho gọn bác ơi. Không so sánh vừa ôm của Giang ôm hay em nhân 23 đúng không? Thì khổ 23 thì các chị em mình đã được gọi là được nhiều màu rồi. Vừa ôm hôm qua là tính khách 23.000 hết đúng không? Đấy là chị ôm chắc là chị vừa ôm hôm qua ôm 500 cái. Nhưng 500 cái thì bác được nhiều màu. Thì em nhân 23 đúng thật sự đấy kia các chị khách. Chị comment là chị vừa ôm hôm qua là 23.000. Để chị ôm 500 cái làm mát nhưng được nhiều màu. Hiện tại đây các chị nhìn thấy này em lên nguyên màu hồng 22.000. Được chưa? Thì lên giúp em là H22 thông cảm cho em. Chị Nguyễn Thư có rồi ạ. Chị Mai Ly có rồi. Hai cái cho chị Mộc Lan Hoa, ba cái cho chị Bích Liệu, một cái cho chị Nhung Mai, một cái cho Trương Phan, hai cái cho chị Trần Huệ, một cái cho chị Phương Nguyễn, một cái cho chị Hồng Trương. 22.000 nhá các chị nhá. Lên comment vào đấy cho em là H22 cho em luôn ạ. Tức là hồng 22 cho các chị em mình. 22.000 một cái cho các bác mình cho nó gọn hết luôn cho các chị thôi. Đấy các bác nhìn cho em hai cái hai hình đi. Ba cái ba hình cho các chị em mình luôn nhá. Nó chỉ khác mỗi cái hình đây cho các chị em mình thôi. Đấy em bán luôn cho các chị em mình 22.000 đồng một chiếc cho các bác mình luôn nhá. Đấy bác nào chưa được các bác lên cho em là H22 cho em. 22.000 một chiếc cho các chị này. Tiếp cho các bác luôn này, cho chị cho con cục kia cục tăm lạnh đấy, màu kem đấy. Kem trong được. Phải không? Đấy, đúng rồi. H22 cho chị Chiến Thúy một cái, chị Thanh Đào một cái. Chị nào chưa được các chị lên cho em là H22. Khách mà đã xả đơn một lần rồi đừng vào hỏi em có thấy mình không, các thứ nọ kia em không đọc đâu nhá. Cái này các chị lên comment cho em luôn là D. Lên luôn H22 hai cái cho chị Thu Tướng. Ok chị Thu Tướng nhắn địa chỉ điện thoại và tin nhắn. Cái này lên cho em luôn là mã D31. Lên luôn cho em là D31 luôn cho em này. Cái này có mấy cái rồi em này tâm lạnh nha các chị nhá. 38 cân nhưng các chị em mình 60 cân thoải mái luôn này. Đến đây còn lên comment cho em luôn là D31, 31.000 một chiếc cho các chị luôn này. D31 nhá. Chữ này toàn bộ là theo hết luôn các bác ơi. Đấy con này mà bây giờ các chị bảo bán 65-69.000 mà bán vào thu kể cả bán cho các chị em mình để mặc bên trong áo khoác vẫn ok luôn. Đúng không? Quá đẹp luôn, lên luôn cho em mà D31 em bán nhanh. D31 cho chị Mai Ly một cái, cho Nguyễn Thị Thu Hương một cái, cho chị Đào Hà một cái, cho chị Dung Hà một cái. Các chị lên cho em là D31 cho em nha các chị nhá. 31.000 đồng một chiếc cho các bác mình luôn này. Áo này thì mặc cho các bác mình quá sướng luôn. Chị nào mua về các chị cũng mê. Cho chị Ly Đinh một cái, cho chị Hương Tỉnh một cái, cho chị Chiến Thúy một cái, cho chị Thanh Đào một cái, cho chị Bùi Bích Thủy một cái. Bùi Bích Thủy có, em còn một cái cho chị Bùi Hạnh, em hết luôn không còn. Hết luôn D31 rồi. Hết D31 luôn cho con cái cục hồng cái gì. Cục ấy đẹp quá luôn nhỉ. Cái này các chị lên comment ở đây cho em luôn này. Ô hồng này lại khác mã rồi. À hay giống. Thôi cùng cúc cũng được nhưng mà khác chữ cũng được dồn. À nhưng mà cổ khác thì kìa. Ô lẫn à. Ô thế thì cho hết vào luôn đi. Khác nhau một cái chữ theo thôi đúng không? Khác nhau mỗi chữ theo. Thì cái này các chị lên luôn cho em luôn là A32. Thôi lên là A31 kèm màu. A31 cho kèm màu hồng vàng luôn. Để lên cho con màu vàng nữa được. A31 cho các chị kèm màu cho em hồng vàng đi. Cho nó gọn nốt luôn đi. Hết chưa em ơi? A31 kèm theo hồng vàng luôn cho em này. Ui sướng quá trời sướng cho các chị em mình luôn. Ôi khác chữ nhá. Tức là nó khác mỗi cái chữ theo rồi này. Chữ theo nó khác nhau. Các chị được chọn màu nhưng các chị em mình không chọn chữ nữa. A31 cho các chị kèm màu đi.
D31 là em hết rồi, lên luôn là A31 kèm màu cho gọn nốt luôn đi. Trưa nay là cho hết sạch luôn các chị em mình ơi. Tối nay thì là em nghỉ rồi. Nói và sang tháng sau thì lịch gọi là kín luôn rồi các chị. Nên là thành ra là sang tháng sau thì bắt đầu là bán vào hàng đông. Nhưng sang tháng sau bình thường là bắt đầu sang tháng 9 em mới bắt đầu em xả những cái dòng này xuống đầu 4. Đây đã cho luôn cho các chị em mình có 31.000. Rồi hồng vàng là chị Minh Quang Nguyễn, vàng là chị Đông Nhi, hồng vàng là chị Chiến Thúy, hồng cho chị Liên Nguyễn, màu hồng có chị Ngân Anh Trương, chị chuyển khoản ok chị. Hồng vàng là chị Dương Thắm, màu vàng cho Hồng Ngọc, màu vàng là chị Đào Hà, màu hồng là chị Dịu Nguyễn. Ok chị Dịu Nguyễn có luôn này. Lên comment vào đây cho em cái chị gì cái Thái Sơn Phương Quân kia, em còn chưa có đọc tên chị bao giờ luôn. Chị đừng có vào chị cái gì kia đổi màu hồng lấy màu vàng nhé em không lên đơn chị luôn nhé. Màu vàng là chị Nguyễn Thư một cái. A31 xong kèm theo cho em màu hồng với cả màu vàng vào luôn nha các chị nhá. A31 kèm màu hồng vàng cho em luôn này. Nói cho các chị em mình, hồng vàng á chị Khoảng Lặng, màu vàng á chị Nguyễn Tho, màu hồng á chị Hoa Đàm Thị. 31.000 đồng sờ vào là mắc lạnh luôn các chị ơi. Sướng lắm luôn đấy, bác nào chưa được nhá lên luôn là A31 xong các chị kèm màu đi. Hồng vàng á chị Nguyễn Vinh, màu hồng á chị Bùi Hạnh, màu vàng á chị Phú Phong. A31 được chọn màu lên nhanh chị ơi. Vàng á chị Hương Lan một cái. Chuẩn bị hết hàng nha các chị, còn mấy nữa thì? Em còn 2 vàng, 3 hồng nữa là hết luôn. Lên là A31 xong các chị kèm màu kèm A31 kèm màu vào. Phải có chuẩn chỉ cho em đọc như nào comment như thế nhá. A31 xong bắt đầu kèm màu. Màu vàng các chị Kim Lợi Hoàng một cái. Còn những chị nào chưa được các chị lên nốt A31 kèm màu cho em luôn này. Được chưa? Em ơi sướng lắm các bác ơi, mặc nó đã cái cuộc đời luôn. Đúng thật sự luôn, mua cái này về mặc. Chả hiểu tại sao Giang nó bán 31.000. Không phải em bán đâu mà em kỷ niệm nốt thôi các chị. Chứ em bán cho các chị em mình em xả cũng 59.000. Hồng vàng cho chị Thu Tướng, kiểm tra tin nhắn Thu Tướng luôn em ơi, xem nhắn tin chưa. Màu hồng cho chị Hải Yến Nguyễn. Thu Tướng chưa nhắn tin à? Thu Tướng chưa nhắn tin, cho luôn chị Trần Anh A31 hồng vàng. Dự bị cho chị Sinh Hoàng A31 hồng vàng. Rồi hết hàng luôn, không còn, hết luôn. Hồng Ngọc Mai có một cái rồi, hết luôn A31 nha các chị. Hết A31 thì các chị thông cảm cho em luôn. Cho con cục xanh đấy thôi. Hết A31 thì các chị ơi, không còn nữa đâu. Cái này các chị lên cho em luôn là A33. Nguyên màu xanh em bán kỷ niệm 33.000 cho các chị em mình nhé. Cũng khác chữ nhau các chị ơi, nhiều chữ theo khác nhau đấy. Màu xanh thì quá đỉnh luôn. Em này 30, kể cả 35 cân mà muốn mặc cho em cũng mặc được cho em rồi nhớ các chị nhá. Đến độ 60 cân lên vào đây cho em là A33. Khác chữ theo rồi này. Khác cái chữ theo em dồn vào một màu này em nó thật 33.000 thì các chị em mình chậm tay cái là hết luôn. Các chị biết không, khách lấy ôm 1.000 cái mà mới được có 30 chiếc màu xanh. Là giá thanh lý 38.000 đấy ạ. Đây còn sót được cục màu xanh, nhân viên phân ra còn sót được cục, em cho luôn 33.000. A33 em cho Minh Vân một cái, cho Bình Dũng một cái, cho chị Nguyễn Thị Thu Phương một cái, cho chị Bích Phượng một cái, cho chị Dung Hà một cái. Bích Phượng có, Dung Hà có, Minh Vân có rồi, cho Pop Pop một cái, còn cho Hà Mít một cái, hết hàng. Rồi em hết luôn A33 rồi, các chị không còn đâu 33.000. Hết luôn, không còn A33 nữa nhá, các chị hết tổng kết hết luôn. Zip 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 này. Cho con cái cục zip màu trắng đây gì ơi. Đây trắng zip em có một mã này. Trắng zip em có mã này thì các chị em mình mua luôn ấy. Cái này lên comment ở đây cho em luôn này. Comment cho em luôn là mã T46. Được chưa, lên cho em là T46 là trắng 46 cho các chị em mình luôn này. T46 cho em nhá các chị nhá. Các chị em mình chốt nhanh T46, còn mỗi bằng này là hết đúng không gì? T46 em còn cục này. Eo con này kể cả mặc bên trong cái áo vest cũng đẹp luôn. Đúng ạ, các chị em mình mặc bên trong cái áo vest cũng đẹp luôn. Riêng zip nhà em các chị càng giặt càng lì, sướng lắm, toàn bộ đường may đôi luôn. T46 các chị chốt nhanh 46.000 nhá. A33, ui ôi 5 cái chị Lê Như luôn là 1, 2, 3, 4, 5 cái cho chị Lê Như này. Một cái cho chị Chiến Thúy này. Một cái cho chị Lê Huyền này. Một cái cho chị Dung Hà này. Một cái cho chị Hải Yến Nguyễn này. Một cái cho chị Nguyễn Dung này. Một cái cho chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn này. Em còn một cái T46 nữa là em hết luôn. Cho chị Mai Nguyễn một cái, hết hàng. Hết sạch luôn, em không còn để xỉ hàng này nữa chị ơi. Các nào khách cũ nhà em thì biết thừa luôn, lỗ hàng mấy chục nghìn một cái rồi xỉ gì nữa chị. Màu da lên cho con luôn chị ơi. Màu da lên cho em luôn là mã T. Được lẫn chữ cho vào đi, màu da lên luôn cho em. Màu này nó gọi là màu nâu nâu, T45 đi. T45 luôn cho em các chị nhìn này. Nhớ là cái hàng thì T4 mấy xếp thành một hàng em nhẫn nhặt cho nó dễ không nhầm. T45 luôn cho em này. Khác chữ nhau nhá. Nó có chữ gì nữa đâu nhỉ, gì nhỉ? Khác nhau một tí chữ đây, đây cùng chữ đây. Nó có khác một chút xíu chữ này. Màu như nhau hết, màu chữ cũng như nhau. Lên nốt cho em là T45. Hết chưa em ơi? Xem còn đâu nữa không? Hết nhá. Cái này là không còn nữa đâu đấy. Xem ở ngoài cái chưa, đúng rồi, xem ở ngoài, ngoài kho ngoài xem còn không em ơi. Dồn hết vào đi, không để nữa đâu. Cái này báo khách là chị Giang dừng hàng rồi nhá, giá cắt mẫu luôn. Không, cái này khác. À chị Giang cắt mẫu luôn nhá. T4 mấy nhỉ? T4 mấy? T45. T45 cho chị Xuyên Phương một cái, cho chị là Lê Thị một cái, Hải Yến Nguyễn một cái,
cho chị Nguyễn Dung một cái, 5 cái cho chị Lê Như, 5 cái chị Lê Như này, 1 cái cho chị Dung Hà, 1 cái cho chị Mai Nguyễn, chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn một cái. T46 em hết rồi, toàn các chị lấy 5 cái với 10 cái T46. T45 cho chị Đoan Thân một cái, cho chị Chân Tình một cái. Chân Tình có em còn một cái cho chị Nguyễn Vinh, hết hàng luôn ạ. Hết luôn T45 em không còn nữa đâu, hết sạch rồi. Hết sạch xanh xanh rồi đấy đúng không? Không còn nữa luôn các chị đây. Em còn một mã, con này là con zip phiếu thì biết lên cho các chị em mình xả bao nhiêu được nữa thôi. Nay chị nào mà lấy bán thì các chị em mình nhặt luôn nhá, vì không còn nữa đâu. Ui chắc đẹp thế. Ở đây đây còn có một cái. Còn một cái, còn thế thì còn một cái T45 này. Còn một cái T45 cho chị Ngọc Mai luôn đi. Ok chị Ngọc Mai nhá. Cái này các chị lên luôn cho em luôn, nhớ con này của em zip kiểu. Mà các chị ơi, đây bình thường mặc đã thành zip kiểu xinh xinh rồi. Hoặc các chị em mình nếu như mặc với quần short hay là mặc với chân váy rút cho em nữa luôn. Rút nhún chỗ này nữa luôn. Các chị lên vào đây cho em luôn là T. Lên cho em luôn là T50. Lên cho em thôi, lên cho em luôn là T48 đi. Em ơi có T48 chưa? Lên cho em luôn T48 đi, không cần 50.000 nữa đâu, 48.000 luôn nhá. T48 cho em luôn. Ôi chị sợ như có 48 chưa nhỉ? Có T38. Lên cho em là comment vào đây cho em luôn là T48 đi, chốt luôn nhá. T48 cẩn thận chả nhầm sang D48 đấy nhá. Lúc đọc đơn nhặt đơn là bảo chúng nó là phải đọc và phải nhấn mạnh vào với nhau. T48 em cho chị này, cho chị Nguyễn Dung 1, cho chị Nguyễn Trần Thúy Hằng 1, Nhi Linh 1, Lê Huyền 1. Cái này các chị phải nhanh với con ạ. Hải Yến Nguyễn 1, Phạm Huệ 1, cho chị Loan Nguyễn 1, cho chị Mai Ly 1. Mai Ly có Hanna Thắm một cái, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn. Hường Thu đuôi 096 một cái, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn. Cho chị Đoan Thân 1, 5 cái cho chị Như Huyền hết hàng. Ok chị Như Huyền hết luôn, T48 hết rồi. Hết T48 luôn các chị ơi, không còn nữa đâu. Tổng hợp hết luôn nha các chị. Những cái con này còn đâu em ơi, con này nhặt hết cho chị các chữ vào đi. Còn ông kia kìa. Xem cho kia xem còn mấy cái cho nốt và luôn cho nó gọn nốt đi. Màu vàng này thì đẹp quá luôn. Cái này thì các chị phải lên cho em luôn là lên cho em luôn là vàng 47 đi. Lên rõ cho em là vàng 47 cho em nhá. Vàng 47, vàng 47 cho em hết chưa? Giúp cho chị xem còn đâu kia cả cái chữ em đang cầm đến rút hàng anh em không? Chữ nó khác thì ngoài còn đâu hết rồi đúng không? Hết sạch rồi đấy nhá, là phải nhập hết vào đấy. Còn là chị không bán nữa, chị cho chúng mày like đấy, chị nói trước. Lên luôn cho em là vàng 47. Giá này là giá cho đi cho các chị áo zip luôn rồi, đẹp nhở. Em ơi zip này mà xả đầu 4 thì các chị không cần nghĩ đâu. Chốt được là các chị em mình chốt nhanh thôi. Lên cho em là vàng 47, hay vàng 47 hay vàng 48 em ơi. Vàng 47, 5 cái cho chị Lê Như luôn. Vì cái này dễ mặc lắm. Em nói thật kể cả thu đông các chị mặc cả 4 mùa hết luôn. Không cần phải nghĩ luôn. Vàng 47 cho chị Dương Thắm một cái. Vàng 47 cho chị Hanna Thắm 1, cho chị Chân Tình 1, cho Thu Thu 1. Vàng 47 cho Nguyễn Nhã Phương 1, cho chị Anh Hương Trần 1, cho chị Như Nguyệt 1. Như Nguyệt 1 này. Vàng 47 còn cái cho chị Liên Nguyễn hết hàng. Rồi chị Liên Nguyễn có em hết luôn vàng 47 của em không còn nữa đâu. Hết luôn không còn nữa rồi các chị. Hết luôn rồi nhá. Con này cho con nốt đi, con kỷ niệm nốt luôn. Zip đây các chị. Đọc giá zip của các chị em mình giật mình luôn đây con này. 38 cân đến các chị em mình 62 cân cho em ok. Cái này kể cả Hảo Lai Hảo cũng hay mặc luôn. Đấy, nhưng cái này các chị em mình mặc cho em thì quá sướng luôn. Cái này các chị lên cho em luôn là màu. Lên cho em luôn là da. Da em kỷ niệm cho, lên cho em là da 40 đi, 40.000 luôn đi cho hết luôn đấy. Lên cho em là da 40 cho em luôn các chị ơi. Càng giặt càng lì không sợ đâu, nay tổng kết hết luôn. Vàng 47 hết rồi, lên cho em là da 40 đi. Da 40 nha, em kỷ niệm nốt cho các chị luôn. Tôi hoan hỉ giúp nhau thôi chứ hết chưa gì hết rồi đúng không? Nó có ít bằng này đâu. Thì bác nào mình chốt nhanh thì mình được nhá. Da 40 cho em ạ, da 40 cho Trần Thúy Hằng một cái, cho Hải Yến Nguyễn một cái. Lên cho em là da 40 cho em ạ. Một cái cho chị Ngô Huệ, một cái cho chị Hà Mít, một cái cho chị Loan Nguyễn. Ui không còn được 5 rồi, chị Lê Như trận tay rồi. Chị Lê Như ơi không còn được 5 cái, còn mỗi cái thôi này. Da 40 cho chị Khoảng Lặng là hết hàng. Ok chị Khoảng Lặng có luôn da 40 hết luôn này. Cho chị cái cục trắng của cái mã kia em ơi. À cho chị cái đấy luôn, cho chị trắng với da một mã này đúng không? Vâng. Mã này cho các chị em mình zip, con này đẹp lắm. Còn mã này còn được hai màu nhá, màu trắng với màu da luôn. Hai màu cho các chị em mình luôn. Nhớ đây là zip chứ không phải là tâm. Nên các chị lưu ý cho em luôn, không các bác mình lại tưởng là em bán cho các chị em mình áo sắp sửa sang tháng 9 rồi mà lại xả áo tâm thì giá này thì các chị em mình đây cái. Con này là vô cùng dễ mặc, nó gọi là áo quốc dân nhà em đấy các chị. Ai cũng mặc được. Cứ kể cả từ 37, 38 đến 63 cân, 64 cân, thậm chí 65 cân khách vẫn mặc mã này luôn. Nó là mã áo quốc dân xếp riêng một khu chỗ này giờ còn hai màu này. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn này. Ô thế chết rồi em ơi, bên dưới kia là mã gì? Khác đúng không? Cái này các chị lên luôn comment vào đây cho em luôn này.
Các chị comment luôn cho em, đó là áo quốc dân nha các chị nhá. Các chị em mình comment cho em luôn là mã lộc 48 kèm màu. Lên luôn cho em lộc 48 kèm màu, màu da với cả màu trắng luôn. Con này thì mặc cả 4 mùa hết luôn các chị, hai màu nhá, màu da với màu trắng. Bác nào lấy được em để luôn cho 48.000. Lộc 48 các chị kèm màu ở đây cho em luôn cho các chị chọn màu. Tối qua nhân viên nhắn tin chốt đơn muộn nên chị ngủ sáng nay. À, dạy chị chuyển khoản đơn túi VIP rồi. Ô chị Hương Hà, thế thì em sợ là đơn được hay đi cốt rồi, để đợi em xem đã nhá bác nhá. Bác Hương Hà để đợi em, để em xem xem là đơn đấy. Đơn đấy là chuyển khoản hay đi cốt? À ok chị chuyển khoản đi. Dạ vâng bác, đi cốt đi chuyển khoản đấy chị. Đi không đồng. Lộc 48 đúng không? Ba trắng ba da cho chị Lê Như. Màu da cho chị Mai Nguyễn. Trắng cho chị Jun Nguyễn. Da cho chị Anh Lan. Trắng da chị Hường Thu, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn đi chị ơi. Hường Thu cả trắng cả da nhá. Màu da cho chị Đoan Tuân. Da trắng cho chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn. Trắng cho chị Hương Tỉnh. Hai trắng ba da cho chị Lệ Như Huyền. Ok chị Như Huyền. Màu da cho chị Bảo Thi. Da cho chị Lương Oanh. Ok chị Lương Oanh. Hai cái áo ngực xe 38. Dạ vâng ok chị. Da cho chị Trần Hoa. Màu trắng cho chị Còi Dễ Thương. Màu da cho chị Linh Nguyễn. Lọc 48 các chị kèm màu luôn cho em nhá. Hai cái hai màu cho chị Minh Thu Nguyễn luôn. Ok chị Minh Thu Nguyễn. Màu trắng cho chị Đỗ Hạnh một cái. Các chị nhanh tay chuẩn bị hết luôn nha các chị nhá. Màu da cho chị Nguyễn Oanh. Không đi cốt, bao giờ toàn chuyển khoản trước mà. Dạ vâng, ok chị Hương Hà rồi ạ. Rồi, màu da cho chị Huyền Huy. Chị Huyền Huy có luôn màu da, lên là lọc 48 kèm màu. Chị ơi, được chọn màu mà nhá. Còn có mỗi hai màu này thì em cho các chị em mình chọn màu luôn cho nhanh. Màu da cho chị Hoa Đàm Thị. Hoa Đàm Thị có luôn, chị nào chưa được lên lọc 48 kèm màu đi, trắng với da. Eo ơi, vô cùng dễ mặc luôn, con này mặc vào cái gì cũng được luôn đấy các chị. À, màu lộc 48 màu trắng cho chị Hán Phương. Ok chị Hán Phương này, trắng cộng da cho chị Thanh Lâm Bùi. Nó chính là cái mã mà em hay mặc với quần tomboy trước đấy các chị. Rồi còn chị nào chưa được lộc 48, hai áo ngực C38 rồi. Ok chị Xuyên Phương. Màu da cho chị Hà Nguyễn, màu trắng cho chị Nguyễn Mận. Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị, đây là lộc 48 kèm màu, còn có một trắng mấy da rồi. Một trắng ba da nữa là hết luôn nha các chị nhá. Còn một trắng ba da nữa là hết 48.000 cho các chị em mình luôn. Eo ơi giá này thì em nghĩ là thật sự luôn. Một con để mà nói một con áo tăm 48.000 các chị cũng vồ nhanh. Chứ đừng nói đến đây là zip cho các chị em mình luôn. Màu da cho chị Mai Đoàn một cái. Rồi còn chị nào áo hồng phía sau á? Áo hồng phía sau đợi em lát em lên cho chị sau chị ơi. Áo hồng phía sau là từ 42 cân, 42 43 đến 62 63 cân cho em cơ. Còn chị nào chưa được lọc 48 nữa. Màu trắng cho chị Chân Chân. Màu trắng là chị Khoảng Lặng hết trắng. Thu Tướng người ta nhắn tin cho hết trắng, còn mỗi hai cái màu da thôi. Màu da cho chị Phú Phong một cái. Còn một cái. Phú Phong có luôn, em còn duy nhất một chiếc màu da nữa là em hết, sợ luôn 48.000 cái áo zip. Mà áo áo quốc dân áo đấy thì có bao giờ gọi là ế đâu các chị. Em còn mỗi một chiếc màu da nữa thôi là em hết hàng nha các chị. Em còn mỗi một chiếc màu da nữa thôi là em hết luôn này. Đây con này rút hết cho con màu hồng còn bao nhiêu cái rút hết. Không còn màu áo ngực làm gì có size 37. Ui khổ nhờ. Em ơi nhấc nhấc các chị. Áo ngực là 55.000, lên là áo ngực kèm size kèm số lượng thì khổ nhiều chị lên áo ngực vậy. Áo ngực này thì các chị em mình xem cả cái video em so sánh cái hàng loại 2 rồi nhá. Có chị bảo 55.000 chắc hàng loại 2, em nói luôn em làm luôn một cái video so sánh hàng loại 1, loại 2 luôn. Nói chứ em có ngại gì đâu. Lộc 48 màu da cho chị Nguyễn Thị Phượng, màu da chị Minh Phượng có, ok chị hết luôn lộc 48 nhá. Chị Minh Phượng có rồi, chuẩn hàng 4 nước mắt. Đấy các bác mình cần thiết thì có thể xem lại cho em cái video em so sánh hàng loại 1, loại 2 đấy. Còn cho các chị em mình nhìn cả giá nhập vào của hàng loại 2 luôn, các chị em mình nhìn luôn. Lý do vì sao thấy bán 55.000 các chị nghĩ là hàng loại 2. Đúng không ạ? Vì cái giá này hàng loại 2 người ta đã bán cho các chị 55-59 rồi. Lên cho em áo ngực kèm size 34-36-38, không chọn màu nha các chị nhá. 55.000 một cái. Áo ngực hai cái 36 của chị Minh Phượng. Một cái 38 ok chị Thanh Thanh có. Lên là áo ngực kèm size kèm số lượng cho em luôn nha các chị nhá. Size 34-36-38 cho các bác mình luôn, các chị em mình vào các chị nhấn chia sẻ lên cho em. Đấy. Áo này các chị mặc thì siêu sướng luôn. Lộc 48 hết rồi. Lộc 48 tầm này là không còn nữa đâu các chị nhá. Lộc 48 em hết rồi. Đem lên tiếp cho các chị em mình nốt này. Zip hôm nay chắc là hết luôn này. Chị nào mà lấy zip về bán thì lấy trong buổi trưa nay thôi nhá. Lấy trong buổi. Hai cái áo ngực 38 mà chị Như Nguyệt. Hai cái 36 chị Hán Phương. Áo ngực này đẹp và dễ lắm. Em cảm ơn chị Hạnh Tây ạ. Hai cái 36 chị Hoài Sen. Chị nào lấy áo ngực các chị cứ lên cho em áo ngực kèm size kèm số lượng cho em luôn này. Hai cái 36 chị Nguyễn Thị Nguyệt. Thật sự luôn. Áo ngực này thì ngày nào cũng có các chị vào các chị thích bách. Một cái 38 mà chị Đan Nhi. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên cho em là áo ngực kèm size kèm số lượng. Còn đây con này rút này. Các chị lên comment ở đây cho em luôn là mã. Hai cái 38 mà chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn. Hai cái 38 xem Thu Tướng em kia xem nhắn tin lên chưa đấy. Cái này các chị lên comment ở đây cho em luôn này. Hai cái áo ngực 36 chị Lê Thúy Nguyễn. Comment ở đây cho em luôn này. Áo hồng
bán kỷ niệm lên rõ là áo hồng 46. Đừng so sánh giá nhá các chị nhá. Được chưa, lên cho em là áo hồng 46 áo zip 38 cân đến kể cả các chị 62 cân các chị chốt nhanh luôn. Hai cái 38 mà chị Tâm Lê, hai cái 38 mà chị Hải Yến Nguyễn, ba chiếc 36 chị Ngân Phan, Ngân Phan đuôi 656. Nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn ạ. Hai cái 38 mà chị Diệu Nguyễn, hai cái 36 chị Nguyễn Vinh. Cái này các chị lên áo hồng 46 cho em luôn. Em con này 46.000 thì thật sự luôn rồi. Quá sướng luôn rồi. Áo hồng 46 em cho chị 5 cái cho chị Lê Như. Áo ngực hai cái 36 chị Nguyễn Hoài, 5 cái chị Lê Như đi. Áo ngực 36 chị Đông Nhi, áo hồng 46 chị Nguyễn Ánh một cái, áo Ngọc Ánh một cái, cho chị Ngô Huệ một cái, cho chị Loan Nguyễn một cái, cho chị Hà Mít thêm giá của Hà Mít và Hà Mít một cái, Tâm Chi Aki một cái, còn một, cho chị Đào Hạnh một cái, hết hàng. Rồi em hết luôn áo hồng 46 hết luôn. Hết luôn áo hồng 46. Cho các chị em mình luôn một em màu đen này nữa luôn này, còn bao nhiêu cái đấy, gì tìm kỹ lại cho con một lần nữa xem gì còn thế nào các không nhỉ. Nay là cho đi hết luôn nhá, ngày mai là khách nào vào hỏi áo zip áo zip. Xem cái đấy xem giống hay khác. À đúng rồi. Xem đúng không? Bóc bóc luôn rồi chứ chắc không không đúng gì không, thế thì đúng cái gì còn có bằng này. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn. Ôi giời ơi. Dễ mặc vô cùng luôn đấy các chị. Áo hồng 46 em rang hết hàng các chị ơi. Áo hồng 46 em rang hết nha. Cái này lên comment vào đây cho em luôn là áo đen 47.000. Áo đen 47.000 con này các chị thấy đấy. Xả lúc xả cho các chị em mình 58, 59 nghìn là ối rồi ôi luôn rồi. Cái này các chị em mình đừng có sợ, toàn bộ chỗ này đường may đôi rồi, may hết rồi. Và cúc này là khâu tay luôn, cúc gỗ luôn đấy ạ. Nên em bảo con này cho các chị em mình 47 đúng không? Lên cho em là áo đen 47 cho em cho hết luôn này. Ôi dồi ôi, đẹp lắm các chị zip nha các bác nhá. Đừng lên áo hồng nữa các chị ơi. Ôi dồi ôi, áo hồng các chị lên nhiều quá. Áo hồng em hết rồi. Lên cho em là áo đen, lên cho em là áo đen 47 cho em các chị ơi. Áo đen 47 em cho chị Ngọc Ánh một cái, cho chị Tâm Chi Aki một cái. Thuốc ngứa em còn, đợi em thuốc ngứa lát em lên cho bây giờ nhá. Thuốc ngứa để lên đây chị luôn, để lát nữa chị lên. Thuốc ngứa chờ em chút xíu. Áo đen lên rõ cho em là áo đen 47 chứ đừng lên là đen 47. Phải lên rõ mã cho em là áo đen 47 cho em nha các chị nhá. Áo đen 47 vào đấy cho em luôn. Thuốc ngứa các chị lên luôn cho em là T28. Áo đen 47 cho chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn một cái. Áo đen 47 cho chị Tiêu Tiêu một cái, cho chị Dung Nguyễn một cái. 47.000 trưa nay là tổng kết cho hết luôn đấy các chị. Lên rõ cho em áo đen 47, cho chị Nguyễn Thúy một cái, cho chị Huyền Huy một cái, cho chị Chân Tình một cái. Lên cho em là áo đen 47 cho em luôn ạ. Cho chị Hoa Đàm Thị một cái. Hoa Đàm Thị có áo đen 47 này. Cho chị Tống Lài một cái. Ui lâu lắm rồi mới thấy bác Tống Lài này. Áo đen 47 cho chị Thùy Tiên một cái. Thùy Tiên không giấu một cái. Lên cho em áo đen 47 cho em luôn nhá, để em qua mã luôn này. Còn mấy cái nữa gì ơi? 5 cái. Lên cho em là áo đen 47 cho em ạ. 47.000 cho các chị em mình luôn đấy, em tổng kết nốt cho hết rồi. Áo ngực size 36 chị Thu Thu này. Ok, Thu Thu có luôn áo ngực size 36. Còn chị nào chưa được áo đen 47 nữa lên nốt cho em luôn nhá. T28 mà chị Hương Lan. Thuốc hứa đây là T28 kèm theo số lượng cho em nhá. 28.000 đồng một tuýp. Đấy, từ là nấm móng, nấm da đầu, nước ăn chân này, gãy lở hắc lào này, hay con các chị bị muỗi đốt mẩn ngứa mề đay dị ứng nên bôi cho em nhá. Lên cho em là T28. 28 áo đen 47 cho chị Nguyễn Oanh một cái. Ok chị Nguyễn Oanh này. Không không còn quần tomboy đâu chị ơi, quần tomboy em có nhắc rồi, em có đăng thông báo tháng 9 mới có quần tomboy rồi. Hiện tại là quần tomboy em cháy hàng rồi nhá chị nhá. Lên comment ở đây cho em luôn là T28. 28.000 đồng một tuýp cho các chị em mình luôn. Được chưa? T28, hai cái áo ngực 36 cho chị Tiêu Tiêu luôn. Ok, bác Tiêu Tiêu có luôn hai cái áo ngực 36. Áo ngực là 55.000 một chiếc, lên là áo ngực kèm size kèm số lượng cho em nhá. Size 34, 36, 38 chuẩn hàng đẹp cho các bác luôn. Đấy, quay máy giặt thoải mái luôn cho em các chị. Nhớ là chuẩn hàng mác đỏ dập nhá các chị nhá. Áo đen 47 chị gì kia, chị Phạm Minh Hạnh đuôi 408. Nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn chị ơi, đừng comment số điện thoại trên livestream của em nhá. Không có comment số điện thoại trên livestream, địa chỉ số điện thoại nhắn tin và tin nhắn. T28 mà chị Nguyệt Nguyễn 2 tuýp, cho chị Mai Nguyễn 2 tuýp, cho chị Hoa Đàm Thị một tuýp, cái kia thả luôn này. 2 tuýp cho chị Diện Đỗ Thị. Diện Đỗ Thị có luôn này, lên cho em là T28 nhá. 10 tuýp cho chị Thúy Liên. Ok chị Thúy Liên 10 tuýp. 1 tuýp cho chị Hà Đào. Ok chị Hà Đào có. 3 tuýp cho chị Phú Phong. 3 tuýp cho chị Phú Phong này. Áo ngực hai cái 36 cho chị Hồ Như Ngọc. Ok bác. 2 tuýp T28 cho chị Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. Rồi còn chị nào chưa được lên cho em là T28 luôn giúp em. 28.000 đồng cho các chị em mình luôn nhá. Bác nào chưa được các bác lên cho em là T28 cho em luôn này. Qua cho các chị em mình luôn. Làm mát á, làm mát thì lên là H22 đi. Cho chị Thu Thu có T28. 3 cái áo ngực size 38 mà chị Hường Đào. Chắc trưa nay nữa là tổng kết cho các chị em mình hết áo ngực luôn, không bán nữa nhá các bác nhá. Chứ con này em bán nhiều quá trời nhiều rồi. T28 cho chị Còi Dễ Thương, 2 tuýp chị Hường Đào có rồi ạ. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên cho em là T28. Áo ngực mình lên giúp em là áo ngực kèm size kèm số lượng, chị chuyển khoản ok chị Hường Đào ạ.
Ok bác luôn này. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment cho em để em qua mã luôn. Đâu em ơi, đây đây áo sát nách là mát màu hồng, nhiều hình lắm, lên cho em là H22 22.000 một cái cho các chị em mình luôn. T28 cho Thu Thu, T28 cho Tiêu Tiêu. Rồi còn chị nào chưa được, cái này hai cái các chị được hai hình, áo ngực mặc phê luôn. Em cảm ơn chị Huệ My ạ. Cảm ơn các chị nhiều nhá. Thật sự luôn, khách chưa mặc thì chưa biết đã mua áo ngực này rồi, mặc chỉ có nghiện thôi. Nói đây kể cả 37, 38 hay đến 60 cân cho em mặc. Em này là H22. Chữ H ấy là hồng 22, là 22.000 một cái. Hai cái áo ngực 36 cho chị Dương Thắm. Tháng nào cũng tốt tiền nhà Giang. Em cảm ơn chị Tống Lài nhá. Nhưng mà dạo này thấy chị mua ít hơn rồi. H22 cho chị Ngọc Ánh một cái. Hai cái được hai hình khác nhau, ba cái ba hình. Em bán nốt cho các chị có 22.000 thôi. 10 cái cho chị Lê Như. Ok chị Lê Như 10 cái. Dạ T28 chị Hường Đào là có hai tuyết rồi chị ạ. Rồi còn chị nào lấy H22 đúng thật sự luôn áo này. Đấy, câu chuyện gọi là lòng xào dưa, dưa xào lòng hôm qua đấy. 30.000 ít lòng, à quên, ít lòng nhiều dưa đấy. Thế em nói thật 22.000 chưa đủ được, gọi là bữa gọi là 22.000 là chỉ có mua dưa không thôi, không có lòng đâu nha các chị nhá. H22 này, cho Thu Tướng một cái, Tiêu Tiêu một cái, Chân Tình một cái, cho chị Nguyễn Thị Phượng một cái. Đừng comment số điện thoại với địa chỉ trên này, chị Phạm Minh Hạnh có hiểu không ạ? Nếu như Phạm Minh Hạnh mà không hiểu thì đừng mua nhá chị nhá. Nếu như bác không hiểu, bác không mua hàng bên em. Được chưa? Cái thứ nhất là không kiểm tra hàng trước thanh toán rồi. Cái thứ hai nó địa chỉ số điện thoại phải nhắn tin vào trong phần tin nhắn. Lát nữa em dừng like, nhân viên nhà em sẽ đọc tin nhắn chốt lại từng sản phẩm tổng tiền xong mới đi đơn cho các chị. Chứ còn đừng có comment địa chỉ với số điện thoại trên live stream. Hai cái áo ngực 36 chị Dung Hà, hai áo ngực 36 chị Nguyễn An, ba cái 36 chị Đồng Thảo, ba cái 36 chị Lê Đinh, H22 hai cái cho chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn, hai cái cho chị Dung Nguyễn H22 luôn. Còn chị nào chưa được H22 cho chị Hoa Bách Hợp một cái H22 luôn. Em nói thật luôn, chị nào sợ lừa đảo mất 22.000 thì thôi, không mua nhá. Sợ răng rõ nó lừa đảo mất hai. Áo ngực mua 8 cái rồi, giờ vẫn muốn mua thêm. Ui bác Tiêu Tiêu, thật sự luôn, vì mặc nó sướng. Em nói thật, các chị bảo mặc sướng lắm luôn cơ bác. Hai cái áo ngực thêm hai cái 36 chị Tâm Lê. Ok chị, áo hồng đấy là H22. Chứ em nói thật luôn, nếu như không đẹp chả có ai vào gọi là mua thêm, đúng không các chị? Nhưng các chị đã mua rồi, các chị toàn muốn mua thêm thôi. Nick kia đặt hàng mà bị ẩn không mua được. Một cái áo ngực 36 chị, à chị Lê Đinh như vừa nãy có sai gì rồi. H22 cho chị Nguyễn Thanh Thủy một cái. Ok chị Nguyễn Thanh Thủy có luôn này. Chị Lê Đinh là có ba cái áo ngực 36 rồi đấy chị. Chị nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn nhé chị nhá. Ok bác luôn này. Hai cái size 38 cho chị Quỳnh Phiêu ở ok bác luôn này. Rồi còn chị nào chưa được đâu ạ, các chị lên thêm xem của chị Minh Quang Nguyễn sai gì, cộng thêm hai cái vào chị luôn. Hai cái áo ngực 36 chị Đào Hạnh có, một cái 36 chị Jun Nguyễn có luôn này. Rồi bác nào mình chưa được nữa không các bác lên comment. Còn áo này lên là H22 em qua mã nhá. Chị Chân Tình có luôn H22 này. Dung Dịch Vệ Sinh em không còn hàng, em chỉ có tặng kèm với cả là kem chống nắng luôn. Em mới đưa chị kem chống nắng ấy. Kem chống nắng em bán tặng 163.000 miễn ship. Nếu như các chị chia sẻ livestream em tặng thêm cho một lọ dung dịch. Đâu em mới đưa cho chị cái thùng kem chống nắng đâu, nghiêng chị nhìn thế nào. Giang ơi, đồ nhà em, đồ nhà em, toàn đồ nhà em thôi, tốn tiền quá, hàng rẻ đẹp. Em cảm ơn chị Nguyễn Lan nhá. H22 cho chị Thanh Dung một cái. Dạ vâng, ok chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn là tổng 4 cái size 38. Cảm ơn bác Nguyễn Lan. Nhưng mà đúng dạo trước bác Nguyễn Lan mua nhiều thật. Đây em cho các chị em. Cái này các chị lên là kem chống nắng kèm quà VIP cho em luôn nhá. Thứ nhất, nâng tông, bảo vệ da, chống nắng, chống tia UV, lọc ánh sáng xanh, dưỡng da cho các chị em mình. Các chị bôi lên nó nâng tông trắng hồng, thật sự luôn là đẹp lắm luôn. Tối đến mà đắp mặt, đắp miếc các thứ, mà ngày đến mà không bôi kem chống nắng thì vứt. Cái kem chống nắng nó quan trọng gấp vạn lần những cái kem dưỡng, kem dưỡng các thứ nữa luôn nha các chị nhá. Để nó gọi là làm chậm cái quá trình lão hóa da cho các chị em mình. Nó sẽ không gọi là bị nhăn nheo sập sệ da nha các bác nhá. Rồi là nó không bị tăng sắc tố, không bị sạm nám. Các chị em mình bắt buộc các chị phải bôi kem chống nắng cho em. Lên cho em là kem chống nắng kèm quà VIP. Bán nốt 163.000. Tặng thêm cho lọ dung dịch vệ sinh để rửa mát luôn cho em luôn. Mát lạnh sung sướng cuộc đời luôn các chị nhá. Đấy, dung dịch vệ sinh em tặng kèm cho các chị luôn. Em mới theo dõi chị mà lần nào livestream cũng mua, bây giờ thành nghiện. Lê Huyền Bí Ngô. Rồi em ơi, treo chị áo rú lên quần sau còn chưa lên được luôn chị ơi. Quần sau lát nữa cho các bạn ấy nhấp vào phân size phân số em mới lên được. Đấy các chị lên cho em ok kem chống nắng kèm quà VIP và chị Trần Thúy Hằng. Cái này khuyến khích các chị em nào mình chuẩn bị hết rồi các chị mua đi. Chả em dừng rồi em dồn nốt tiền vào chân váy em mặc hết hàng không còn hàng đâu chị ơi. Đấy các chị lên cho em luôn là kem chống nắng kèm quà VIP cho em luôn nha các bác nhá. Nó là hai thứ cần thiết nhất cho các chị em mình luôn. Dung dịch vệ sinh thì làm sao mà thiếu được. Đến cái giờ này rồi có bác nào bảo chị không dùng dung dịch vệ sinh không? Áo ngực 3 chiếc size 38 ok chị Như Huyền. Kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Mai Nguyễn.
Chị nào chưa được các chị lên cho em luôn nhá. Áo ngực là 55.000 một cái, chị ơi chuẩn bị hết hàng áo ngực đấy. Chị nào lấy áo ngực các chị lên luôn, là áo ngực kèm size kèm số lượng. Ok, kem chống nắng là chị gái họ Nguyễn có luôn một suất này. Bác nào chưa được lên cho em là kem chống nắng kèm quà VIP cho em luôn nha các chị nhá. Tặng kèm quà miễn ship luôn, không mất ship nữa luôn nha các chị. Rồi bác nào mà mình chưa được nữa các bác lên comment này. Tiếp cho chị luôn, phân luôn cho chị quần đằng sau nhấc vào nhá. Nhấc phân size phân số vào cho chị luôn đi. Đây em cho các bạn đi nhấc phân size phân số. Các em cũng đọc rồi nhá. Phân size phân số luôn này. Lên cho các chị em mình luôn này. Đây còn ít bộ này hồng vàng lên nốt luôn. Hai bộ em lên bộ này đã, còn đâu để chờ cho các bạn ý á. Chờ cho các bạn ý phân size phân số đó nhá các chị nhá. Hai màu hồng vàng, áo ngực 3 chiếc size 34 chị quan tâm không? Ok bác quan tâm không này. Giống bộ màu vàng hôm qua em để là em mặc đấy các chị. Đây em còn hai màu, màu hồng với màu vàng. Cái này bán kỷ niệm các chị lên cho em luôn là B55 các chị kèm màu cho em nhá. Cho luôn 55.000 đồng một bộ đũi luôn. Năm lọ em không bán năm lọ dung dịch vệ sinh đâu chị ơi. Chip 68 á, em có bán chip 68 ở đâu? Em xả từ bao giờ rồi ấy. Em không bán dung dịch vệ sinh ở đâu, kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Phú Phong có, cho chị Lê Hồng Hạnh có. Em chỉ bán kem chống nắng, dung dịch vệ sinh là 99.000 một hộp nhá các chị nhá. Còn đây em bán kem chống nắng tặng thêm dung dịch vệ sinh bán nốt tại vì để làm quà cho các chị. Những chị nào mà chưa mua được thì các chị em mình mua nhá. B55 ba hồng ba vàng. Ok chị Lê Như này. Cái này các chị chốt nhanh luôn nhá. Em cho luôn 55.000, đây của em là bộ đũi luôn ạ. Không phải bộ thường đâu, nó là bộ đũi luôn cho các bác mình. 40 cân đến kể cả 58 59 cân cho em ok hết luôn này. Quần ngố đấy. Em còn hai màu hồng vàng. 55.000 chưa đủ tiền nguyên con áo này đã 79.000. Các chị mua áo đũi bên em các chị biết rồi đúng không? 79.000 một áo nhưng giờ em xả 55.000 cả bộ luôn. Lên luôn là B55 các chị kèm màu hồng vàng cho em quần trần trung trần cạp hết luôn này. Kem chống nắng ok cho chị Nguyễn Dung có kem chống nắng kèm quà VIP luôn này. Còn chị nào mà chưa được nữa các chị lên comment nhá. B áo ngực 5 chiếc size 38 mà chị Ngọc Nguyễn. Chị Nguyễn Dung có kem chống nắng rồi. Hồng vàng á chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn luôn, được chọn màu lên đi chị B55 kèm màu. 55.000 cả bộ luôn nhá. Màu kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Minh Thu Nguyễn. B55 màu hồng á chị Hana Thắm. Kem chống nắng mã là kem chống nắng kèm quà VIP luôn chị ơi. Màu hồng á chị Nguyễn Thị Thu Phương, hồng vàng á chị Dương Thắm, kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Hương Phạm. B55 hồng vàng á chị Nguyễn Bùi Huyền. Màu hồng á chị Nguyễn Thanh Thủy. Rồi em hết luôn màu hồng hết hồng à. Màu vàng á chị Lê Thuận. Em hết hồng luôn nhá, em còn mỗi màu vàng thôi là em hết đấy. Chị nào chưa được các chị lên. Hết hồng rồi, chị Nguyễn Bùi Huyền là có cả hồng vàng rồi. Màu vàng á chị Đào Hạnh một bộ. Nhanh không hết hàng, còn mấy bộ vàng gì ơi? Hai bộ. Em còn có hai bộ vàng là em hết luôn. Đấy chị nào chưa được các chị lên. Em chỉ còn B55 em chỉ còn mỗi màu vàng thôi. B55 màu vàng cộng áo ngực 36 cho chị Kiều Diễm. Ok bác luôn, em còn duy nhất một bộ nữa là em hết luôn nhá. Còn một bộ là hết hết hồng. Kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Hoa Vàng. B55 màu vàng á chị Nguyễn Thị Thu Phương. Rồi em hết hàng. Em hết luôn B55 luôn các chị, đây quần nhá các chị em mình luôn này. Quần này thì các chị chốt nhanh nhá. Chậm là hết đấy. Còn tổng cộng bao nhiêu em ơi, hai cái sọc này. Còn tầm bao nhiêu? 20 40 60 80 100 120 ngoài còn chắc còn độ 200 đấy các chị chốt nhanh luôn. B55 em hết rồi. B55 không còn nữa đâu các chị ơi. Kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Hoa Trịnh một suất. Có những chị bảo Giang ơi kiên trì dùng hết ngày bôi đều, sáng lần trưa lần, xong trong vòng gọi là hết rồi 10 ngày các chị nhìn cảm nhận sự thay đổi của da luôn. Da các chị nó khỏe khoắn. Khỏe khoắn nó săn chắc hơn nhiều cho các chị. Cái này các chị chốt nhanh luôn nhá, lên là Q87 cho các chị kèm size SML XL, nhớ là quần chuẩn U mì cho các chị luôn. S từ 38 đến 46, M từ trên 46 đến 51, L từ trên 51 đến 56 57, XL từ 57 đến 63 64 cân cho em quần này. Chuẩn mì Hàn cho các chị em mình luôn nhá. Quần nó trần trung trần cạp hết luôn, một hàng độc quyền của em đang luôn. Đấy các chị nhìn cho em luôn này. Sọc này viền này của em là viền may, quay máy giặt thoải mái. Cái này đấy có những chị bảo thế Giang ơi mua từ năm 2019 đến giờ nó chưa hỏng thì làm thế nào. Mua từ năm 2019 đến giờ rồi có phải mua thêm đâu. Đấy mặc đến cả hàng 4 năm rồi nó vẫn trơ trơ ra luôn, nó có hỏng đâu các chị. Lên vào đấy cho em luôn là Q87 kèm size SML XL cho em luôn. Các chị chốt nhanh nhá. Q87 đâu các chị kèm size cho em 87.000 một quần. SML XL vào đấy cho các chị em mình luôn. Hai chiếc các chị được hai sọc khác nhau cho các bác mình mặc này. Đấy hai cái được hai sọc này luôn cho các bác luôn, viền này viền may. Đã so sánh cho các chị em mình rồi. Đừng so sánh với ví dụ như chất thun này, chất cốt tông này. Đấy những cái hàng đấy thì không bao giờ thể nào so sánh được với con u mì này đâu. Hoặc là chất nỉ này. Nỉ thì cũng chỉ mặc thu đông thôi đúng không ạ? Nhưng mà riêng u mì thì mặc cả 4 mùa luôn. Rồi Q87 này. Q87 kèm size S cho chị Vũ Thị Ngân, XL cho chị Thu Mỹ, hai cái size L cho chị Hồng Ngọc, hai cái XL cho chị Đào Hạnh. Mặc 4-5 năm rồi chưa hỏng đây các chị nhìn đây này. Chị đang mặc quần này và bộ về nhận. Em cảm ơn chị Quách Thúy đây các chị nhìn cho em luôn này.
bao nhiêu khách feedback luôn, mặc 4-5-5-5 vẫn bình thường luôn. Chị Đào Hạnh có rồi, L cho chị Kiều Thạch, XL cho chị Nguyễn Thị Phượng, hai cái size L cho chị Hương Lan, XL cho chị Hương Đào. Các chị lên là Q87 xong các chị kèm size cho em nhé, 87.000 một quần. Hai cái size M cho chị Phú Phong, 2L, hai cái size L ok chị Lê Thúy Nguyễn, áo ngực size 38 chị Nguyễn Kiều, XL cho chị Hương Phạm, hai cái size L chị Lê Thúy Nguyễn có rồi, chị Lê Thúy Nguyễn ơi. Ba cái size L cho chị Phạm Thị Băng, hai cái XL cho chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn. Các chị lên cho em luôn là áo à quên lên cho em là Q87 xong các chị kèm size cho em nhá. Đấy, SML, XL cho các bác mình luôn. Em nói thật là quần này các chị mua về các chị mặc các chị mới biết là nếu như mà biết nó như thế này, chị nào mua một cái xong về lần sau vào cũng bảo chị mà biết thế chị mua luôn hai cái, ba cái ngay từ đầu luôn. Nhưng nếu như các chị khách mới, các chị còn đang phân vân thì thôi, các chị em mình mua độ cái thử thôi. Về đẹp lần sau các chị em mình lại mua tiếp. Xấu các chị em mình vào các chị bóc phốt, các chị comment thẳng trên này luôn. Em không ngại luôn các chị, thật sự với các bác mình luôn. Rồi các chị nào mình chưa được nữa các chị lên. Kem chống nắng kèm quà VIP chị Luân Hoàng Quang có luôn này. Quần này mặc sướng lắm, em cảm ơn chị Trần Loan ạ. Hai cái XL cho chị Kiều Lê, một cái XL cho chị Tống Lài. Lê Thúy Nguyễn có L rồi đấy chị ơi. L cho chị Chân Tình, M cho chị Mai Ly, hai cái L chị Nguyễn Kiều. 46 cân mặc S, trật không 46 cân thì nếu như các chị thích mặc ôm các chị vẫn mặc S bình thường không sợ trật. Nhưng các chị nhá, vì nhiều khi em này, em 48 cân em vẫn mặc được S luôn. Hiện tại em là đang 50 cân nhưng đùi em hơi to. Em lồng qua cho các chị em mình nhìn luôn cho em nhá các chị nhá. Nên các chị yên tâm đi, đừng hỏi em là 46 cân chị mặc S có trật không đây, các chị nhìn cho em luôn. Nói đây các bác nhìn cho em thì đùi với các chân em hơi to, em 50 cân cơ. Nhưng cái này đang là S đây đúng không em? Đây S cho các chị em mình luôn này. Nên các bác mình yên tâm đi. Em tư vấn để kể cả các chị em mình có tăng độ 1 cân 2 cân các chị vẫn đang mặc được cho em bình thường. Sướng lắm luôn, S từ 38 đến 46, M từ trên 46 đến 51, L từ trên 51 đến 56, 57, XL từ 57 đến 64 cân cơ. Đấy, cho các chị em mình luôn nhá. Lê Thủy Nguyễn có rồi, L cho chị Như Nguyệt một cái, M cho chị Nhi Long. Hai cái L và XL cho Thu Tướng cộng 50.000 đó chị Đem ơi. Hai cái quần lớn, size lớn nhất, chị lên là size XL thôi chị nhá. Chị đừng comment số điện thoại trên này ạ. Thêm L cho Kiều Thạch, M cho chị Hồng Vinh. Xem của chị Án Phương áo ngực đổi sang size 38 á chị kìa. L cho chị Lê Đinh, hai cái size L cho chị Nguyễn Thị Liên. Năm ngoái chị mua 6 cái. Năm ngoái chị mua nhà Giang 6 cái, mới mặc 3 cái, còn 3 cái vẫn chưa mặc đến. Quần này mặc thích lắm đây. Các chị nhìn luôn, em nói thật em cho các bác nhìn feedback luôn. Chứ em Giang không hề nói điêu các chị em mình luôn đây các bác nhìn này. Nói đây các chị nhìn này. Năm ngoái mua chị mua 6 cái nhà Giang này, mới mặc có 3, còn 3 cái chưa mặc đến, mặc quần này thích lắm. Đấy em nói thật luôn, sướng lắm luôn các chị ơi, nhiều chị còn mua cho con mặc đi học rồi mặc đi làm luôn ấy. M cho chị Xuyên Phương, Xuyên Phương, kem chống nắng kèm quà VIP cộng Q87 size S cho chị Hồng Cam. Ok bác Phạm Thị Băng em đọc rồi, em đọc 3 chiếc từ nãy rồi mà. Còn chị nào chưa được, hai cái XL cho chị Vũ Thị Thúy Hương. Bác nào chưa được các bác lên comment luôn nhá, đây nó gọi là quần quốc dân nhà em Giang luôn rồi. Đúng rồi, chất u mì đấy chị ơi. Chỉ có bóc phốt là hàng nhà em vừa rẻ vừa đẹp, không bao giờ thất vọng đâu. Em cảm ơn chị nhiều nha chị ơi. Có cái là chỉ thất vọng vì em Giang hơi khó tính đúng không? Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên luôn đi. Q87 kèm size SML, XL vào đấy cho em luôn. Đấy, 4 size cho các chị em mình chốt luôn qua mã nha các chị nhá. Kẹp treo lên cho chị luôn em ơi. Bộ à? Bộ thì cũng còn nhiều lắm các chị. Không 70 cân không vừa đâu chị. Hai cái áo ngực size 34 chị Nhi Long. Ok chị Nhi Long có luôn này, riêng em đang bán hàng này. 4 cái áo ngực 36 cho chị Diệu Đức. Ok chị Diệu Đức có luôn 4 cái 36 của áo ngực. Bộ là em còn nhiều đấy. Q87 size L chị Vũ Thị Thúy Hương có rồi, chị Vũ Thị Thúy Hương. À thêm cả một cái size L nữa luôn. Ok chị. 51 cân size M và cho Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. Nhấp cho con bộ ngoài kia vào con xả nó. Bộ những cái bộ mà 145.000 ấy, viền cổ mình trước các thứ này. Không phải mã nào mà còn ít xếp trước vào đi. Kem chống nắng 163.000. Miễn ship nhá, chia sẻ livestream tặng thêm cho một lọ dung dịch vệ sinh. Mua lọ dung dịch vệ sinh này thế nào hôm sau cũng gạ em là bán cho chị riêng một lọ. Mà em không bán đấy các chị, em nói thật luôn, 99.000 lọ dung dịch. Đấy 163.000, em tặng thêm cho một lọ dung dịch và em miễn ship luôn. Q87 size M cho chị Minh Thu Nguyễn. Ok chị Minh Thu Nguyễn này. Cái này lên là kem chống nắng kèm quà VIP nha các chị nhá. Giang này có lên legging còn mỗi size S chị ơi. Sợ nhỉ, legging còn mỗi size S không? Chán lắm luôn đấy các bác. Cho con hai màu đấy luôn. Ok kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Hoa Cốt. Q87 hai cái size L cho bác Tòng Thị Quế. Hai cái áo ngực size 38 á chị Vũ Thị Thúy Hương. Hết zip rồi, zip em còn đầy bác ơi, zip đây còn góc này nữa, nói là còn đầy thì là nói phét.
Nhưng mà zip chắc còn tầm độ cả chỗ này, tất cả những chỗ này vào đúng không? Chắc còn tầm khoảng độ 200 cái nữa. Đợi em lát em xả tiếp cho. Em cho một má bộ đã. Kem chống nắng kèm quà VIP là chị Minh Phượng có luôn này. Áo ngực 3 chiếc 38 mà chị Phạm Thị Băng có luôn này. Hai cái quần legging size S ok Nhi Linh nhá, mở ngoặc của Nhi Linh là 86.000. Kem chống nắng kèm quà VIP cho bác Tô Cao Thanh này. Các bác yên tâm luôn cho em ạ, chuẩn kem chống nắng Dung Si nhá. Pha kem em đền cho các chị em mình 1 tỷ luôn. Em nói luôn ạ, nên em tặng thêm cả một lọ dung dịch vệ sinh nữa luôn này. Hai lọ thuốc ngứa ok bác luôn. Em lên áo hồng. À áo hồng phía sau là tay lỡ đấy, không phải tay dài đâu, đưa chị áo hồng phía sau em ơi. Áo hồng phía sau nhá. Nó chính là cái con 230.000 con lụa mango ấy. 42 43 cân đến các chị em mình độ 62 cân cho em vẫn mặc được. Em xả nốt cho các chị lên là thanh lý 89 cho em luôn. Chứ giá này thì em nói thật không ai có đâu. Nói đây các chị nhìn cho em luôn này. Con này các chị sơ vin đóng thùng mặc cho em. Mấy nữa mà em về tomboy mà em mặc cả cây vào thì em xả con này 125.000 vẫn hết luôn. Nhưng có cái là tomboy đang cháy thì em chả buồn mặc mẫu, em mặc qua thôi. Các chị lên luôn cho em là thanh lý 89 đi. Hàng này hàng độc quyền luôn nhá các chị nhá, không đụng mẫu luôn. Thậm chí là trước nó giá cao đến khách xỉ nhà em cũng không bán luôn. Tay nó là tay lỡ đấy. Tại vì giá cao mà 230 một cái. Em xả toàn 129, 135 nên giá vào cao khách xỉ nhà em không bán luôn, chỉ có một vài đại lý là bán. Giờ em cho luôn là 89.000. Một cái áo con size 36 ok chị Hồng Vinh. Q87 size M. Có legging S cho chị cái ok chị Vũ Ngọc Trung luôn. Thanh lý 89 cho chị Thanh Bé, Trang Bé một cái. Cho chị Lê Thuận một cái. Kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Nguyễn Huyền. Ok chị Nguyễn Huyền, đổi cho mình Q87 sang S được không? Mình có 42 cân được luôn chị Nhi Long, vào xem bi của chị luôn. Thanh lý 89 cho chị Nguyễn Hòa một cái. Cho chị Kiều Diễm một cái. Con này các chị mặc đi làm thì em nói thật luôn là quá đẹp luôn. Không bao giờ phải suy nghĩ luôn. Chốt legging size S, để legging size S lát em lên cho, vứt cho chị legging size S vào đây em ơi. Thanh lý 89 cho chị Dung Nguyễn một cái, cho chị Hoa Thanh một cái, chị Minh Quang Nguyễn Nguyễn một cái, chị Nông Hiếu Hân một cái, cho chị Nhung Mai một cái, cho chị Hằng Trần một cái. Đấy còn 30 chỗ này nữa là hết rồi. Ok cho bác Tòng thì Quế một cái. Em cho đi nốt luôn cho em nói thật đấy. Đây còn những cái cuối cùng là em hết luôn. Em lỗ thẳng hàng này em nói luôn là hàng độc quyền, hàng em đặt hàng thiết kế riêng rồi. Kem chống nắng kèm quà VIP ok chị Phạm Thị Băng có luôn. Chị Thanh Dung có thanh lý 89 rồi ạ. Chị nào chưa được các chị lên cho em thanh lý 89. Em khẳng định em bao giá bao chất, em bao cả giá nhập luôn nha các chị nhá. Không phải là áo von. Cái này của em là áo lụa mango cho các chị em mình luôn ạ. Hàng VIP luôn, vai của nó bồng đấy các chị nhìn này. Cổ đây nó có xếp ly, con này kể cả các chị mặc với áo vest. Các chị mặc sơ vin bên trong xong các chị làm con áo vest ra bên ngoài em nó thật đẹp lắm luôn. Thanh lý 89 nha, chị còi dễ thương một cái. Còn những chị nào chưa được các chị lên cho em là thanh lý 89. 89.000 đồng cho các bác luôn. Con này làm cầu kỳ lắm các chị. Không dễ đâu, em này làm cầu kỳ cực kỳ luôn ấy. Có cái là giờ xả nốt cho các chị cơ chứ giờ này mà còn bảo bán lãi. Thanh lý 89 cho chị Lê Nguyễn Thúy Hiền Lê một cái. Áo ngực mã là áo ngực kèm size kèm số lượng chị ơi. Áo ngực thì áo ngực treo đâu rồi nhỉ? Áo ngực thì là 55.000. Thanh lý 89 cho chị Vũ Thị Thúy Hương một cái. Đây quần legging còn nguyên size S em lên bây giờ. Dồn hết cho chị legging còn bao nhiêu cái size S nhập đây chị. Cho chị Hồng Ngát một cái, cho chị Hồng Vinh một cái thanh lý 89. Cho chị Hương Lan một cái thanh lý 89. Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên giúp em thanh lý 89 cho em cho gọn nốt hàng nhá. Ok cho bác Hà Nguyễn một cái, bác Dung Nguyễn không giấu một cái. Cho bác Tâm Lê một cái. Thanh lý 89 cho em luôn ạ, còn hơn chục là hết đúng không gì? Em không bán dung dịch vệ sinh bác ơi, cái này em tặng luôn cùng kem chống nắng ấy. Áo vàng sau là mã gì ạ? Ô em chưa lên luôn, chị đợi em chút nhá. Nó là em tặng luôn kèm với kem chống nắng đây này, 163.000. Được một tuýp kem chống nắng, chia sẻ livestream lên em tặng cho một lọ dung dịch vệ sinh này và không mất ship nữa luôn. Tức là 163.000, không phải mất thêm một đồng tiền ship nào nữa luôn. Được luôn một lọ kem chống nắng, chia sẻ livestream thì được thêm cả một lọ dung dịch vệ sinh. Thanh lý 89 cho chị Hoa Biển một cái, cho chị Minh Chuyển một cái. Khoác gió em có nhiều đâu. Em hiện tại em chỉ có mỗi 30 bao khoác gió đang bên kho thôi. Còn chưa cắt bao luôn chị. Nhiều đâu, có 30 bao thôi mà. Chưa cắt. Đang mưa đúng không? Đang mưa to thì em chưa sang bên kho cắt bao được. Lát nữa nó gọi là ngớt ngớt mưa, sang kho lại tiếp luôn. Kho nhà em là đối diện bên kia đường ấy, chị nào qua nhà em lấy hàng thì các chị biết rồi đúng không ạ? Em hàng 4 cái kho hàng cơ. Nên các chị em mình gọi là thanh lý 89 cho chị Hương Như Trần một cái, cho chị Nguyễn Tho một cái. Rồi còn chị nào chưa được đâu mà các chị lên thanh lý 89 cho em luôn nhá, còn mấy cái nữa thì ơi. Em còn 10 cái thanh lý 89, chị nào ủng hộ nốt em cho em gọn hàng luôn đi. Mã gì đấy bác Minh Quang Nguyễn Nguyễn? Đâu 163. 163 không phải 168 nữa đâu nhá chị nhá, kem chống nắng ấy gì. Em để cho có 163.000 thôi, không phải 168.000 nữa đâu. Cốt tông khô còn chị ơi. Cốt tông khô em còn nha các bác nhá. Nào em ơi đưa nốt cho chị quần legging size S đây. Em còn nguyên legging này size S, các chị lên cho em luôn đi. Lên cho em quy tạp. Thôi sửa của chị nào vừa nãy legging đi, không cần phải xả 86 nữa. 163
đừng lên là 163 mà lên là kem chống nắng kèm quà VIP. Lên luôn cho em nhé, là Q84. Được chưa? Lên luôn là Q84 cho em luôn. Em không cần, ok, kem chống nắng 163 thôi. Đây các chị nhìn này, nhưng mà chỉ còn nguyên size S 38 cân đến các chị em mình 46, 47 cân cho em thôi. Nhớ, quần legging có túi sau cho các chị chuẩn U mình. Lên cho em luôn Q84, kèm theo số lượng vào đây cho em luôn ạ. 84.000 một chiếc luôn, các chị mua cho con, các chị mặc đi học thoải mái. Chị nào có con, các chị em mình mua cho các bạn đi mặc đi học cũng được. Ok, kem chống nắng các chị Minh Quang, Nguyễn Nguyễn có luôn này. Áo hồng đấy là Thanh Lý 89 đấy chị. Kem chống nắng cho chị Hoa Lan trắng này, Q84 chị Nhi Linh hai cái, Thanh Lý 89 đó chị Doan Lê. Em cảm ơn bác Doan Lê luôn ạ. Q84 Nhi Linh có luôn hai cái, hai cái các chị được hai cái chữ này khác nhau này. Đấy các bác mình lấy, các bác mình lên comment luôn nhá. Em để nốt luôn 84.000 vì nó chỉ còn nguyên S thôi. Thì các chị không so sánh, các chị hoan hỉ vui vẻ giúp em nhá. Vui vẻ giúp em Q84 cho chị Mai Ly một cái. Đấy các chị em mình chuẩn hàng U mì mác nâu cho các bác mình luôn này. Em không bán hàng là hàng loại dởm đâu. Vì các chị em mình Q84 cho chị Hoa Cốt một cái. Ok chị Hoa Cốt, có bác nào chưa được các bác lên luôn Q84 nhá, 84.000. Đấy chị nào chưa được, kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Diệu Đức có luôn này. Kem chống nắng kèm với cả bộ cũng được miễn ship, kèm quần cũng được miễn ship luôn. Tức là kem chống nắng này các chị trong đơn các chị cứ có kem chống nắng là cả đơn được miễn ship. Q84 cho chị Nguyễn Mận một cái, chị Thuy Tiên một cái, chị Vũ Ngọc Trung một cái. Chị Nguyễn Mận có rồi, chị Thuy Tiên có rồi, Thủy Tiên có rồi nhá. Chị nào chưa được là các chị lên vào đấy cho em luôn là Q84. Em qua mã luôn là em lên thế thôi, vì còn gọi là cái giá này giá yêu thương cho các chị rồi. Về đủ size thì em lại bán 95.000. Cho chị Hương, chị Hương Nhu Trần một cái, cho chị Phương Thảo một cái. Kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Bảo Nam. Không còn size Q87 hai cái size M, chị Huệ Kim là quần quốc dân, ok chị. Kem chống nắng là chị Thu Đặng có luôn này. Kem chống nắng 163.000. Các chị chia sẻ livestream là tặng thêm cho một lọ dung dịch vệ sinh và miễn ship luôn ạ. Q84 chị Mai Ly có rồi. Kem chống nắng 163 kèm hai áo ngực 36. Ok chị Nguyễn Thị Hà. Mua hàng nhà Giang nhiều lắm rồi, hàng đẹp và rẻ. Em cảm ơn chị Hoa Lan Trắng. Bác Hoa Lan Trắng là mấy nay là đỡ rồi. Đầu tháng em thấy bác mua kinh khủng quá, với cả tháng trước mua nhiều quá. Rồi còn chị nào mà mình chưa được các chị lên Q84 nhá, em qua mã luôn ạ. Nay là em tổng kết nhanh luôn để em còn xả nhiều lắm luôn các chị ơi. Hàng hóa hiện tại là ngoài gọi là nó kinh khủng. Q84 cho bác Liên Chân một cái. 43 cân chị mặc cho em thoải mái. Q84 bác ơi, yên tâm luôn cho các chị em mình nhá. Quá đẹp luôn rồi, 84.000 U mì đấy các chị. Ok, kem chống nắng kèm quà VIP chị Nguyễn An có luôn này. Rồi còn chị đặt thuốc ngứa là T28 đúng không? Kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Ga Xuân Vĩ này. Ok bác luôn này. Kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Doan Lê có luôn 163 miễn ship. Tặng kèm một lọ dung dịch vệ sinh luôn ạ. Đấy, tặng luôn cả lọ dung dịch vệ sinh cho các chị em mình nữa luôn, sướng. Mua một mà tự nhiên được hai luôn các chị. Đấy, cái này gọi là mua một được hai luôn các bác. Lại còn được ba luôn nên là được miễn ship mà. Mua một được hai nhưng lại thành ra được miễn ship, nó lại thành gọi là quá sướng luôn cho các chị rồi. Đáng ra là 30.000 tiền ship nữa đúng không ạ? Thì 30.000 đấy các chị còn có thể mua được thêm luôn một con áo nữa rồi vì không mất ship. Sướng thế còn cái gì nữa các chị? Đúng không ạ? Nên em bảo em bán cái này. Q84 hai cái cộng kem chống nắng là chị Su Ca Nguyễn. Q84 là quần legging size S chị ơi. Cho con tiếp một, cho con cái cục màu da kia đi, của áo tăm lạnh ấy. Phải không? Đúng rồi đấy, màu đậm đậm đấy cho con. Thêm một cái nữa cho chị Su Ca Nguyễn là hai cái à? Ok chị có rồi ạ. Đây em lên cho các chị em mình luôn mã này nhá. Đấy, cái này các chị em mình lên comment đấy, đấy. Coi như cái này lên comment vào đây cho em luôn là. Không, lên nguyên cái cục này nhá. Cái này comment vào đây cho em luôn này. Comment cho em luôn là, comment là xả một kèm theo giá 30.000 luôn đấy. Ví dụ như đúng không ạ, các chị em mình kể cả bây giờ em bảo 163.000, em không miễn ship, cứ vẫn cộng 30.000 tiền ship như bình thường. Đấy là coi như các chị em mình không rồi nhưng được miễn ship, tự dưng cái tiền ship đấy các chị lại mua được thêm một cái áo nữa luôn. Comment luôn xả một kèm giá 30.000, tặng cho các chị 30.000 luôn. Hiện tại là em hết sữa rửa mặt rồi bác ơi, em không còn sữa rửa mặt đâu. Xả một xong các chị kèm giá cho em 30.000 nhé, cho chị Hồng Ngát một cái. 30.000 đừng so sánh giá. 38 cân đến 60 cân cho em vẫn mặc được tăm lạnh co giãn siêu sướng luôn mà. Đấy, thả ra cái lại về form như bình thường. Các chị lên giúp em là xả một xong các chị kèm giá vào đấy cho em luôn. Dì lên pha cho con một cốc nước đường chanh. Comment cho em xả một kèm giá cho em nhá. Chị Xuyên Phương một cái. Kèm giá 30.000 đi bác ơi. Kèm giá lên 30.000. Không tí nữa nhân viên nó lại chốt 59.000 thì sao? Xả một 30.000 5 cái cho chị Lê Như. Ok chị Lê Như 5 cái, cho chị Nguyễn Mận một cái, cho chị Phú Phong một cái. Sơ mi kiểu em có, lát lên thêm sau chị nhá. Còn chị nào chưa được đúng không ạ? Xả một 30.000 cho em, chị Xuyên Phương có rồi ạ. À, xả một kèm giá 30.000 cho em luôn này. Có những chị mà đã từng xả đơn rồi là em không chốt đơn nữa đâu.
Dù xả đơn một lần là mang cái mồ hôi công sức của người khác ra làm trò đùa thôi, khỏi chốt nữa đi nhá. Ok, xả 130k cho chị Lương tươi tươi một cái. À, em gửi hàng cho chị chưa? Chị Thùy Nguyễn ơi, nhân viên mà đã chốt rồi là gửi hết rồi nhá chị nhá. Chị Nguyễn Mận có rồi ạ, à, Phú Phong có rồi ạ. À. Xả 130k cho chị Tống Lài một cái. Rồi còn chị nào chưa được nữa, các chị lên cho em mà xả một kèm giá 30.000 cho em luôn. 30.000 cho chị Phan Thanh Nhàn một cái. Ok, chị Phan Thanh Nhàn có, cho chị Sinh Hoàng một cái. 30.000 còn mấy cái em ơi? Cho chị Hằng Trần một cái, xả một kèm giá 30.000. Nhanh không hết các chị ơi, xả một kèm giá 30.000 còn 3 chiếc nữa hết luôn nhá. Em còn 3 chiếc cuối cùng nữa là em hết các màu em ơi. Rồi còn chị nào chưa được xả một nữa lên nốt xả một kèm giá 30.000 cho em luôn. Qua mã cho các chị em mình luôn, cho các bác luôn này. Làm tí bộ cho các chị em mình luôn này. Em còn màu vàng với cả là cho chị màu vàng chữ khác xanh đấy bỏ riêng đi. Em vàng với cả đen. Cho chị Hương Như Trần một cái xả một. Xả một cho chị Huyền Huy một cái. Em ơi xem của Hoa Biển xóa bill. Xả một cho chị Tiêu Tiêu một cái hết hàng. Cái chị Hoa Biển này xem nhắn tin rõ đi em ơi, là bỏ em thanh lý 89 ra hay như thế nào. Nếu như ra thì xóa bill ra, nhắn tin lên nhé em nhé. Xóa bill ra. Xả một em hết rồi, chị Lương tươi tươi được có một thôi. Bộ này thì các chị lưu ý luôn cho em này. Nay bác nào mua được thì bác đấy mua nhé. Em xin phép là kỷ niệm các chị em mình luôn nhớ bộ pha tiền cổ của em, các bác biết đúng không? Bộ này là cái bộ em về sau cùng nhất trong tất cả các mã bộ. Tận tháng 6, giữa tháng 6 em mới về bộ này. Và các chị em mình biết cho em luôn là đầu tháng 8 em vẫn đang xả bộ này 135.000. Đúng không ạ? Em 138 ấy, không phải 135 đâu. Là em vẫn đang xả là 138.000. Bộ pha biển cổ cho em luôn, nó là bộ hàng Quảng Châu nha các chị nhá, đẹp kinh khủng luôn, mê lắm. Cốt tông tàu cho các bác mình luôn. Đấy đây các chị nhìn này. Cái chữ thêu em ơi, đưa chị cái chữ. Tức là màu đen nhưng cái chữ thêu nó khác nhau nha các chị nhá. Cái màu chữ ấy. Cái màu chữ thêu khác nhau đây các chị nhìn này. Cái màu chữ thêu khác nhau, các chị không chọn màu chữ đâu, các chị em mình chọn màu bộ này cho em thôi. Em lên cho các chị em mình hai màu. Em thanh lý cho các chị 105.000 một bộ. Chị nào lấy các chị lên cho em luôn là 105 kèm theo màu đen với cả màu vàng. 40 cân đến 65 cân muốn mặc cho em vẫn đáp bon chen cho em ok luôn. Đấy các chị nhìn pha viền cổ viền tay, các bác biết hàng này em bán bao nhiêu rồi. Đúng thật sự luôn, em xả là 138.000. Giờ em bán nốt là 105. Chị nào lấy các chị lên là 105 xong các chị kèm màu chữ này toàn bộ là thêu hết luôn. 105.000 kèm theo màu đen với cả màu vàng. Quần đấy trần chun trần cạp cho các chị em mình luôn. Kem chống nắng kèm quà VIP ok, chị Nguyễn Oanh có luôn này. 105 này, đen vàng nó chị lên như. Xả một em hết rồi chị ơi, đen vàng cho thu tướng cọc cho em. Màu đen cho chị Bích Phượng, thu tướng chuyển khoản cọc 50.000 và 100.000 vào đấy trước đi. Màu vàng nó chị Hana Thắm. Lên cho em là 105 các chị kèm màu cho em màu đen với cả màu vàng luôn nhá. Hai đen một vàng cho chị Dương Thắm. Hai đen một vàng chị Dương Thắm, thật sự là quá đẹp luôn. Cái này nhiều chị kể cả các chị mua cho con, các chị mặc bản thân các chị em mình mặc cho em ok luôn. Quá đẹp luôn cho các bác mình, 105.000 một bộ. Vì những cái dòng áo này em đã bán là 115.000 một áo rồi. Chứ không phải không luôn đây, em xả luôn 105.000 cả bộ. Màu vàng cho chị Lương tươi tươi một bộ, bền lắm luôn, đúng đợt vải này siêu bền luôn cho các chị em mình. Quay máy giặt thoải mái luôn cho em nhá. Lên vào đấy cho em là 105 các chị kèm theo màu đen với cả màu vàng cho em luôn. Thật sự với các bác mình bền lắm. Màu vàng cho chị Ga Xuân Vĩ, chứ không phải cái bộ mấy chục nghìn đâu. Cho em nói luôn, cũng không phải cái bộ mà bình thường bán có 110, 120 nghìn đâu ạ. Em bán là 169. Em xả 138 đây, em bán tặng nốt 105 nghìn. Màu đen chị Bích Phượng có, màu đen cho chị Hà Đào một bộ. Đen Bích Phượng vừa nãy có rồi đấy. Lên cho em là 105 nhá, kèm theo màu vừa đấy cho em các chị ơi. Màu đen với cả màu vàng cho em luôn. Đừng lên là bộ đen mà phải có mã cho em là 105 vào. Chứ bộ đen đấy tí nữa trong kho nhân viên nhà em cứ mã nào có bộ đen là chúng nó nhặt hả? À, Hồng Ngát kia cho chị được không? Dạ được chị ơi, cho chị Hồng Ngát luôn cái thanh lý 89 đi. Bác Hồng Ngát lên cho em là thanh lý 89 của gì, của Hoa Biển đấy. Thanh lý 89 là áo sơ mi. Chị Hồng Ngát là có rồi đấy, chị Hồng Ngát vừa nãy có rồi mà. 105 màu đen nha chị Thủy Tiên một bộ. Còn bác nào mình chưa được nữa các bác lên cho em luôn 105 kèm màu nhá. Màu đen với cả màu vàng. Khuyến khích các bác mình nên mua. Đấy chị nào chưa được lên cho em 105 kèm theo màu đen với màu vàng cho em luôn. Cho nó gọn nốt hàng đi, pha viền cổ con này cầu kỳ lắm các bác. Không phải hàng rẻ đâu. Đúng thật sự luôn các chị mà gọi là gần em, các chị qua các chị. Những bộ này các chị toàn lấy mấy bộ một thôi. Về các chị em mình mua, về các chị em mình mua tặng, mua làm quà, các thứ cho em đều rất đẹp luôn. Hàng Quảng Châu cho các chị mê mẩn luôn. Rồi bác nào chưa được các bác lên cho em. Màu đen cho chị Phan Thanh Nhàn. Thùy Tiên có màu đen rồi, rồi chị nào chưa được nữa các chị lên là 105 kèm theo màu. Màu đen với cả màu vàng cho em luôn này. Tiếp cho chị luôn này, chị nhắc cho chị
Đợi em chút nào, ngắm ra lên gì tiếp các bác. Cho nốt con cổ bé kia còn mấy cái, con len kia gì kìa, còn mấy chiếc. Ok, đen và vàng cho bác Hạnh Tây đấy. Bác Hạnh Tây thì không bỏ qua được mã này là đúng rồi. Vì em thấy bác mua, em để ý bác mua rất là nhiều mã bộ bên em, nên riêng bộ này thì không bỏ qua được rồi. Chị nào mà đã từng gọi là đã mua bộ bên em nhiều thì cái bộ này đừng có bỏ qua. Đẹp lắm. Đặc biệt là các chị khách VIP nhá, khách cũ nhá. Được cái bộ này 105.000 là các chị chốt về mà mặc. Chốt về mới thấy là ui biết thế làm vài bộ mà. Áo này các chị chốt nhốt luôn cho em, lên cho em luôn là A78 đi. Áo len nhá các chị nhá, 38 cân đến kể cả 60, 62 cân co giãn siêu đỉnh luôn cho các chị luôn. Comment luôn cho em luôn là A78. 78.000 một áo cho các chị em mình luôn. Con này mà mặc với cả quần ba cúc thì thôi rồi nhỉ. Đẹp lắm các chị. Dễ mặc, kể cả mặc với chân váy dài cũng đẹp luôn. Mặc với chân váy dài cũng đẹp, hoặc là mặc cho em với con quần ba cúc cũng đẹp luôn nha các bác. Lên vào đây cho em luôn là mã A78 cho em luôn nhá. Không ai bán giá này đâu đúng không ạ? Rẻ nhất là 89.000 đến 120.000. A78 ok cho chị Lê Như một cái, cho chị Hạnh Tây một cái. Các chị lên cho em là A78 cho em 78.000 đồng một cái cho các bác luôn. Bánh gấu á, bánh gấu em còn, em ơi nhắc cho chị bánh gấu. Rồi ơi, bánh gấu đi các bác hình đây. Sáng ra hôm nay bà bảo sáng ra cho Bom cầm cái đi học. A78 cho chị Lê Thanh Tâm một cái. Áo hồng treo sau là mã Thanh Lý 89 chị ơi. Thanh Lý 89. Em còn 7 cái nữa là em hết đấy. Thanh Lý 89.000 con đấy hàng 230. Nó là lụa mango đấy các chị. Rồi comment cho em là A78 cho em luôn này các chị, A78. Bánh gấu nhà em nha. Ui dồi ôi các chị, em nói thật luôn. Một hộp này là 30 chiếc em bán cho các chị. A78 á, chị Dương Thắm một cái, Thu Tướng một cái, Thu Tướng cọc chưa? Cho chị Phạm Thị Thúy một cái A78. Cho chị Nguyễn Thị Thu Phương một cái A78. Phan Thị Thúy có A78. Cho chị Thanh Đào một cái A78. Rồi em còn một chiếc A78 là em hết. Chị nào chưa được các chị lên nốt cho em là A78 cho em nhá. 78.000 cho các chị em mình luôn. Bánh gấu các chị lên cho em là bánh gấu 128. Nhớ là chuẩn loại ngon, nhiều ruốc, sướng lắm luôn, các chị nhìn cho em luôn này. Đấy, như nhà em đấy, Bom nhà em cầm một cái đi học thả vào cặp sách ấy. Bảo chiều dậy, tại vì nhiều khi là A78 cho chị Hương Lan một cái. Bộ 105 màu vàng á, chị Quỳnh Phiêu. Thuốc ngứa là T28 chị ơi. Thuốc ngứa em còn hàng nhá. Cái này các chị lên cho em là bánh gấu 128. 128.000 đồng một chiếc cho các bác mình luôn này. Ok, chị Huệ Kim chuyển khoản. Thật sự luôn là mê cho các bác mình luôn. Ngon dã man luôn cho các chị em mình luôn nhá. T28 cho chị Nhóc Hiền có luôn một tuyếp thuốc ngứa. Thuốc ngứa các chị lên vào đấy cho em luôn. Em ơi, bánh này mà các chị em mình mà ăn thì thật sự. Sáng ra con đi học ấy, tại vì nhà em là bạn sâu, bạn ấy chuẩn bị thứ hai này bắt đầu đi học. Nói mà bạn đấy thì bạn ấy thích những cái đồ này lắm. Sáng ra cứ làm một cốc sữa, một hộp sữa với một cái bánh này là tha hồ ngon luôn các chị. Đấy, ấm bụng luôn mà các bạn ấy thích ăn, nó dễ ăn lắm. Comment vào đấy cho em luôn là bánh gấu 200, à bao nhiêu nhỉ? 128.000 một hộp cho các chị em mình, 30 cái luôn nha các chị nhá. Cái này nếu như các chị em mình mua lẻ nó tầm khoảng 7.000 một chiếc. 7.000 một cái đấy. Bàn chải, ô em chưa lên bàn chải áo vàng treo sau, đợi em lát nữa em lên cho chị vàng. T28 hai tiếp cho chị Nguyễn Kiều. A78 không còn đâu chị ơi, hết A78 rồi. T28 mà chị Thanh Dung. Đen nữa gì? Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn. Comment cho em luôn là M. Comment cho em luôn M là mát luôn. Lên cho em là M32 xong các chị kèm màu luôn cho em nhé. 38 cân đến 60 cân muốn mặc đều được luôn. Con này tối qua em mặc đấy. Lên là M32 kèm theo màu đen với cả màu vàng. 32.000 một cái. Ok, bánh gấu cho bác Lê Hồng Hạnh. M32 kèm màu chị ơi, M32 kèm theo màu đen với màu vàng. Đấy, mát lịm luôn cho các chị em mình, một loại đẹp luôn. M32 kèm màu ạ. Màu vàng cho chị Thúy Hiền Lê. Lê Nguyễn Thúy Hiền Lê có luôn M32 kèm màu nhá. Màu vàng với cả màu đen cho em luôn nha các chị. 32.000 một chiếc cho các bác luôn. Bánh gấu cho chị Hương Lan. Ý em là không lấy mã Thanh Lý 89 mà đổi sang mã khác đi cô. Cái chị kia hay nhỉ? Hồng Áp kìa. Đấy. Em nói thật luôn, vừa nay cái khách gì đấy đã báo cho em. Là xả đơn hay như thế nào? Ô. Xả sản phẩm, xả luôn cả đơn, xóa luôn cả bill Hồng Áp đi. Cho lướt ra khỏi live luôn. Xóa luôn nha bill Hồng Áp, xóa luôn bill. Mời chị Hồng Áp ra khỏi live. Khỏi chốt đơn, khỏi lên đơn luôn. Lập trường không vững vàng, tranh lấy tranh để ra. Tranh chả sợ người khác, tranh hết mất. Xong xả ra xả vào. Lướt, khỏi cần phải nghĩ luôn. Rồi ok, M32 này. Chị cọc 100 rồi, xem của chị Thu Tướng, chị bảo chị cọc 100 rồi đấy. Đen cộng vàng cho chị Văn Thị Huệ. Hai cái hai màu cho chị Kim Lang. Bánh gấu cho chị Giang Tây một thùng. M32 màu vàng cho chị Nguyễn Thị Phượng.
Bánh gấu á chị Tô Cao Thanh, M32 màu vàng á chị Nguyễn Kiều, M32 kèm màu cho em chị ơi, màu vàng cho chị Thanh Dung. Cao dán em hết rồi chị ơi, chị Hương Lan có bánh gấu rồi ạ. Lên giúp em là M32 xong các chị kèm màu cho em. Bánh gấu cộng M32 màu vàng cho chị Nguyễn Thị Thu. Ok, bác Nguyễn Thị Thu có luôn 32.000 nhá. Các chị lên giúp em là M32 kèm theo màu đen với cả màu vàng cho em luôn ạ. M32 kèm theo đen với vàng cho em luôn. Đấy, rồi chốt thì suy nghĩ rồi mới chốt nhá. Chốt vào xả ra xả vào cái em xóa luôn bill đi cho nó nhanh luôn. Đỡ phải mất công luôn, công cán thì chưa thấy đâu. Ok, màu vàng đó chị Hà Đào. Bác nào chưa được các bác lên cho em là M32. Các bác kèm cho em màu vàng với cả màu đen cho em luôn nhá. Hai màu cho các bác mình chọn luôn. Áo này kể cả các chị em mình kiểu mình chuyên mặc những cái hàng hiệu rồi ấy. Mình mua hai cái về mình mặc thay đổi cho em nghiện liền. Bánh gấu cho chị Hiền Lu, ok chị Hiền Lu. Đen vàng cho chị Thu Tướng, màu vàng cho chị Dung Nguyễn. Em chuyển khoản nha, ok bác Văn Thị Huệ. Màu vàng cho chị Quỳnh Phiêu. Cao dán khi nào có cao, cao dán phần mình 50 hộp được không? Dạ được nha chị ơi, có em báo chị nhá chị nhá. Rồi còn chị nào mà mình chưa được các chị lên là M32 các chị kèm theo màu. Màu đen với cả màu vàng cho em luôn, áo này mặc sướng lắm. Chip xẹt, chip xịn em còn một mã. Mà cái mã em đang xả 160.000 năm quần ý. Bánh gấu cho chị Nguyễn Thị Nguyệt một thùng. Ok, bác Nguyễn Thị Nguyệt có luôn này. M32 màu vàng cho chị Lê Thúy Nguyễn. Ok, chị Lê Thúy Nguyễn có luôn này. Bác còn áo ba lỗ, ba lỗ còn hôm nay và vừa mới lên màu hồng đấy. Mã là H22 hay sao ấy. Rồi còn chị nào mà mình chưa được nữa các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhé. Rồi, mở thêm một cái màu đen cho chị Dung Nguyễn. Ok, bác Dung Nguyễn có luôn này. Còn chị nào chưa được các chị em mình. Bánh gấu thì các bác mình yên tâm. Thứ nhất, M32 màu vàng và màu đen cho chị Huyền Huy. Bra, chắc là bra hình như còn một mã còn nguyên màu da, bra xịn nhỉ. Thưa các chị em mình mua bánh gấu này, thứ nhất này, loại ngon này. Đấy, bánh ruốc nó rất là nhiều luôn. M32 màu vàng đó chị Minh Thu Nguyễn, kem chống nắng cho chị thêm hộp. Ok, chị Hiền Hân. Vàng đen cho chị Tiêu Tiêu có luôn M32 kèm màu này. Chị Hiền Hân là thấy kem lên là kem chống nắng kèm quà VIP cho em nhá chị nhá. Chị lên là kem chống nắng kèm quà VIP. À, con cặp cao ghen bụng ấy á. Con cặp cao ghen bụng hàng đấy đâu và đã phải là hàng VIP đâu bác. M32 màu vàng á chị Giang Tây. Chị Giang Tây có luôn cái này các chị lên, ô sao lại còn trắng. Cái này các chị lên là bra 48 nhá, lên rõ cho em là bra 48 kèm màu. Ok, em còn kem chống nắng chị Hiền Hân ơi. Chị lên là kem chống nắng kèm quà VIP vào đấy cho em nhé chị nhé. Lên là kem chống nắng kèm quà VIP em bấm cho 163.000 miễn ship và có tặng một lọ dung dịch vệ sinh luôn ạ. Đấy, chị lấy chị lên vào đấy cho em là kem chống nắng kèm quà VIP và em bấm cho. Cái này này đẹp nhất trong tất cả những dòng bra em đã từng bán, siêu đẹp luôn. Bên trong như một lượt xu cho các chị em mình luôn, sướng lắm luôn. Lên có cho em là bra 48, xả có 48.000 thôi, kèm theo màu da với cả màu trắng cho em luôn nhé các chị nhé. Bra 48 kèm theo màu da màu trắng. Đấy các chị lên comment ở đấy cho em luôn. Kem chống nắng ok cho chị Hiền Hân có luôn tuyếp kem chống nắng. Bra 48 hai cái màu da cho Minh Vân. Không còn nhiều đâu, tìm kỹ thì xem còn đâu, có chị cái còn cục màu da nữa. Đấy đúng rồi. Rồi lên cho em Minh Vân có luôn rồi. Bra 48 là 48.000 một cái kèm theo màu da với cả màu trắng nhá các chị nhá, đẹp lắm luôn. Riêng em này các chị em mình mua thì thôi rồi luôn. Ok chị Hiền Hân có kem chống nắng kèm quà VIP rồi chị ạ. Rồi còn bác nào chưa được các bác lên comment vào đấy cho em luôn nha. Sướng cái cuộc đời luôn các chị ơi. Mê cho em chưa này. Đấy, bra 48 màu da cho chị Nguyễn Thị Thu Phương. Màu trắng là chị Hồng Vinh. Lên cho em là bra 48 nhá, kèm theo màu da với màu trắng. Em chỉ còn có mấy chiếc nữa thôi là em hết rồi. Đây là bán gọn nốt thôi. Thật sự luôn là bao hết cả giá luôn cho các chị. Bra 48 kèm màu kem chống nắng, kèm đơn da kem chống nắng thì ví dụ như các chị em mình mua với cái gì cũng được. Ví dụ như kể cả các chị có mua một thùng bánh mà các chị mua kem chống nắng thì cả đơn vẫn là được miễn ship. Bra 48 màu trắng là chị Thanh Dung. Rồi em hết luôn màu trắng, em còn mỗi màu da thôi. Lên cho em là bra 48 kèm màu da nhé. Và các chị em mình kèm với cái áo này đi kèm với cả kem chống nắng thì cũng được miễn ship. Màu da cho chị Lê Hồng Hạnh. Còn chị nào chưa được các chị lên là bra 48 kèm màu da cho em. Bra 48 kèm màu da cho em đẹp nhỉ. Xuống lắm luôn các chị, chất đẹp lắm luôn ấy. Mua cái này về thế nào các chị cũng ngạc nhiên. Em đang bán bao nhiêu mã bờ ra rồi nhưng em thấy mã này là chất đỉnh nhất luôn đấy. Sướng nhất, cái lớp trong của nó mướt mượt mượt luôn. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment nhé. Áo này lên là M32 đúng không? Áo này lên là M32 kèm theo màu đen với màu vàng cho em luôn. Này em ơi móc treo xong. M32 kèm theo đen vàng cho em luôn. Qua mã cho các chị luôn này. Nào xả nốt zip cho các chị em mình luôn này. Xả nốt zip cho các bác mình luôn. Này còn bao nhiêu cái này nhặt nốt vào đây chị luôn em ơi, pha viền cổ đây màu. Bánh gấu ok cho chị Dung Nguyễn. Bra 48 phải kèm màu chị ơi, bra 48 phải kèm màu cho em ạ.
Nào, cái này còn bao nhiêu cái? Bánh bánh gấu á, bánh gấu là 128.000 một thùng. Nhớ cho em hàng ngon nhá các chị nhá. Hàng nhiều ruốc bánh đỉnh cho các chị em mình luôn. Chứ không phải là hàng vơ vẩn đâu các bác. Cho lẫn và chọn không, cái kia không viền cổ thì đừng cho vào gì, cho viền cổ. Bra 48 màu da cho chị Minh Thoa, kem chống nắng kèm quà VIP cộng M32 vàng, đen vàng cho chị Dương Mộc Lan. Ok bác luôn này. Đấy. Cả có Bra 48 màu da cho chị Hà Đào. Bra 48 màu da cho chị Mơ Phạm. Ok chị Mơ Phạm có. Cái này các chị lên luôn cho em luôn này. Cái này các chị lên comment cho em luôn. Áo đỏ xin phép bán tặng mỗi người một cái, không so sánh giá. Lên cho em là áo đỏ 39. Lên rõ giúp em là áo đỏ 39k cho em luôn này. Còn có mấy cái đấy thôi em đúng không em? Lên cho em là áo đỏ 39k cho em luôn nhá. Đừng so sánh giá. Bộ em vừa mới lên được 3 bộ rồi đấy chị. Bộ xả như vỡ nợ có 105.000 một bộ vừa nãy đấy các bác. Áo đỏ 39k cho chị Nguyễn Ngọc Linh một cái, chị Nguyễn Thị Thu Phương một cái, xem chị Nguyễn Thị Thu Phương luôn nhá. Chị Hồng Vinh một cái, cho chị Lê Nguyễn Thúy Hiền Lê một cái. Lên cho em là áo đỏ 39k cho em luôn. Zip các bác ơi, đúng rồi. Zip nhà Giang mà bán 39.000 thì quá sướng luôn này. Đấy, kể cả 37, 38 lên 60 cân cho em nhá các chị nhá. Lên cho em áo đỏ 39k vào đấy cho em luôn. Cho các bác mình sướng cái cuộc đời cho nó gọn nốt luôn, áo zip luôn đây các chị. Không phải là áo thường đâu các bác. Cho chị Phan Thị Thúy một cái, cho chị Anh Hương Trần một cái. Em còn một cái cuối cùng là em hết luôn nhá. Không so sánh giá làm gì, các chị em còn có một chiếc thôi. Ô con viền cổ trắng giống vừa nãy lên rồi mình chả dồn được. Áo đỏ 39 lên rõ cho em là áo đỏ 39k cho em. Cho chị màu trắng của sát nách là mát, bán tặng luôn. Dồn hết cho chị luôn vào nhá. Mấy mã liền luôn. Áo đỏ 39k bác Phan Thị Thúy có rồi. Em không còn mì ngon nữa đâu bác ơi. Em không còn mì ngon nữa đâu ạ. Nào xin phép bán tặng cho các chị luôn. Toàn hình đẹp thôi. Em ơi đưa chị cái hình trên đùi cái Tuệ kìa. Đẹp quá. Thật sự luôn đấy các chị. Ơ đây cái này trên này có rồi. Áo đỏ 39k cho chị Hạnh Tây một cái là hết hàng. Ok chị Hạnh Tây có lùi đùi đẹp dã man luôn rồi ạ. Nhiều hình lắm nhá các chị nhá. Hai cái hai hình, ba cái ba hình. Cái này xin phép bán kỷ niệm. Áo vàng phía sau á. Áo vàng phía sau em vừa lên xong. Nó chính là cái mã M32 kèm màu đấy chị. Đây các chị nhìn cho em luôn. Mua về cả nhà mặc, cả mấy mẹ con mặc hết luôn cho em. Xin phép bán tặng các chị em mình giá trưa nay nhá. 19.000 đồng một cái. Lên comment vào đây cho em là T19. T19 kèm theo số lượng. Hai cái hai hình, ba cái ba hình, bốn cái bốn hình, ba cái nhiều hình đó. Nói chung là nhiều hình lắm các chị. Lên cho em là T19. Xin phép bán tặng luôn các chị 19.000. Cho con hình con gấu lên nữa thì kể cả 36, 37 cân muốn mặc mặc được hết luôn nha các bác nhá. Lên luôn cho em là T19 kèm theo số lượng cho em luôn. Riêng em đang bán tặng 19.000, đừng có một chị nào so sánh giá. Mà riêng form của em không phải cái form độ 40, 45 cân mặc đã chập đâu ạ. Cái này kể cả các chị em mình 55, 57, thậm chí 60 cân các chị muốn bon chen vẫn được luôn. T19, 10 cái cho chị Lê Như. Em bao giá tất cả các chị em mình trên thị trường luôn, tham khảo thoải mái. Hai cái cho chị Hà Vân, hai cái cho chị Nguyễn Thị Thu Phương, một cái cho chị Kiều Diễm, một cái cho chị Hana Thắm, một cái cho chị Hồng Ngọc, một cái cho chị Hằng Trần, cho Mai Ly một cái, Nguyễn Thư một cái. M32 thì chị phải kèm màu rồi chị ơi. M32 là có màu đen với cả màu vàng mà. Rồi hai cái cho chị Huyền Huy, hai cái cho chị Kim Ngân Lê, ba cái cho chị Trân Trân, hai cái cho chị Phạm Thị Mỹ Quyên, hai cái cho chị Nguyễn Hà, một cái cho chị Minh Thoa. Lên cho em là T19. Ôi bác Lê Như. Đấy, chị Phạm Thị Mỹ Quyên là có hai cái rồi, 19.000 đồng một cái cho các bác luôn. Sướng lắm luôn các chị. Cái gì T19 trắng đen chị đi mua chỗ khác. Chị mua chỗ nào người ta bán 19.000 trắng đen chị đi mua chị nhá. T19 cho chị Nguyễn Thị Thu. Còn em bán tặng T19 là 19.000 một cái, chỉ có màu trắng. Các hình khác nhau em dồn vào một. Cho chị Thanh Dung một cái, chị Nguyễn Thị Phụng một cái. Bác nào chưa được lên cho em là T19 cho em luôn nha các bác nhá. Hai cái cho chị Tuyên Nguyên. Tuyên Nguyên có luôn hai cái. Hai cái cho chị Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. Eo mát lắm luôn các bác ơi. Một cái cho chị Chân Tình, một cái chị Nhung Mai. Hằng Trần ơi em đã nhắc rồi. Chị cứ lên M32 thế. M32 chị không kèm màu vào thì chốt cái kiểu gì. Ôi giời ơi mỗi mát. Ba cái cho chị An Ngô. An Ngô đuôi 487 nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn cho em chị ơi. M32 màu đen cho chị Nguyễn Hà kìa. T19 ba cái cho chị Oanh Nga. Chị Nguyễn Thị Thu với Nguyễn Thị Phượng mỗi chị một cái rồi.
M32 vàng đen cho chị Hữu Tình. Ok chị Hữu Tình. Rồi còn những chị nào chưa được nữa, các chị lên nốt cho em T19. Cho chị Phạm Trang một cái, cho chị Tiêu Tiêu một cái, 19.000 đồng nhá các chị nhá. Lên cho em luôn T19, sướng không? Mua được em này 19.000 cho các chị em mình đã cái cuộc đời không? Em nói thật luôn, mong nhập vào cái giá này luôn. Chị Nguyễn Thị Phượng có rồi chị ơi. Hàng trần M32 màu vàng thì ok hàng trần. Rồi còn chị nào chưa được nữa không ạ? Các chị lên nốt cho em T19 đi. Hai cái cho chị Hữu Tình, hai cái cho Phan Thanh Nhàn. Hai cái các chị được hai hình khác nhau nhá. Em cho đi nốt luôn rồi các chị ơi. Không, không có sắt nách màu đen đâu chị, em không lên màu đen luôn nhá. Rồi bác nào chưa được nữa các bác lên nốt cho em qua mã. Thật sự luôn, bán 19.000 đồng một cái áo. Ám ảnh luôn giá rồi các bác, sợ nhỉ. Rồi không, em không chống tụt, mùa đông em có bán đâu, mùa này ai bán chống tụt nữa chị. Cho chị Đan Nhi một cái T19. Ba cái cho chị Hà Đào. Em mới đưa chị bàn trải còn bao nhiêu set em? Bàn trải các chị lên luôn mã là bàn trải đi. Chị Nguyễn Kiều có T19. Nay lên luôn là bàn trải nhá, 30k. Lên cho em là BC30, tức là bàn trải 30k. Nói lên cho em là BC30k vào đấy cho em luôn. Thảo Nội đuôi 070 nhắn địa chỉ với điện thoại và tin nhắn chị nhá. Chị muốn lấy T19 chị comment T19 thôi. Sau đó nhắn tin địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Đừng comment số điện thoại trên livestream. Em nói luôn em bán 7 năm nay rồi em không có gọi điện chốt đơn đâu. Cứ các chị có đơn là nhắn tin cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn vào đấy cho em thôi. Cái này lên comment vào đây cho em luôn là BC30, bàn trải 30.000 10 cái. BC30 cho em nhá các chị. BC30k vào đấy cho em luôn. 30.000 10 cái bàn trải cho các chị. Còn bao nhiêu set em nhỉ? 38 ạ. Em còn 38 set là em hết hàng. Bàn trải 30k. Ok chị Lê Nguyễn Thúy Hiền Lê một set, cho chị Thuy Tiên một set, cho chị Mai Ly một set, chị Nguyễn Ngọc Linh một set. Nguyễn Ngọc Linh có, cho chị Hằng Trần một set, Đan Nhi một set, Hồng Vinh một set, Nguyễn Kiều một set, cho chị Thảo Nội một set. 30.000 10 cái bàn trải. Đánh siêu sướng luôn các chị ơi. Mua về cho cả gia đình luôn nha các chị nhá. Cho bố mẹ ông bà mỗi người cái. Đấy xong rồi các chị em mình để cất đi. 2 tháng rưỡi 3 tháng nhắc người nhà là bỏ cái bàn trải cũ đi, thay bàn trải mới. Đấy còn bác nào chưa được nữa các bác lên cho em là BC30 cho em luôn. BC30 30.000 đồng một set, 10 chiếc cho các chị em mình luôn. Cho chị Minh Thoa một set, chị Nguyễn Nhã Phương một set. Minh Thoa có, Nguyễn Nhã Phương có rồi. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên cho em luôn là BC30 nhá. Cho chị Chân Chân một set. Chân Chân có luôn, còn bao set nữa em ơi? BC30, BC30 bao nhiêu? 26 ạ. Cho chị Bẻo Ngọc một set, T19 thêm cái nữa cho chị Phạm Trang. Ok chị Bẻo Ngọc có luôn một set. Lên giúp em là BC30 nhá. 30.000 đồng 10 cái bàn trải cho các chị em mình luôn này. Khăn mặt chốt luôn, khăn mặt lên luôn K55 đi. BC30. Cái chị gì đấy, chị Hồng Át vừa nãy bảo xả đơn rồi mà. Thế sao vẫn còn comment cái gì nữa? BC30 cho chị Nguyễn Thị Phượng một set. Lăn nách em hết hàng chị ơi. Áo ngực mã là áo ngực kèm size kèm số lượng. BC30 cho chị Tuyên Nguyên một set. Tuyên Nguyên có luôn một set này. Còn căn khăn mặt các chị lên là K55. 55.000 cho chị Nguyễn Thị Phượng là có BC30 rồi. Áo trên bàn, áo trên xào lên rồi chị ơi. Áo nào trên xào cũng lên hết rồi. Cho chị Nhắc Huyên có BC30. Cho chị Hồng Cam có BC30. Khăn mặt các chị lên cho em là K55. K55 cho em là 55.000 10 cái khăn mặt nha các chị nhá. BC4 set cho chị Hữu Tình. Ok chị Hữu Tình. Chị Hồng Cam là có BC30 rồi. Đấy cái này các chị lên cho em luôn là K55 cho em là khăn mặt. 55.000 10 cái khăn mặt các chị lên K55 luôn cho em nhá. K55 vào đấy cho em luôn. Vứt cho chị còn bao nhiêu cái xay tỏi, vứt cho chị luôn. Bộ nồi á. Bộ nồi còn mấy bộ em nhỉ? 31 ạ. Bộ nồi các chị lên là bộ nồi 389 cho em là được. Em còn bộ nồi đấy chị ơi. Bộ ba cái nồi gì chị? K55 chị Nguyễn Thị Thu Phương, chị bảo xem chị Nguyễn Thị Thu Phương xem chưa? Rồi cái này các chị lên cho em luôn xay tỏi này. Xay tỏi cho các chị em mình là 28.000 một cái. Lên giúp em là xay tỏi. 28.000 đồng, xay này là xay cầm tay nên sẽ rất là bền luôn nha các chị nhá. Các chị lên giúp em là xay tỏi cho em luôn 28.000. À, lấy chị áo vàng trên xào. Áo vàng trên xào là M32 kèm màu. Chị nhá, nó là áo làm mát cao cấp 40 đến 6, 38 cân đến 60 cân vẫn mặc được. Mã là M32 kèm theo màu đen với màu vàng. K55 cho Nhật Ký của Gió. K55 mà chị Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. Cái này các chị em mình dùng từ trẻ sơ sinh luôn. BC30 cho chị Bình Yên nhé. Một set bàn trải đấy. Bàn trải lên là BC30, 30.000 10 cái bàn trải. Còn khăn mặt lên cho em là K55, 55.000 10 chiếc khăn mặt.
Xay tỏi cho chị Mai Ly, xay tỏi cho chị Đậu Nga. K55 mà chị Hồng Vinh. Khăn mặt là còn bao set em nhỉ? Khăn mặt còn 86 ạ. M32 màu vàng cho chị Chân Tình. Xem chị Chân Tình luôn. Comment vào đấy cho em luôn là K55 cho em nhá. Hoặc là xay tỏi lên là xay tỏi luôn. Khăn mặt lên là K55. 55.000 là 10 cái khăn mặt của các chị em mình luôn này. M32 màu vàng cho chị Hương Phạm. Xay tỏi cho chị Nguyễn Thị Thu. Xay tỏi chị Hồng Vinh có xay tỏi. Rồi còn chị nào lấy xay tỏi nữa, xay tỏi cho chị Đan Nhi một cái. Sắp hết xay tỏi chưa? Còn. Áo ngực là 55.000 một chiếc mình ơi. Mã là áo ngực kèm size, kèm số lượng size 34, 36, 38. Nhắc luôn là chị áo ngực đem ơi. Lướt lại cho các chị áo ngực tí nào. Cái này rất là bền luôn đấy, các chị xay tỏi, xay ớt đều được luôn. Xay tỏi 28.000 cho chị Oanh Nga một, ok bác. Cho chị Nguyễn Dung có luôn cái xay tỏi. Thuốc ngứa là T28, đúng không? Thuốc ngứa chị cứ lên là T28 kèm số lượng tuyếp, em đưa chị thuốc ngứa nào, ok. Lên cho em là T28 kèm số lượng tuyếp cho em là được nhá chị nhá. Xay tỏi cho chị Kim Ngân Lê. Ok, chị Kim Ngân Lê có bàn chải một set, ok chị Nguyễn Thị Nguyệt. Bàn chải lên là BC30, còn bao nhiêu set bàn chải nữa? 15 ạ. Em còn 15 set bàn chải nữa là em hết. Xay tỏi cho chị Nguyễn Minh Trang. Xay tỏi cho chị Tô Cao Thanh. Cái này tiện này. Các chị về các chị xay nhiều tí vừa pha nước chấm đấy. Các chị em mình đậy nắp các chị để tủ lạnh đấy. Nhà em còn thi thoảng thay xay lạc đấy. Làm nộm làm nước các thứ hay xay lạc. T28 á chị Hồng Vinh. Áo ngực 38 hai cái chị Hiền Đặng đuôi 627. Nhắn cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn nha chị ơi. T28 á chị Lê Thúy Nguyễn. Cái này là thuốc ngứa. Chuẩn cho các chị em mình hàng, xay tỏi cho chị Liên Nguyễn một cái. Hàng mới toanh luôn cho các bác mình chứ không phải hàng của chuyến trước đâu nhá các chị nhá. Đợt nọ là em có thông báo với các chị em mình là thuốc ngứa nó không hiệu quả, không gọi là cái chuyến ba chuyến liên tiếp mà em phải trả lại đấy. Nên đến cái chuyến này gọi là dùng quá sướng luôn các chị ơi, thuốc ngứa. Xay tỏi cho chị Thảo Nội một cái. Thuốc ngứa là 28.000 nhá. Chưa lên áo gió giờ này chị ơi, giờ này đang mưa chưa sang được bên kho. Đấy nên là chưa like được áo gió. Thuốc ngứa một tuyết cho chị Nguyễn Thị Tu. Lên cho em là T28 từ nấm móng, nấm da đầu. Nước ăn chân này con các chị bị mũi đốt mẩn ngứa mề đay dị ứng bôi cho em dịu luôn. Xay tỏi cho chị Nguyễn Thị Liên. Nina Nguyễn một cái xay tỏi, chị Nina Nguyễn đuôi 599. Nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn chị ơi. Hai cái áo ngực size 36 của chị Ga Xuân Vĩ. Nhớ cho em loại đẹp nhá, các chị nhìn quả nhìn bát của nó là các chị biết luôn là hàng loại đẹp rồi. Đúng ạ. Chứ không phải là hàng loại 2 loại 3. Đấy em bán 55.000 nhưng chuẩn chỉ cho các chị em mình loại 1. Hàng 4 nấc móc như các bác nhá. 4 nấc móc cho các chị luôn. Các chị lên là áo ngực kèm size kèm số lượng, áo tay lửng đằng sau bao nhiêu. Áo đằng sau là thanh lý 78 chị à, thanh lý 89 chị ơi, đúng không? Thanh lý 89 ấy, cái áo 230.000 áo lụa mango em xả 89. Đây cái này các chị lên comment cho em luôn này. Đẹp lắm luôn ạ, à. Chuẩn chỉ hàng loại 1 cho các bác mình. Lên là áo ngực kèm size kèm số lượng nhá. Size 34, 36, 38 cho các bác mình luôn. Đấy cho các bác mình có 55.000 một cái áo ngực cho các chị em mình thôi. Quay máy giặt thoải mái, cái này không có sợ bị hỏng form hỏng quả đâu các chị. Đấy bác nào chưa được các bác lên comment nha. Rồi qua mã nốt một lượt nữa, còn chị nào chưa được nữa các chị lên này. Thuốc ngứa lên cho em là T28. 28.000 đồng một tuyếp thuốc ngứa. Đó chuyện bàn chải còn 15 set. Thuốc ngứa 4 tuyếp ok chị Hữu Tình. Áo ngực size 36 chị Đậu Nga. Thanh lý 89 cho chị Quảng Lặng. Một cái áo ngực 38 chị Phạm Thị Mỹ Quyên. Bàn chải lên cho em là BC30. 30.000 một set bàn chải còn 15 set đúng không? Vâng. Lên cho em là BC30 nhá. 30.000 10 cái bàn chải các chị chốt nhanh luôn, còn có 15 set thôi. Áo ngực size 36 cho chị Kim Lan một cái. Ok bác Kim Lan luôn, mua áo ngực này về mặc là chỉ có nguyện thôi đấy các chị. Hai cái áo ngực 36 các chị Lê Thu. Ok bác Lê Thu có luôn này. Còn bác nào mà mình chưa chốt được các bác mình lên comment nhanh nha. Thêm một cái áo ngực 36 nữa cho chị Hồng Vinh, ok chị. Bác nào chưa được các bác lên comment cho em luôn ạ. À. Ủa thật sự với các chị luôn. Các chị mua cho em là về mặc sướng cực. Áo ngực là lên là áo ngực kèm size kèm số lượng. Hai cái 36 các chị Trang Nguyễn. Đấy, lên comment vào đấy cho em luôn áo ngực kèm size kèm số lượng nhé. Bàn chải lên BC30, những chị nào chưa được lên nốt BC30. Để em qua mã luôn này. Áo ngực size kèm số lượng. Giang ơi tìm Facebook Phạm Ngọc mà không được nhỉ. Ôi giời không biết là Ngọc đâu nữa mẹ. Ngọc có đang xem không đây em để. Có mà chị. Thi thoảng em bạn bè ví dụ như mà thi thoảng áp ảnh áp biết hay sinh nhật em mà Ngọc đăng lên là thường tác vào đấy. Chị ơi đừng có chọn màu là 85.000. Chứ nghĩ gì cái áo này em bán 55.000 mà còn cho khách chọn màu nữa, thời gian đâu để mà em chốt hả chị. Em bán tặng có 55.000, chị nào mà muốn chọn màu thì là 85.000 một cái nhá các chị nhá. Đây em bán cho các chị có 55.000 rồi, khỏi cần chọn màu luôn ạ, à. Chọn màu đừng lên đơn ạ. À. Áo ngực size 36 cho chị Nguyễn Thị Thu một cái. Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên nốt. Bàn chải lên BC30 cho em này. Áo ngực một cái size tỏi chị Lê Thúy Nguyễn ok chị này.
Chị có lên áo cổ bẻ không? Cổ bẻ chưa biết nữa luôn bác ơi. Nhắc cho chị cái còn 30 cái, cái lát chị lên nốt luôn. Hai bé rồi mà sao nhìn ngực vẫn đẹp quá vậy? Ôi đồ ôi bác ơi, em lép mà. Đâu ngực em bình thường mà ngực em đâu có đẹp đâu bác. Hai cái áo ngực 36 á chị Minh Thoa. Hai bé, hai thằng nhà em nó vần hỏng hết rồi. Chán lắm các chị. Gọi là mình biết cách mặc đồ một tí, mình biết chọn áo ngực như cái áo em đang mặc này, nó là áo chống tụt. Còn các chị em mình mặc những cái áo này vào ngực nó đẹp. Chứ em mà phẳng lì các chị ơi, có cái gì đâu, chán lắm. Lại còn lệch nữa chứ, một bên to một bên nhỏ nó chứ, chán lắm các chị. Một bên tại vì con nhà em nó cứ toàn ti bên phải này nhiều này. Thế xong cái trò đời là bên nào mà con ti nhiều thì lúc cai sữa bên đấy nó sẽ teo nhiều hơn. Rồi nhận đồ nhà Giang rồi, cả mì nữa, ngon lắm. Cả hai con ăn hết được thùng, em cảm ơn chị Trang Nguyễn nhá. Cảm ơn bác nhiều nha bác ơi. Áo ngực size 36 chị Nguyễn Thị Thu có rồi. Size tỏi là 28.000 thôi chị ơi. Size tỏi lên là cho em là size tỏi là được thôi bác. Đấy, lên cho em là size tỏi là được nhá chị nhá. 28.000 đồng một cái. Khăn mặc lên K55 rồi em qua mã luôn này. Khăn mặc lên cho em là K55 cho em. Được chưa, 55.000 một set 10 cái khăn mặc. Đấy, cho các bác mình luôn này. Lấy cho chị ôi giời, nhiều má quá. Xếp cho chị bộ nồi xay tỏi cho chị Liên Chân. Nhấc hết những cái này xuống không, xếp cho chị một bộ nồi để lên cho chị luôn. Rồi còn bác nào mà mình lấy thanh lý 89 là ok cho chị Tiêu Tiêu có thanh lý 89. Khăn mặt lên cho em là K55 chị ạ. Xay tỏi cho chị Minh Thoa. K55 là 55.000 10 cái khăn mặt. Đây bộ nồi em còn vài bộ. K55 cho chị Hường Đào. Ok chị Hường Đào có luôn K55. BC30 cho chị Phạm Thùy một xếp bàn trải. Ok bác Phạm Thùy này. Bộ nồi nha các chị nhá. Nhận được quần quy 110 đẹp mà chốt thêm hai cái nữa kèm đơn mà đơn lại chốt rồi không thêm được nữa, chán quá bác. Đoàn Thanh Phí thơ này vào lại chốt bác quần đấy. Áo ngực size 36 chị Phạm Thị Thùy, Phạm Thùy. Bộ nồi này thì khuyến khích các bác mình mua đẹp lắm, bộ nồi săn hao nha các chị nhá, đẹp cực kỳ luôn đấy. Các chị lên comment cho em luôn là bộ nồi 389 389.000 đồng một bộ cho các bác mình luôn, một bộ ba nồi cho các chị em mình luôn nhá. Lên cho em xay tỏi á chị, lên là xay tỏi chị ơi. Đấy, chị nào mình lấy K55 2 set cho chị Lê Ngọc khăn mặt đấy. Bàn trải như còn có 14 set đúng không? Bàn trải các chị lên là BC30. BC30 cho chị Như Nguyệt. Xay tỏi cho chị Lê Ngọc luôn, nấu cho em tất cả các bếp luôn nha các bác nhá. Nấu tất cả các bếp, em còn có vài bộ thôi, cái này lấy hộ khách em lại để là em bán lẻ. Em lại để là em bán lẻ cho các chị 389.000 một bộ. Đấy, riêng chị nào mà mua được bộ này của em thì quá đỉnh cho các chị em mình luôn rồi. Hàng này an toàn, bền đẹp cho các bác mình luôn nhá. Đấy, quay kia các chữ sách luôn, trời chống nóng. BC30 cho chị Trang Nguyễn một set bàn trải luôn. Lên cho em luôn là bộ nồi 389, chỉ ưu tiên khách cũ với khách chuyển khoản trước thôi. Chứ còn bộ nồi có vài bộ em không có bán nữa cho các chị em mình, nên là bán kỷ niệm cho các chị em mình giá này rồi. Đấy, riêng mà khách mới bộ nồi là em cho cọc hết luôn. Bộ nồi cho các chị em mình 3 cái chị ơi. Các chị em mình đừng ham rẻ nữa, các chị em mình mua những cái hàng vơ vẩn thật sự luôn với các bác mình. Về chưa nấu, chưa nước gì đã móp, đã méo, mệt người lắm. Nhưng riêng bộ nồi này, kính này, vung, nặng vung của nó là nắp kính luôn. Siêu đẹp luôn, cầm nặng tay luôn nha các chị nhá. Nấu được tất cả các loại bếp luôn. Nói mà nó an toàn cho sức khỏe luôn. Q110 size S cho chị Phạm Thùy luôn. Bộ nồi 389 cho chị Minh Thư một bộ. Cái này khuyến khích các chị em mình khách cũ thôi. Khách mới thì các chị không chốt thì nó cồng kềnh luôn. Bộ nồi 2 bộ cho chị Hương Chân, một bộ cho chị Hữu Tình, một bộ cho chị Tuyết Trần Thị Tuyết. Lên cho em là bộ nồi 389 nhá. Nếm chuẩn em nhá, cái này là không có dự bị gì đâu, chốt toàn khách cũ thôi nên hết là sẽ hết luôn đấy. Lên cho em là bộ nồi 389. Thật sự là đẹp xuất sắc cho các bác mình luôn. Vung này, giày cho các chị em mình. Xay tỏi cho chị Ngô Kim Sinh. Bác Hữu Tình là có bộ nồi rồi. Bộ nồi cho chị Bình Yên nhé. Không, em không còn chảo đâu chị ơi. Em bán cho các chị bộ nồi này thôi vì em thấy đẹp quá. Cho chị Liên Phương một bộ nồi 389.000, dày dặn đẹp thật các chị. Đúng thật sự luôn, bộ nồi cho các bác mình. Cho chị Nhàn Lê một bộ nồi 389.000 bộ. Bộ nồi 389 cái gì màu vàng, chị Lê My em không chốt luôn nhá chị nhá. Em chả hiểu cái bộ nồi 389 màu vàng là cái gì. Đấy, còn chị nào mà mình chưa được nhá, các chị lên cho em bộ nồi 389.000 một bộ. Đấy, cho các bác mình luôn này. Nhà chị nào mà mình chuyển khoản, dạ vâng ok chị Nguyễn Thị Thu. Bộ nồi 389 cho chị Dung Nguyễn một bộ. À Dũng Nguyễn 389.000 nhá, chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em luôn. Có đây được, có cả nồi nhỏ đây các chị này. Có một em nồi nhỏ này. Nồi nhỏ này các chị em mình, thi thoảng các chị em mình như cái nồi nấu bột thì chắc không. Nấu bột em thấy vẫn hơi to ấy chị ạ. Nấu bột thì em sợ hơi to. Có
còn riêng đảm bảo an toàn cho sức khỏe cho các chị em mình. BC cho chị Liên Phương rồi là bàn chải. Ok, chị Liên Phương có luôn bàn chải. Nó bột thì em sợ nó vẫn bị hơi to ấy chị ạ. Làm bộ về nấu bộ nồi cho chị Ngô Kim Sinh. Nồi nồi con đó hầm cháo cho con ăn dặm. Thế thì quá chuẩn luôn bác Tít Khùng đấy. Nếu như bác hầm cháo cho con ăn dặm, ăn riếc các thứ thì quá chuẩn luôn rồi. Hoặc thi thoảng các chị em mình gọi là ví dụ như có những cái quả, cái kiếp các thứ ấy, cái củ quả ấy, các chị em mình thái vào cái bát ấy. Các chị em mình thái vào cái bát con các chị để, nhưng mà các chị em mình để nước xung quanh các chị hấp, giống như kiểu cách thủy ấy. Đấy, các chị em mình làm như thế cho con ăn cho nó gọi là còn nguyên dinh dưỡng nhá các chị nhá. Dầu cặp em không còn dầu cặp nhỏ đâu chị ơi, dầu cặp thì phải chốt riêng đấy, dầu cặp 2 cân rồi. Dầu cặp em chỉ còn mỗi cặp to 388.000 miễn ship cho các chị em mình dầu cặp. Rồi còn bộ nồi 389 chị nào chưa được các chị lên cho em luôn nhá. 389.000. Các chị em mình mua hầu như những cái bộ này, nếu như các chị em mình mua ngoài các siêu thị điện máy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 540 đến 580. Rồi em qua mã. Dạ chị Ngô Kim Sinh có bộ nồi rồi chị ơi. Rồi em qua mã luôn nhá, nhấc các chị xuống này. Đấy, chị nào chưa được các chị lên cho em là bộ nồi 389 cho em, 389.000 một bộ cho các chị. Quá đỉnh cho các chị luôn. Bộ đấy cứ để luôn bên trong cho chị luôn em nhá. Để lên hộp rồi này. Lúc đó phải dỡ okay, cái túi lên. Qua cho các chị luôn này, nhấc cho chị đợi em chút xíu nha các bác. Đây còn mấy hộp tẩy da chết cho chị nốt đi. Lên cho em tẩy da chết 95k luôn nhá. Còn mấy hộp đừng so sánh với hàng pha ke. Hàng công còn không so sánh được với hàng này của em luôn. Các chị lên cho em luôn là tẩy da chết 95.000 một hộp cho các chị em mình luôn này. Các bác lấy các bác lên luôn cho em là tẩy da chết nhá. 95.000 đồng một hộp cho các chị em mình. Đấy, quá đỉnh cho các chị luôn này. Bộ nồi là 389 chị ơi. 389.000. Chị cứ lên cho em là bộ nồi 389 cho em là được. Dạ vâng, ok chị khoảng lặng chuyển khoản. Cái này các chị lên cho em là tẩy da chết 95. Thứ nhất là các chị tẩy da chết ok cho chị hoa cốt này. Nó vừa sạch da này, nó lấy đi những cái gọi là cái bụi bẩn các thứ trên da, rồi những cái lớp sừng trên da ấy. Nó sẽ làm cho da các chị em mình mềm mịn hơn. Một tuần các chị nên tẩy độ 2 lần cho em. Thì khi các chị em mình bôi kem kiếc hoặc là các chị em mình bôi kem chống nắng chống nước vào, nó sẽ da nó sẽ mướt mát hơn. Đấy, nó sẽ không bị sần nhá các chị nhá. Đấy các bác lấy các bác lên cho em là tẩy da chết cho em luôn ạ. Tẩy da chết cho em luôn. Khách mới em không chốt bộ nồi đâu. Bộ nồi 389 cho chị Oanh Nga kìa. Bộ nồi khách mới thì cọc được hoặc chuyển khoản trước được thì đi đơn thôi nhá. Còn đâu bộ nồi em chỉ ưu tiên khách cũ thôi. Thật sự nếu như nó không đẹp, không an toàn thì em chả bao giờ em gọi là ưu tiên khách cũ cả đúng không? Em chốt cho khách mới đi cho nó xong đi. Tẩy da chết cho chị Phan Thị Thúy. Nhưng mà thi thoảng mới bán cái bộ nồi mà nó đẹp như thế này thì ưu tiên khách cũ trước. Các chị vào các chị nhấn chia sẻ live stream cho em nhá. Tẩy da chết cho các chị em mình là 95.000 một tuýp này cho các chị em mình luôn này. Rồi còn bác nào mình chưa được các bác lên cho em là tẩy da chết cho em ạ. 95.000 đồng một tuýp cho các bác mình luôn này. Qua mã cho các chị này. Lên cho các chị em mình một mã. Đưa chị luôn form cốt tông khô để xem còn những mã nào này. Lên tổng kết. Rồi bắt đầu xả cho các chị em mình. Em đang ơi cho chị bộ nồi xem của chị Lê My, đừng comment số điện thoại xem của chị Lê My đêm. Bộ nồi cho chị Nguyễn Kiều, tẩy da chết cho chị Hồng Ngọc, tẩy da chết cho chị Thảo Nguyên. Xem chị Lê My. Để comment cái số điện thoại, đừng comment số điện thoại trên này chị ơi. Đấy tổng kết luôn cho chị cái chữ này. Cho chị đen trắng hồng luôn cho chị luôn này. Nồi bếp từ chị cũng nấu được, bếp từ, bếp điện, bếp ga, bếp phòng ngoại, bốt, cái này nấu được các bếp luôn đấy chị. Đấy. Cho Lê My chuyển khoản, chị Lê My chuyển khoản cọc trước 100.000 thì chốt bộ nồi, còn không thì thôi. Bộ nồi cho chị Tâm Lê kìa, kiểm tra tin nhắn chị Tâm Lê nữa luôn nhá. Tâm Lê xem cho cọc cho chị 100.000 ở đấy cho chị luôn, còn không thì thôi không chốt bộ nồi đâu. Bộ nồi chị Nguyễn Kiều có rồi chị ơi. Đây nhá, cốt tông khô đây em xả nốt này, 3158 bán tặng nốt cho các chị em mình luôn đi. Cái này các chị không so sánh nha các bác ơi. Lên nốt vào đây cho em luôn. Cốt tông khô nhá, lên luôn cho em luôn là mã. Bộ nồi là 389.000 một bộ chị ạ. Cái này các chị lên comment luôn cho em luôn này. Lên cho em luôn là mã M. Lên cho em luôn M48 kèm theo màu cho em đi. M48 thôi lên luôn cho em luôn. Cái này là lên là dòng K đây, K là cho vào cốt tông khô nhá, khô nhá. Lên cho em luôn là K46 đi, cho luôn 46.000 đi. K46 kèm theo màu đen, màu trắng với cả màu hồng đi. Không tị nhau nha các chị ơi, cho đi nốt luôn đi. Chứ các chị đừng vào các chị so sánh nhá.
40 cân đến 65 cân cho em. Nhớ là các bác đừng so sánh giá nhá các bác ơi. Cho luôn cho em luôn là K46 kèm màu đen trắng hồng. Đấy. Cái này thì các chị em mình mặc siêu thoáng rồi, 46 nghìn một cái không cần nghĩ ngợi luôn rồi. 38 cân đến kể cả 65 cân muốn mặc cho em vẫn mặc được luôn. Lên luôn cho em là K46 kèm theo màu đen này, trắng này và màu hồng cho em. K46 màu hồng đó chị Nguyễn Thư. 46 nghìn một chiếc cho các bác mình luôn. Hồng và trắng là chị Thảo Nguyên. Màu đen cho chị Trang Bé. Mai Thanh này chị này chuyển khoản trước không? Một đen một hồng cho chị Mai Thanh. Chốt chuyển khoản nhá. Màu ba cái ba màu đó chị Lê Như. Màu trắng là chị Nguyễn Dung. Màu hồng đó chị Nguyễn Ngọc Linh. Cái này là tẩy da chết chị ơi. Hồng đó chị Hương Trân. Hồng đen cho chị Nga Bùi. Chị không biết chuyển khoản thì chị mua thẻ 100 nghìn chị cọc nhá, chị Lê My nhá. Chứ không em không chốt cho chị rồi, hết hồng luôn ạ. Rồi, K46 em chỉ còn mỗi màu đen với màu trắng thôi. K46 em còn màu đen với màu trắng, còn hai cái màu trắng. Trắng là em chỉ còn có hai chiếc thôi là hết. Nay xả hết cho nó gọn nốt hàng đi. Hết hồng rồi chị Kiều Thạch ơi. K46 em chỉ còn mỗi đen với trắng là hết luôn này. Bác lấy bác lên luôn K46 kèm theo màu đen trắng là hết. Hết hồng rồi, ui các chị lên hồng nhiều thế. Hết hồng rồi còn mỗi đen trắng thôi các chị. Đây là K46 kèm theo màu đen với màu trắng. Áo ngực một cái 36 á, chị quan tâm không? Ok, chị quan tâm không, có luôn áo ngực size 36. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment luôn nhá. K46 màu đen nha chị Hương Nguyễn Thị. Ok bác luôn. Cho mình, chị đây là K46 kèm màu đi, đen trắng cho em luôn nhá. Còn hai màu cho các bác luôn này. K46 màu đen nha chị Hoa Đàm Thị. Màu đen nha chị Trang Nguyễn. Màu đen nha chị Vũ Ngọc Trung. Rồi đen em còn một, trắng em còn hai là hết hàng. Đen em còn một, trắng em còn hai là hết luôn nha các chị nhá. Bác nào chưa được nữa các bác lên comment cho em. Màu đen cho chị Kiều Thạch một cái. Rồi em hết luôn màu đen còn hai cái màu trắng. Này xả hết luôn cốt tông khô nhá. Bác nào lấy thì các bác lấy vào luôn đi, chốt luôn đi không là hết. Bánh gấu là 128 nghìn một thùng đấy chị ơi. Bánh gấu là 128 một thùng nhá. Một thùng là có 30 cái đúng không? Bánh gấu chị lên cho em là bánh gấu 128. Rồi K46 còn một hai cái màu trắng. Bác nào lấy các bác lên nốt luôn cho em này. K46 nha, ui trắng này kể cả mua cho con trai mặc cũng đẹp quá luôn này các chị. K46 còn hai chiếc màu trắng cuối cùng ạ. Các chị lên nốt cho em luôn là K46. Tẩy da chết là 95 nghìn chị ơi. Tẩy da chết là 95 nghìn nhá chị Hương Nguyễn Thị nhá. Bác lấy bác lên cho em là tẩy da chết 95k cho em, chuẩn. K46 màu trắng là chị Tuyết Nguyễn Thị, à Tuyết Trần Thị Tuyết này. Cổ bẻ đợi em lát nữa đi chị. Rồi còn chị nào mình chưa được nữa các chị lên comment cho em luôn. Đấy là K46 luôn cho em luôn này. Cho chị luôn cái kia. Đấy, đây này đây. Đây cái này còn mấy cái? 36, 37 đến tầm 55, 56 cân cho em thoải mái hết luôn này. Lên comment ở đây cho em luôn cổ bẻ. Lên rõ cho em cổ bẻ 39, bán tặng luôn 39.000 chất polo nhé. 35 cân mà các chị mua cho con cũng mặc được rồi. 35, 36. Không còn màu đen, không còn màu hồng đâu. Bánh gấu 3 thùng đó chị Hương Trân luôn. Ok bác Hương Trân 3 thùng bánh gấu. Mua cho con ăn sáng, đi học đều được luôn. Cái này lên cho em là cổ bẻ 39, chất polo đấy, 89.000 cho đi luôn. 35, 36 đến tầm độ 55 cân, 56 cân cho em ok nhé. Em cho hết các chị em mình luôn 39.000. Không phải chất su đâu, em nói luôn. Em không bán chất su nha các chị nhá. Đây của em chuẩn chất polo cho các chị luôn. Lên rõ là cổ bẻ 39 các chị ơi. Không lên comment chuẩn mã được là em không chốt được cho các chị em mình đâu. Lên rõ là cổ bẻ 39 ạ. Còn cái áo vừa nãy lên là K46 kèm màu trắng đấy. Còn hai cái màu trắng đấy các chị. Cổ bẻ 39 cho em các chị. Ôi dồi ôi, quá đẹp luôn cho các chị luôn. K46 màu trắng cho nhất xinh đẹp kìa. Ok bác. Rồi cổ bẻ 39 em cho chị Phạm Thùy một cái. Cho chị Nhi Linh một cái. Cho chị Thanh Dung một cái. Cho chị Liên Trân một cái. Liên Trân có chị Trang Nguyễn một cái. Chị Lê Huyền một cái. Cho chị Thảo Nội một cái. Lên cho em là cổ bẻ 39 cho em 39k một cái. Giá này là thôi rồi. Về so sánh cho em xem có giống với con 89.000 không nha các chị nhá. Em bán 89 đấy, giờ cho đi luôn. Cho chị Đẻo Ngọc một cái, chị Trang Bé một cái, chị Trần Thơm một cái. Cho chị Lê Ngọc một cái. Cho chị Quan Tâm Không một cái, chị Hương Trân một cái. Cho chị Hoa Đàm Thị một cái. Các chị lên giúp em cổ bẻ 39. Hello Diêu Lợi, trời ơi lâu lắm mới thấy. K46, ok cộng đẩy ra chết. Cho chị Hương Nguyễn Thị có luôn bác. Thêm một cái cổ bẻ 39 cho chị Nhi Linh. Cổ bẻ 39 cho chị Liên Phương. Rồi còn chị nào chưa được cho chị Ngô Kim Sinh một cái. Chị Dung Nguyễn Không Giấu có một cái. Cho chị Diêu Lợi một cái cổ bẻ 39. Eo 39.000 luôn. 39.000 một chiếc cho các bác mình luôn nha các chị ơi. Đấy bác nào chưa được lên cho em là cổ bẻ 39, 39.000 cho các bác luôn này. Những cái cuối cùng chuẩn bị hết hàng ạ. Cho chị Hạnh Hồng một cái. Cổ bẻ 39 đơn em chuyển khoản ok. Chị Minh Thu Nguyễn một cái. Những cái cuối cùng nha các chị ơi. Cổ bẻ 39 cho chị Nguyễn Thị Đào một cái. Nào bác nào chưa được lên nốt cổ bẻ 39 cho em.
Mấy cái em? 7. Em còn 7 cái cuối cùng ạ. À. Diêu lợi có rồi nhá mình nhá. Cờ bẻ xay tỏi 2 chiếc cộng bánh gấu cho chị Dung Văn. Ok bác, 2 cái cho chị Bích Liệu của bẻ 39, 1 cái cho chị Nguyễn Lương. 4 cái cuối cùng đúng không? Vâng. Em còn 4 chiếc cuối cùng nữa là hết. Sợ luôn, bán 39 nghìn thì chắc các chị không cần nghĩ thôi. Ok chị Trần Thơm chuyển khoản, ok bác luôn. Kem chống nắng em còn chị ơi. Lên là kem chống nắng kèm quà VIP nhá, 163 nghìn, tặng thêm cho một lọ dung dịch vệ sinh miễn ship. Em mất tích lâu nay mới thấy lại chị, ôi giời ơi Diêu Lợi ơi. Tại vì kiểu nó bị giảm tương tác ấy, nên là nó cho chị Huyền Thu một cái cổ bẻ 39, cho chị Hoàng Ánh Gucci một cái, cho chị Hồng Cam một cái. Nên thành ra là nhiều khách cũng không thấy thông báo. Thế là các chị ý lại không vào. Thành ra lâu lâu rồi mới lại gặp lại em Giang. Giờ còn chị nào cổ bẻ 39 cho em ạ. Có len tay dài, len tay dài có hàng rồi đấy chị, nhưng em chưa lên được. Rồi còn chị nào cổ bẻ 39 cho chị Phan Nhi một cái hết hàng. Rồi em hết sạch nha các chị ơi, khăn tắm còn đúng không? Khăn tắm để lên cho chị, khăn tắm em còn bác ơi. Khăn tắm các bác lên cho em luôn là khăn tắm kèm theo số lượng 37.000 một chiếc nhá. Cổ bẻ 39 hết mất rồi Huyền Trang ơi. Thôi em cứ bấm hai cái còn chốt cho chị Huyền Trang nhá. Hoặc lên chị Phương còn và cho chị Giang xin hai cái chốt. Lên cho em là khăn tắm kèm theo số lượng cho em là được. 37.000 một chiếc khăn tắm cho các chị luôn. Riêng khăn tắm nhà em thì các chị em mình quấn người cho em thoải mái thôi. Không những gọi là dùng làm khăn tắm đâu, nếu như các chị chuẩn bị sinh nở, các chị mua lấy độ 3 cái, 4 cái, vừa làm chăn đắp cho bé, tã ủm cho bé được luôn nhá. Xuất sắc cho các chị em mình luôn, khăn tắm mềm mịn sướng lắm. Lên cho em khăn tắm kèm theo số lượng cho em luôn ạ. 37.000, em hết cổ bẻ rồi bác Bích Liệu ơi. Kem chống nắng là chị Phạm Thùy có luôn, ok bác. Kem chống nắng kèm quà VIP cho các bác mình luôn nhá. Khăn tắm lên giúp em là khăn tắm kèm số lượng cho em luôn này. Khăn tắm cho các chị là 37.000 một chiếc cho các bác luôn. 37.000 một cái khăn tắm cho các chị. Trước toàn mua đồ nhà chị. Cảm ơn Diêu Lợi. Cổ bẻ em hết rồi chị ơi. Cổ bẻ em không còn nữa đâu ạ. Hết rồi chị Liên Phương ơi, em không còn nữa nha. Khăn tắm hai cái cho chị Huyền Trang. Các chị lên cho em khăn tắm kèm theo số lượng cho em luôn. 37.000 đồng một chiếc khăn tắm. Các chị thả tin thả like lên. Xong mỗi chị cho em xin lượt chia sẻ để em chuẩn bị làm một mã quà nào. Cho chị khăn tắm không chọn màu chị ơi, khăn tắm không chọn màu đâu, bán 37.000 làm sao chọn màu được chị. Người ta bán cho các chị em mình 55.000 với 60.000 một cái khăn tắm còn không chọn màu nữa. Em bán cho các chị có 37.000. Các chị vào các chị chia sẻ lên cho em nào. Đây còn rất nhiều mã chưa lên nữa. Ui dồi ôi, còn bao nhiêu giá cá tàu còn chưa lên nữa chứ nhỉ. Hai cái khăn tắm cho chị Bích Liệu. Chị nào chưa được hai cái khăn tắm cho chị Hùng Lân. Khăn tắm kèm theo số lượng cho em luôn nha các bác nhé. Kem chống nắng kèm quà VIP cho chị Nguyễn Thị Liên. Ok bác luôn này. Bác nào chưa được các bác lên comment vào đấy cho em luôn. Khăn tắm hai cái cho chị Lê Ngọc. Khăn tắm cho chị Minh Thư một cái. Ok chị Minh Thư có luôn khăn tắm. Rồi em qua mã được chưa các chị ơi. Đấy bác nào lấy khăn tắm thì các bác lên cho em là khăn tắm kèm theo số lượng cho em thôi. Rồi em qua mã nha các chị nhá. 37.000 một chiếc. Khăn mặt là K55 đúng không? Khăn mặt còn đấy chị. Khăn mặt đâu rồi? Khăn mặt các chị lên là K55 cho em là được, áo gió chưa lên luôn. Khăn tắm chị Hana Thắm một cái. Xem chị Hana Thắm nhắn tin cho em ơi. Em chuyển khoản, ok bác Bẻo Ngọc chuyển khoản trước này. Đây khăn tắm các chị, à, khăn mặt các chị lên là K55 là 55.000 10 cái khăn mặt. Tính ra 5.500 một cái. Rẻ nhất Việt Nam cho các chị em mình luôn rồi. T284 tuyết cho chị Hùng Lân, thuốc ngứa đấy. Khăn tắm cho chị Ngọc Ánh một cái. Ok chị Ngọc Ánh. Còn những chị nào chưa được các chị lên cho em khăn tắm kèm số lượng. Khăn mặt lên là K55, bàn chải còn không? Còn ạ. Bàn chải lên là BC30 chị ơi. Bao nhiêu set bàn chải nữa? 11 ạ. Em còn 11 set bàn chải là em hết nhá. Các chị lên là BC30. 30.000 một set bàn chải cho các chị em mình luôn. Khăn mặt cho chị Nguyễn Lương có luôn khăn mặt, ok chị. Khăn mặt thì lên là K55, 55.000 10 cái. Khăn tắm thì lên 37.000 một chiếc, lên là khăn tắm kèm số lượng. Còn bàn chải thì mình chỉ có lên cho em là BC30 thôi. 30.000 10 chiếc bàn chải cho các chị em mình luôn. Chị Nguyễn Lương là có khăn mặt rồi. Các bác vào các bác nhấn chia sẻ lên cho em nha. Lên ra cá tàu đợi em ạ. K55 chị Anh Lan một set. Quần chip cũng có, quần chip đầy chị ơi. Chip em có từ T284 tuyết cho chị Huyền Trang. Bộ 105 lướt lại đợi em. K55 chị Bình Dũng. Bàn chải bé hiện tại là hết mình ơi. Bánh gấu là 128.000 một thùng. Yên tâm cho em chuẩn loại 1, loại ngon, nhiều ruốc, bánh xịn lắm luôn đấy các bác. 128.000 vì em tiện em lấy cho con nhà em ăn sáng đi học. Khăn tắm hai cái cho chị Dung Nguyễn. PS30 ở PC bàn chải, BC là bàn chải. K55 cộng BC30 cho chị Minh Hằng. BC30 cho chị Huyền Trang. Các chị chốt nhanh nhé, không là hết ấy. Bàn chải là còn có hơn chục set là hết rồi. Nên là các chị em mình chốt nhanh vào đấy, không là hết luôn, là không còn hàng.
Một thùng bánh gấu, ok chị Trà Thư có luôn thùng bánh gấu. Bánh gấu 128.000. Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên comment nốt để em qua mã nào. Cho chị đấy, cho chị con màu cam đây, tri ân cho mỗi người cái luôn. Em đấy luôn. Chưa bao giờ luôn, thật sự luôn, kể cả cái này là khoét hay không em? Không. Cho mỗi bác cái luôn nhá. Đây các chị nhìn luôn cho em này. Tay gấp ạ. Hàng này của em các bác mình biết đúng không? 79.000, 78, 79.000 đúng không? Em ơi nhắc cho chị cái này xuống. Cái này các chị lên comment ở đây cho em luôn, tri ân cho mỗi các bác một cái nhá. Comment cho em luôn là cam 38. Bán tặng luôn 38.000 cốt tông khô luôn ạ. Mặc cực kỳ là sướng luôn, siêu thoáng mát. Bàn chải là 30.000 10 cái mình ơi, mã là BC30. Mã là BC30 là bàn chải, cái này lên cam 38 luôn cho em luôn. 38.000 đồng một chiếc cho các chị luôn, quá đẹp luôn. Cái này cho con các bác mình cũng được luôn nhá. Kể cả từ 36, 37 các bạn đã mặc được rồi, đến 55, 56 cân cho em thôi. Bàn chải chị Nguyễn Huyền lấy cả bàn chải cả K55 hay như nào đấy chị ơi, vào của chị Nguyễn Huyền là BC cộng với K55. Thêm giá 30. Cam 38 mà chị Đậu Nga một cái, cho chị Thu Tướng một cái. Cho chị Nguyễn Ngọc Linh một cái, cho chị Văn Thị Huệ một cái. Bánh gấu là một thùng được 30 chiếc chị ạ. Một thùng được 30 cái bánh gấu. Cam 38 mà chị Phan Nhi một cái. Đẹp lắm các bác ơi, chất sướng. Cho chị Thoa Thanh một cái, chị Minh Tư một cái, chị Huyền Trang một cái, chị Trang Nguyễn một cái. Áo này chị mới đúng rồi. Cam 38 ok cho chị Nguyễn Bùi Huyền một cái. Đúng rồi, nó chính là cái con A47 tối hôm trước em vừa lên ấy. Em xả 47.000, nó là con A47 đây đây, em bán tặng 38 nốt luôn. Cho chị Nguyễn Lương một cái. Em bán dọn kho nốt luôn rồi, cho chị Hùng Lân một cái. Lên giúp em là cam 38, đừng nghĩ ngợi làm gì nhiều. BC ok cho Diêu Lợi có BC30, cam 38 mà chị Ngô Kim Sinh một cái. Cam 38 mà chị Hằng Trần một cái. Các chị lên giúp em là cam 38 cho em, cho chị Lê Nguyễn Thúy Hiền Lê một cái. 38.000 đồng. Đấy, cho các bác mình nốt luôn, tổng kết đi cho nó gọn luôn các chị. Cam 38 mà chị Hương Nguyễn một cái. Lên rõ giúp em là cam 38, 38.000 một cái này luôn. Đấy, các chị chốt, các chị lên cho em là cam 38 cho em nhé. Áo cam 38 mà chị Dung Nguyễn một cái, Diêu Lợi là có bàn trải rồi. Áo 125 là, 125 là len pha cổ bẻ thôi. Em còn đấy chị ơi, chị Thanh Dung một cái cam 38. Áo hồng đằng sau. Áo hồng đằng sau là mã Thanh Lý 89 chị ơi. Cho chị Tô Cao Thanh một cái, chị Hương Trân có một cái. Còn chị nào chưa được cam 38 các chị lên cho em nhìn kỹ, không quét. Rồi chị nào chưa được nữa các chị lên cho em. Không, em không có lên quần áo trẻ em đâu bác. Em không lên quần áo trẻ em đâu. Còn chị nào chưa được cam 38 nữa các chị lên cho em. Cam 38 mà chị Tuyên Nguyên một cái. Tuyên Nguyên có luôn cam 38. Bác nào chưa được các bác lên cho em là cam 38 cho em nhá các chị nhá. Cam 38. Cho chị Hồng Cam một cái. Hồng Cam có luôn này. Bà Thoa cắm các chị cam bên trên đi. Cắm lại hết cam bên trên đi. Cắm cả cam bên ngoài nữa này. Cam ngoài tầng, ngoài đường. Cắm lên cho chị đi. Xe xếp chúng mày để đầy ngoài đấy là cam nào thì cam ngoài đường là phải để ý. Em ơi xem cắm lại cam ngoài đường đi. Xe xếp các thứ chúng mày để hết ở ngoài mà chúng mày. Cam 38 mà chị Thủy Tiên một cái. Tháng này Tết nhất các thứ đến nơi rồi, trộm đầy rồi đấy. 5 tháng nữa đến Tết rồi. Thật đấy. Xe thì nhân viên đi làm toàn đi Vision. Xe xịn. Khiếp. Thoa đâu thoa, còn mỗi thoa lại có SH nó không đi SH. Lên khoác gió, chưa lên ở đâu chị ơi. Để chị nhìn ra bên ngoài nữa. Còn mưa nữa không em? Nhưng mà như bên kho như không có mạng hay sao đúng không? Bên kho bỏ mạng rồi thì phải. Cam 38 mà chị Huyền Huy một cái. Cho chị một con áo da cá tẩu vào cho chị đi. Cho chị một mã mà. Rồi còn chị nào lấy cam 38 nữa các chị lên nốt cho em luôn nhé, 38.000. Áo hồng phía sau các chị lên comment cho em luôn là Thanh Lý 89. Nó là áo lụa mango đấy các chị. Cái này các chị em mình kể cả từ 42 cân nhá đến 62, 63 cân. Servin đóng thùng cho em luôn, tay là tay lỡ này. Hàng này hàng độc quyền của em luôn. Bác nào lấy lên nốt cho em là Thanh Lý 89 cho em là hết. 89.000 một cái, 42, 43 đến 62 cân cho em ok luôn các bác nhá. Còn mấy cái nhờ, vì nãy cô bảo còn 8 đúng không? Cắm sạc máy chủ nữa chị em ơi. Các chị em mình vào, các chị nhấn hết cho em xin lượt chia sẻ lên nha các chị ơi. Giữ bên dưới đi đỡ rồi. Này bác nào lấy các bác lên comment vào đấy cho em luôn là Thanh Lý 89. Còn có mỗi mấy chiếc thôi, em bán cái này toàn 230. Hàng cao cấp đấy các chị nào lấy các chị lên comment luôn này.
cho chị cho chị nữa cái màu vàng trong góc này còn ít này, cái màu của chị mặc ấy, để mặc ấy. Đấy đúng không? Thanh lý 89 cho chị Nguyễn Huyền một cái. Ok chị Nguyễn Huyền, em này em còn mấy chiếc xinh cực luôn này. Cái này các chị lên comment cho em luôn này. Này em còn mấy cái nhá, xinh dã man luôn. Các chị lên comment ở đây cho em luôn này. Ui đẹp lắm, chất này. Lên comment ở đây cho em luôn là 69.000, lên cho em luôn lọc 46 đi, bán tặng cho các chị em mình. Lên giúp em là lọc 46 cho em nha các bác. Đấy tay gấp này. Thanh lý 89 nha chị Huyền Trang một cái. Cảm ơn bác Huyền Trang nhá. Đây em này nó là cốt tông non nha các chị. 37, 38 đến 60 cân, thậm chí 62 cân muốn mặc vẫn ok. Thanh lý 89 cho bác Khanh Hoàng một cái. Cái này thật sự luôn, kể cả 60 cân cho em vẫn ok. Thanh lý 89 cho Nguyễn Thị Thu Hiền một cái. Cái này lên giúp em là lọc 46. Em ơi cái này đẹp lắm luôn đấy các chị. Mặc thích cực kỳ luôn. Em để lại một cái này em mặc, mặc thích lắm luôn. Thanh lý 89 cho chị Hương Phạm một cái. Sơ mi kiểu đấy. Lọc 46 cho chị Dũng Nguyễn một. Lên giúp em là lọc 46. Chị Dũng Nguyễn có lọc 46 rồi, 46.000 nhá. Lên cho em lọc 46 cho chị Phạm Cảnh một cái. Các chị lên cho em là lọc 46 cho chị Bảo Nam một cái. 46.000 đồng, cái này các bác không cần nghĩ đâu. Rồi kể cả em đóng buôn các chị đấy, các chị qua kho các chị bốc cả nghìn cái vạn cái toàn 68-69.000. Đem cho các chị 46. Cho chị Nguyễn Thị Thu Phương một cái. Cho chị Phó Thủy một cái. Các bác lên cho em là lọc 46 nhé, 46.000 đồng. Cho chị Nhóc Huyền một cái, cho chị Đậu Nga một cái. Áo này mặc sướng lắm, đúng rồi, cái chất của nó là cốt tông non mà mặc mát lịn luôn các bác. Lên giúp em là lọc 46 cho em ạ. 46.000 đồng cho các chị, cho chị Khay Hoàng một cái. Ok, bác Khay Hoàng có luôn này. Cho chị Trà Thư một cái. Lên giúp em là lọc 46. Cho chị Hương Trân một cái, chị Liên Nguyễn một cái. Đừng comment số điện thoại trên địa chỉ trên livestream chị ơi. Comment mã thôi, còn địa chỉ số điện thoại là nhắn tin vào tin nhắn cho em nhá chị nhá. Đi comment để cả địa chỉ trên này chết thôi, cái địa chỉ của các chị. Lọc 46 cho bác Trần Sơn một cái. Rồi còn bác nào chưa được lên cho em là lọc 46 cho em các chị ơi. Lọc 46 vào đấy cho em nhá các bác nhá. Em chuẩn bị dừng này cho các bạn đi chốt đơn này. Xong rồi em sẽ để một các bạn đi chốt đơn luôn này. Còn đâu là sẽ là độ 3 bạn đi là cắt hàng bên kho. Để tầm khoảng 4 giờ chị lại. Lọc 46 chị Tống Lài này. Đơn này là chốt để tí nó cho đi luôn nhá. Xong tầm khoảng 4 giờ là chị sẽ like một ca nữa, là chị sẽ like áo khoác đấy. Đấy nên chuẩn bị cho chị. Rồi còn chị nào mà mình chưa được nữa, các chị lên cho em là lọc 46 cho em nha. Hay là thôi cứ like một phát từ giờ đến tận 6 giờ tối đi các chị. Nghỉ tí trong tí nó lên tiếp. Các chị lên cho em là lọc 46 cho em nhé. Cho chị ra cá tàu cho chị xanh này. Cái này các chị chốt nhanh này. Ra cá tàu cho các bác mình luôn. Mũ luôn cho các chị em mình luôn nhé. Cái này con các chị có thể mặc đi học cũng được luôn. Mặc đi học để thay có, thành như là một cái áo có cổ nữa luôn rồi đấy các chị. Đây các chị nhìn cho em luôn này. 37, 36, 37 đến 60 cân cho em ok. Lọc 46 và K55 mà chị Thoa Thanh này. Ok bác, cái này kỷ niệm cho các chị đến lên cho em luôn là A65. A65 nhé. Em bán con này 85, 89 nghìn em kỷ niệm 65 cho. Dạ vâng, ok bác, lên comment ở đây cho em luôn A65 em kỷ niệm cho, nhớ là da cá tàu. Quần ba cúc đợi em lát nữa em mặc mẫu lên rồi các chị em mình chốt sau nhé. Quần ba cúc là nhiều chị hỏi mà, nếu như các chị đã quen rồi, các chị đã mua quần ba cúc rồi thì lên là Q110 kèm size thôi. Còn nếu không thì chờ em lát nữa em mặc mẫu lên rồi các chị em mình chốt. Riêng A65 này các chị phải chốt thật nhanh nhá. Em nói luôn là con này em lên chớp nhoáng thôi. Lọc 46 á chị Hùng Lân. Chứ con này 65.000 thì bán phá giá cả nước rồi còn gì nữa các chị. Lọc 46 á chị Hồng Vinh một cái. Cái này lên cho em là A65. Ok A65 mà chị Dung Nguyễn một cái, cho chị Nguyễn Thị Thu Phương một cái. Lên cho em luôn là A65 cho em ạ. Chị Dung Nguyễn có rồi chị ơi. Lên bộ cao cấp, bộ tối cái gì, bộ cuối like tối đi em là cái gì em chịu chị ơi. Q110 size XL cho chị Lê Thúy Nguyễn. A65 mà chị Thoa Thanh một cái. Các chị lên comment vào đấy cho em là A65 cho em luôn nha các bác nhá. 65.000 đồng một chiếc cho các chị em mình luôn này. Đấy nó là da cá tàu cho các bác mình. Các chị chốt nhanh vào đấy cho em luôn, chậm tay nó không có đâu. Hàng này mặc cho em sướng lắm luôn. Sờ bên ngoài nó như chất u mì ấy. Nó là da cá tàu. Chị Thoa Thanh có rồi nhá chị nhá. Cho chị Diêu Lợi một cái, cho bác Liên Phương một cái. Diêu Lợi có, Liên Phương có này. Chị nào chưa được các chị lên cho em là A65. 65.000 một chiếc cho các bác luôn.
cho chị Hồng Vinh một cái, chị Huyền Trang một cái. Hồng Vinh có, Huyền Trang có. Ok, cho chị Phú Phong một cái. Diêu Lợi có rồi. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên comment nha, đợi em chút nha các chị. Ngoài có nóng không em? Em dừng tí nhá các chị nhá, là cho em nghỉ tầm khoảng 10 phút đi, 15 phút đi. 15 phút nhá, em cho nhân viên xếp bên ngoài với là để phân cho các chị em mình một chút túi sách các thứ này, rồi là áo gió, áo khoác này, áo choàng này, để em chuẩn bị like cho các chị em mình nhá. Các bác đợi em chút xíu đi, em dừng tầm khoảng 15 phút. 15 phút nữa các chị vào lại like nhá, cho dồn đơn với cái like này. Được chưa? Tức là em sẽ chưa in bill ra. Lát nữa em like là cho các chị em mình chốt tiếp. Chờ em chút xíu nhá các chị nhá. 15 phút, em nghỉ độ 15 phút thôi.